Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 101. Trên mặt Vãn Nhất Thiên lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu đánh giá một phen, thực sự nhìn không ra manh mối gì, nhẹ khẽ cười nói. Tốt là tốt rồi, năm đó ta còn sợ công pháp này có vấn đề đấy, may mắn không xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu trong lòng máy động, bá thiên luyện thể quyết kia tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng quá trình tu luyện cũng có nhiều vấn đề vượt ngoài dự tính của hắn, tựa hồ cũng không nguyên vẹn, lòng hắn không khỏi cười lạnh, nói. Lâu chủ đại nhân tựa hồ đã sớm biết có vấn đề a. Vạn Nhất Thiên vội hỏi. Làm sao có thể, thần thông tuyệt đỉnh như vậy, ta cũng rất khó khăn mới lấy được đến tay, chỉ là lo lắng mà thôi. Ngươi cũng biết tính nết con người ta, trời sinh tính đa nghi mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi càng đa nghi, khiến cho ta cũng trở nên đa nghi rồi. Vạn Nhất Thiên nở nụ cười xấu hổ, nói. Phi Dương, ta và ngươi giao tình nhiều năm, ta làm sao có thể đưa công pháp có vấn đề cho ngươi được chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta tự nhiên tin tưởng lão ca rồi. Hai người sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Vạn Nhất Thiên vài lần hỏi chuyện về bá thiên luyện thể quyết, Lý Vân Tiêu đều tựa hồ có chỗ mịt mờ, tránh né đi. Sau thời gian uống cạn chung trà, Lý Vân Tiêu liền cáo từ rời đi. Vạn Nhất Thiên đứng ở bên cạnh đồng đỉnh, suy nghĩ bất định, sắc mặt càng ngày càng trầm. Không thể tưởng được hắn vậy mà tu luyện bá thiên luyện thể quyết, hơn nữa là ngươi cho hắn. Một giọng nói sâu kín vang lên, mang theo khiếp sợ và vẻ bất mãn. Đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, không thể tưởng được Phi Dương vậy mà không chết, hơn nữa tựa hồ luyện xảy ra vấn đề. Vạn Nhất Thiên trầm tư nói. À, thần công yếu quyết kia có vấn đề. Thanh âm kia hỏi. Cái đó sao ta biết được? Thần thông tuyệt thế như vậy đều là khắc trên chất môi giới truyền thừa, chỉ có thể truyền thừa một người, ta căn bản không biết nội dung. Vạn Nhất Thiên cau mày nói. Ngươi không phải đã giao thủ với hắn sao? Nên biết rõ mới phải chứ? Hừ, lần giao thủ kia không đề cập tới cũng được, lần sau tuyệt sẽ không để hắn có quả ngon để ăn đâu. Thanh âm kia sẳng giọng nói, mang theo một cổ oán giận. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Vạn Bảo Lớn liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang chạy như bay trên không trung, một lát sau liền xuất hiện ở trên không thương hội Thiên Nguyên. Vân Tiêu đại nhân, ta đang phái người đi tìm ngài đây. Vừa tiến vào thương hội liền trông thấy Tô Hồng đang lo lắng không thôi, nói. Ai ngờ ngài đã sớm rời khỏi Tĩnh Nhã Thánh Địa, ta còn lo lắng hỏng việc, phái người đi tìm khắp nơi nữa. Hắn vội vàng dẫn đường ở phía trước, dẫn Lý Vân Tiêu vào trong tổng bộ. Lý Vân Tiêu nói. Có chút việc cần đi làm, Linh Nhi đâu rồi? Tô Hồng nói. Đại tiểu thư có việc tạm thời không có ở đây. Cái gì? Lý Vân Tiêu dừng bước, hồ nghi nhìn hắn, nói. Hiện giờ đang vào thời khắc khẩn yếu, Linh Nhi có chuyện gì lại đi ra ngoài? Tô Hồng lắc đầu nói. Cái này ta không biết được. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn qua hành lang, lạnh nhạt nói ra. Để Linh Nhi tới gặp ta, nếu không luyện đan này ta sẽ không tham dự nữa. À, cái này. Tô Hồng thoáng cái ngây dại, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói. Đại nhân, ngươi không thể nói không giữ lời như vậy à, bảo ta làm sao ăn nói với hội trưởng đại nhân đây. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta thuận miệng nói lung tung đấy, đi thôi. Tô Hồng một hồi im lặng. Nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng mang theo Lý Vân Tiêu xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, tiến vào trong một gian đại điện. Trong điện thập phần rộng rãi, 20-30 người trong đó tuyệt không chen chúc, vẫn lộ ra phi thường trống trải. Lý Vân Tiêu và Tô Hồng vừa mới vào trong, tất cả thanh âm đang nói chuyện với nhau đều dừng lại, hơn 10 đạo ánh mắt đều liếc qua. Bị chúng nhiều cường giả chằm chằm vào, Tô Hồng toàn thân run rẩy thoáng một phát. Nhưng trong nháy mắt đã nhẹ nhàng thở ra. Những người kia tất cả đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu đi, vừa rồi chẳng qua chỉ nháy mắt hắn đã có cảm giác như hư thoát, vội vàng cúi đầu, làm ra thủ thế mời dẫn Lý Vân Tiêu vào trong đó. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không cảm thấy luống cuống, khóe miệng có chút giơ lên, liền bước vào trong đó. Ở đây ngoại trừ hơn 10 vị cường giả ra, cũng có không ít tùy tùng và gia đình của Thương hội Thiên Nguyên, đều lạnh lùng nhìn hắn. Trong đó hơn phân nửa đều là người Lý Vân Tiêu có biết. Ở phía trước nhất có một cái vương tọa trương điêu long trống không, hẳn là lưu cho Đinh Sơn, ở dưới tay trái ngồi hai người,
theo thứ tự là Đinh Bằng và Cảnh Thiểu Nghi. Một người lộ ra thần sắc sợ hãi, một người khác thì mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong đôi mắt sát ý giạt rào, bộ dạng như vậy hiển nhiên là đang cực lực khắc chế sát ý và lửa giận trong lòng. Lý Vân Tiêu cũng nhìn thấy hắn, biết rõ tất nhiên là Thương hội Thiên Nguyên tất nhiên sẽ ra mặt đưa hắn về. Ép, ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ cũng đều ở đây, tổn thương trên người Cảnh Minh tựa hồ tốt lên rất nhiều, mở to lấy hai mắt nhìn vào hắn. Toàn bộ người trong tràng đều cảm thấy được khí tức bất thiện trên người ba người này, bộ dáng như muốn xem trò vui. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng suy cười một tiếng, trực tiếp đi đến trước chiếc ghế mà Tô Hồng dẫn đến, vung trường bào lên liền ngồi xuống. Hơn nữa trực tiếp cầm lấy linh quả linh tử bên người, không coi ai ra gì ăn uống lấy. Hừ, kiêu ngạo thật lớn a. Rốt cục có người không nhịn được, hừ lạnh, nhưng lại không phải Lưu Minh Phủ. Trên ghế ngồi ở đối diện, một gã lão giả thiết diện lông mày dài, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng không chút che giấu, lạnh lùng nói. Người nào đó còn cho mình là phong hào võ đế đấy, lại không coi ai ra gì như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không nghe thấy, vẫn ăn lấy đồ của mình. Mọi người ở đây lúc vừa vào hắn đã thấy rõ hết, ngoại trừ một hai cường giả tương đối trẻ tuổi ra, mặt khác đều là tồn tại thành danh đã lâu, có mấy vị lúc kiếp trước của hắn đã có thanh danh hiển hách rồi. Vị lão giả thiết diện lông mày dài này chính là một trong số đó, tên là Kỷ Kinh Niên. Mọi người thoáng cái đều sốc tinh thần, trong nội tâm mừng thầm, cuối cùng có người xuất đầu rồi, hơn nữa trong bọn hắn cũng coi như có thực lực phi phàm, có thể thử xem sâu cạn của Lý Vân Tiêu này. Nhưng ai ngờ Lý Vân Tiêu chẳng quan tâm, tiếp tục bẹp bẹp ăn lấy linh quả, ọt 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 uống vào linh tử, một chút nhã nhặn cũng không có. Phanh! Kỷ Kinh Niên rốt cục nổi giận, vỗ một trường lên mặt bàn, hai mắt trợn tròn nhì chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, quát! Nói chính là ngươi đấy. Tất cả linh tử linh quả trên bàn bị hắn vỗ lấy đều bay lên không trung không ngừng quay cuồng. Một gã lão giả áo bào xanh lão bên cạnh lại vuốt lấy chòm râu nhỏ bé, nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay chúc lấy, liền định trụ số rượu và trái cây kia, chậm rãi trở xuống mặt bàn, không khác gì lúc trước cả. Lão giả kia tên là Mao Anh Ngạn, cũng là cường giả thành danh đã lâu. Lý Vân Tiêu vẫn chậm rãi ăn lấy trái cây, xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Khinh người quá đáng. Kỷ Kinh Niên giận dữ, thoáng cái tại chỗ bay lên trời, song trưởng vẽ một vòng trước người, trưởng phong lăng lệ ác liệt bay loạn mọi nơi. Đinh Bằng đột nhiên kinh hãi nói. Kinh Niên đại nhân, không thể động thủ. Đừng quên hiệp định giữa gia phụ và chư vị, nếu tùy ý động thủ, hư mất chuyện luyện đan, bộ phận vốn nên được tất cả đều để bồi thường đấy. Thân thể Kỷ Kinh Niên trì trệ. Lúc này mới thu trưởng pháp vào, nổi giận quay về chỗ cũ, nhưng khí thế trên người lại theo lửa giận của hắn phập phồng bất định, khiến cho toàn bộ trong đại điện cực kỳ áp lực. Nhưng ở chàng đều là cường giả, hoàn toàn không ảnh hưởng gì, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, lạnh nhạt phẩm rượu, chỉ có những tùy tùng và gia đình là sắc mặt đại biến. Ngươi tốt lắm, đợi sau khi luyện đan xong, bổn tọa liền muốn hảo hảo chiếu cố vị phong hào võ đế đại nhân này. Kỷ Kinh Niên trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Chậm rãi thu nạp khí tức trên người mình. Lý Vân Tiêu nhét một linh quả giống như quả lựu vào miệng, sau khi tinh tế nhấm nuốt nuốt lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ta có biết người, dường như tên là Kinh Niên gì đó. Lại nói ta với người dường như không có ân oán gì à. Hừ hừ, không có ân oán. Ha ha, đây là chuyện cười lớn nhất mà hôm nay bổn tọa nghe được đấy. Trên mặt Kỷ Kinh Niên phủ một tầng sương lạnh, nói. Năm đó Bắc vực Lạc Thủy Giản chi chủ Kỵ Thái Tuế ngươi có nhớ rõ không? Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, liền hoảng hốt nói. Nghĩ tới, quả thật có nhân vật số má như vậy, chuyên môn bắt lấy nữ tử làm đỉnh lô, sau khi lấy nguyên âm lại sát hại. Năm đó sau khi bị ta biết được liền thuận tiện giết. Họ Kỵ vốn rất thưa thớt, Kỵ Thái Tuế kia hơn phân nửa là cha của ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa. Đồng thời lộ ra vẻ trơ trẽn. Ta nhổ vào. Kỷ Kinh Niên tức giận nói. Đó là đại ca ta. À, không có ý tứ, ta nghĩ sai rồi. Lý Vân Tiêu thật có lỗi nói. Bất quá đại ca ngươi tu luyện tà pháp, vốn đáng chết, không biết ngươi tu luyện có phải là tà pháp hay không. Kỷ Kinh Niên cả giận nói. Ngươi bớt ở đây giả bộ làm người tốt đi. Đại ca ta tu luyện thuật gì có liên quan gì tới ngươi.
Tóm lại thù này không đợi trời chung, ta tất báo. Lý Vân Tiêu nhớ lại nói. Ta giết kỵ thái tuế đã nhiều năm rồi, hơn nữa một mực đều dừng lại ở Bắc Vực, sao không thấy ngươi báo thù? Kỵ Kinh Niên kêu rên một tiếng, nói. Bổn tọa lúc ấy vừa lúc tu luyện thần thông lợi hại, đến lúc xuất quan đi bốn phía tìm ngươi, mới biết được ngươi đã bị chết. May mà trời xanh có mắt, có thể cho bổn tọa tự tay báo thù rồi. Khóe miệng tất cả mọi người đều lộ vẻ mỉa mai, nội tâm cười lạnh không thôi. Mao Anh Ngạn kinh ngạc nói. Kinh Niên huynh, còn có chuyện thế này sao? Ta nhớ rõ trước khi Cổ Phi Dương ngươi rất rãnh rỗi mà, còn cố ý đi du lịch Tây Vực vài năm nữa. Ngươi có nhớ không, một đồ đề của ngươi, chính ả thu lúc ở Tây Vực đấy. Kỵ Kinh Niên mặt mò ửng đỏ, thoáng cái quính lên, khẽ nói. Ta đúng là đi Tây Vực tu luyện thần thông, nếu biết huynh trưởng bị hại thì nhất định phải giết Cổ Phi Dương trước mới đi. Là ai muốn giết Cổ Phi Dương? Sao lại có người dã tâm còn lớn hơn cả ta thế? Một đạo thanh âm du du dương dương truyền đến, mọi người thoáng cái nhìn lại cửa ra vào, chỉ thấy thoáng cái nhiều hơn 10 người, đang từ ngoài cửa đi đến. Lý Vân Tiêu ánh mắt mỉm cười, khẽ gật đầu với người tới. Vào đúng là Lăng Vân Thập Nhị Đao, Trở Cao Nguyên không dám vô lễ, cũng kính trọng chắp tay với Lý Vân Tiêu, lúc này mới quét ánh mắt qua trong điện, cuối cùng rơi vào trên người Kỵ Kinh Niên, không khỏi suy cười rộ lên. Nói. Đại ngu ngốc, là ngươi muốn giết Cổ Phi Dương sao? Phốc, Mao Anh Ngạn trực tiếp phun ra một ngụm rượu, bị sặc đến mức ho khan kịch liệt. Người còn lại cũng đều hơi giật mình, đánh giá Trở Cao Nguyên, không ít người cũng không nhận biết người này. Ngươi nói cái gì? Kỵ Kinh Niên thiếu chút nữa đã tức đến ngất đi, cả đầu đều đỏ bừng, lửa giận bay thẳng lên ót. Trở Cao Nguyên cười đùa nói. Đến đi. Đến đánh ta đi, chỉ cần ngươi dám động tay, chính là vi phạm khế ước với Đinh Sơn, vậy thì cửu âm cửu dương phá ách đan không có phần ngươi nữa rồi, đại ngu ngốc. Phốc, Kỵ Kinh Niên đang muốn giết người nghe xong, liền tức đến phun ra một búng máu tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Ha ha, lão đại ngươi thật là xấu a. Hoàng y nữ tử trong thập nhị đao che miệng mà cười. Người còn lại cũng nhịn không được cười vang, một mảnh ngã trái ngã phải. Ngươi, Kỵ Kinh Niên tức giận đến phát run, nguyên lực chấn động cường đại nhộn nhạo ra trên người hắn, lại vẫn gắt gao ngăn chặn, sợ mình thoáng cái không nhịn được lại xuất thủ. Ninh Bằng vội vàng đứng dậy tiến lên, dẫn dắt bọn người Trở Cao Nguyên rời đi, nói. Chư vị đều là bất thế cường giả gia phụ mời đến, mong rằng cho Thiên Nguyên Thương Hội vài phần mặt mũi, không nên ồn ào gây chuyện nữa. Trở Cao Nguyên nói. Tất cả mọi người không sai biệt lắm đã đến đông đủ, cha ngươi đâu? Sao lại để mọi người chờ lâu như thế hả? Ninh Bằng trong lòng khó chịu, thầm nghĩ những người khác mới là đợi lâu, ngươi chỉ vừa mới đến sao lại dám nói đợi lâu, nhưng cũng không dám phản nàn, vội vàng giải thích nói. Gia phụ có việc, sẽ lập tức đến ngay thôi. Ha ha, Trở Cao Nguyên tính tình của ngươi quá gấp đấy. Đang nói, một đạo thanh âm tang thương lại hùng hồn hữu lực chợt truyền đến. Ngoài cửa xuất hiện ba người, đều là diện mạo bất phàm, trên mặt phú quý, mỉm cười mà vào. Cha! Ninh Bằng đại hỉ, vội vàng tiến ra đón. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, Đinh Sơn mặc dù không phải lần đầu hắn thấy, nhưng lần trước cũng không quá mức chú ý, hiện giờ nhìn kỹ, quả thật có một loại phong độ vương giả. Còn đôi mắt đối phương cũng hữu ý vô ý điểm qua người mình, tựa hồ đang mỉm cười thăm hỏi. Đinh Sơn một thân áo lưới. Môi trên có hai hàng rear map, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, chào hỏi từng người một. Hai người bên cạnh đúng là hội trưởng thương hội Lôi Phong Chu Kỳ Thủy, và hội trưởng thương hội Mạn Đa Từ Vạn Sâm. Lý Vân Tiêu nhớ tới lời Tô Liên Y nói, khó trách hai thương hội này lại xa cách này, thì ra là đi lại với Đinh Sơn, chỉ là không biết vì sao Đinh Sơn không tìm đến Tô Liên Y. Nếu liên hợp lực bốn nhà bọn hắn, có lẽ thật sự có thể đấu với Vạn Bảo Lâu cũng không chừng. Đinh Sơn sau khi nói qua vài câu với từng người, nhân tiện nói. Kẻ hèn này ẩn lui thương minh nhiều năm, không thể tưởng được còn được nhiều bằng hữu như vậy cổ động, thật sự là cực kỳ cảm kích, cực kỳ vinh hạnh. Mọi người cũng đều khách khí trả lời. Hội trưởng có mời, há có thể không tới. Có thể thấy viên thuốc này luyện thành, cũng là vinh hạnh của ta. Đinh Sơn thủy chung mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt rear map, nói. Nếu mọi người đã cố tình,
lời khách sáo ta cũng không nói nhiều nữa, ngày khác nếu có chuyện gì thương hội Thiên Nguyên ta giúp được, cứ việc tìm đến ta. Tất cả mọi người đại hỉ không thôi, có thể kết giao tình nghĩa với một thương hội siêu cấp, đối với bất luận võ giả nào cũng đều có chỗ tốt cực lớn. Chu Kỳ Thủy nói, tất cả mọi người đã đợi có chút không kiên nhẫn nữa rồi, Đinh Sơn huynh, kính xin bắt đầu đi. Đinh Sơn nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không nhiều lời, mọi người trước tham khảo trình tự mọi thứ đi, có nghi vấn gì cứ trực tiếp nói ra. Hắn vung tay lên, lập tức hơn 10 đạo hào quang bay ra khỏi tay áo, tất cả đều là ngọc giản, bắn về phía mỗi người. Lý Vân Tiêu một phát bắt được miếng của mình, thần thức quét qua, sau khi phát hiện không có vấn đề, lúc này mới đặt ở trên trán, cẩn thận đọc lấy tin tức trong đó. Trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả hô hấp cũng rất nhỏ. Rất nhanh, mọi người liền lấy ngọc giản xuống, phần lớn là sắc mặt bình tĩnh. Quá trình bên trong vô cùng đơn giản, cơ bản không có chỗ nào đáng nghi cả, mà ngay cả phương thức phân phối sau khi thành đan cũng được ghi rất rõ ràng. Đinh Sơn nói, nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Hắn trực tiếp đánh một đạo quyết ấn xuống mặt đất, lập tức vô số hào quang chậm rãi sáng lên, dưới chân mọi người hiện ra một phương trận pháp. Hắn đột nhiên kêu lên, Cảnh Diệu trưởng lão. Cảnh Diệu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào trận pháp dưới chân, lúc này mới hai tay bấm niệm pháp quyết, trong 10 ngón bay ra một đạo quyết ấn, không ngừng bốc lên trên không trung. Song trưởng của hắn hóa thành đỏ thẫm và huyền âm chi sắc, đánh mạnh ra. Ầm ầm. Đại điện chấn động thoáng một phát, một kiện huyền khí đại đỉnh phong cách cổ xưa từ trong ấn quyết kia biến ảo mà ra, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, đỉnh kia phân thành song sắc, lộ ra cổ vận và cảm giác mênh mông rất mạnh, hiển nhiên là huyền khí chân phẩm thời thượng cổ. Cảnh Diệu nhìn lướt qua ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người, đắc ý nói. Đây chính là trấn phủ chi bảo của Lưu Minh phủ ta, âm dương đỉnh, chính là huyền khí tốt nhất để luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan, nếu không phải Đinh Sơn hội trưởng nhiều lần phái người đau khổ đòi hỏi, Lưu Minh phủ ta tuyệt sẽ không cho mượn đâu. Cảnh Thiếu Nghi đột nhiên bỏ thêm một câu, nói. Mong rằng hội trưởng không nên quên điều kiện. Tất cả mọi người đầu đầy hắc tuyến, mượn đỉnh tất nhiên là trao đổi lợi ích, ai cũng biết, nói ra ngoài như vậy, gạch dưới chỉ số thông minh thật đáng ngại a. Đinh Sơn cũng thoáng có chút xấu hổ, nhưng cười cười liền hóa giải rồi, nói. Đó là tự nhiên, danh vọng Thiên Nguyên thiên hạ đều biết mà. Hừ, Cảnh Thiếu Nghi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt, trừng Lý Vân Tiêu. Thần sắc Đinh Sơn trở nên ngưng trọng nói. Chư vị đều dựa theo phương vị từng người, lập tức bắt đầu luyện chế đi. Ta vì hôm nay đã mưu đồ suốt hơn 20 năm, mới tìm đủ các loại tài liệu, hơn nữa lục lọi ra rất nhiều nguyên liệu thay thế, nếu thất bại thì muốn lần nữa luyện chế phải đợi thêm 20 năm nữa rồi. Đinh bằng tay cầm nắm đấm, kiên định nói. Phụ thân đại nhân yên tâm, tuyệt sẽ không thất bại đâu. Đinh Sơn nhẹ gật đầu. Vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Không hổ là nhi tử Đinh Sơn ta, ngươi tuy rằng thiên phú võ đạo không cao, nhưng người đều mệnh, cha cũng chưa bao giờ cưỡng cầu qua ngươi, nhưng luyện chế hôm nay, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực. Đây cũng là một lần khảo nghiệm lớn nhất của ta đối với ngươi, chỉ cần thông qua được, ta liền có thể an tâm thoái ẩn, giao mọi chuyện thương hội Thiên Nguyên cho ngươi quản lý rồi. Ninh bằng thoáng cái kích động và khẩn trương, hưng phấn nói. Phụ thân đại nhân xin cứ an tâm, ta cho dù chết cũng nhất định phải luyện chế ra đan này. Cảnh Diệu đột nhiên cau mày nói. Ninh bằng thiếu gia tuy rằng là âm dương hòa hợp chi thân trời sinh, thích hợp làm môi giới cho âm dương đỉnh nhất, nhưng thực lực của hắn dù sao quá thấp, có thể nào có sai lầm không? Đinh Sơn nói. Cảnh Diệu trưởng lão yên tâm đi, vì luyện chế hôm nay, ta đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, tuyệt sẽ không sai lầm đâu. Tác dụng của đinh bằng chỉ là truyền lực lượng, bản thân cũng không cần thực lực quá mạnh mẽ. Cảnh Diệu nói, có nắm chắc là được, ta cũng không muốn không công lãng phí một hồi cơ hội đâu. Trở Cao Nguyên liếm lấy môi dưới, cười hắc hắc nói. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, bổn tọa đã có chút khó nhịn được rồi, ha ha ha. Mọi người đều cười cười, dựa theo phương vị trong ngọc giản miêu tả toàn bộ ngồi xuống, phân biệt khắp ra ấn quyết bất đồng. Trên mặt Đinh Bằng lộ vẻ khẩn trương, đi tới ngồi xuống trước âm dương đỉnh, song trưởng chậm rãi đặt ở trên đỉnh. Ông! Trong đỉnh truyền đến chiến minh,
lập tức âm dương nhị khí tuôn ra, quấn ở quanh thân Đinh Bằng, tràn ra bốn phía. Tất cả võ giả trong lòng đều rùng mình, cảm nhận được khí tức cường đại kia, vô cùng mênh mông như lúc thiên địa sơ khai, hoa phân âm dương, trong lòng đều hơi kính sợ, vội vàng ngồi vững vàng thân thể, rót nguyên lực vào ấn quyết trong lòng bàn tay. Lập tức một cổ sức mạnh to lớn mênh mông tản ra từ trên người mỗi người, quấy âm dương nhị khí lên, như nguyên một đám nguyên điểm, không ngừng tràn ra gợn sóng. Đồng tử Đinh Sơn co rụt lại, trực tiếp lâm không bay lên, rũ ra rất nhiều các loại thiên tài địa bảo, thoáng cái đều bỏ vào trong đại đỉnh kia, bị âm dương nhị khí một cuốn cái liền biến mất vô tung. Hắn trực tiếp xếp bằng ở trên không đại đỉnh, đồng thời đánh ra vô số ấn quyết bay vào bốn phía, bố trí xuống kết giới trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ thương hội thiên nguyên đều ở vào phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, vào dặm quanh phạm vi tổng bộ đều được coi như cấm khu. Khí ẩn chi lực phát ra trên âm dương đỉnh cùng phối hợp với trận pháp trên cả vùng đất, trong đại điện lập tức bày biện ra song sắc quang mang, chậm rãi lưu động trên thân thể mọi người. Lông mày Lý Vân Tiêu có chút nhíu lại, chỉ cảm thấy đại lượng nguyên lực tuôn vào trong quyết ấn trong tay, không chỉ có như thế, mà ngay cả lỗ chân lông khắp tứ chi bách hải cũng đều mở ra, chân nguyên tuôn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong lòng của hắn cả kinh, loại dấu hiệu này không giống như là hắn đang luyện đan. Thật giống như coi mình là nguyên thạch vậy, không ngừng bị âm dương đỉnh rút ra chân nguyên để luyện hóa. Mọi người không cần sợ, đây là hiện tượng bình thường. Âm dương đỉnh cần thuộc tính cửu âm cửu dương của các ngươi, không cần chống cự, tự thủ hư không, ý trầm đan điền là được, ngàn vạn không thể xảy ra sai sót. Lời Đinh Sơn chậm rãi truyền đến. Vốn không ít mọi người nhíu mày, sau khi nghe thế cũng dần dần thả lỏng, tùy ý để âm dương đỉnh kia rút ra lực lượng. Mặc dù cảm thấy có chút không khỏe, nhưng vẫn có thể nhịn được. Lý Vân Tiêu thì lại nhíu mày càng chặt hơn, quá trình luyện chế hiện giờ tựa hồ hoàn toàn khác với những gì ghi trên đan phương. Chẳng lẽ là Đinh Sơn sửa lại luyện phương? Loại khả năng rất lớn, dù sao thiên địa quy tắc bất đồng, quá trình luyện chế năm đó chưa hẳn thích hợp với hiện giờ. Nhưng Lý Vân Tiêu thân là thuật luyện sư cửu giai, vẫn cảm nhận được có gì đó rất không đúng, một loại dự cảm bất hảo lan tràn trong lòng. Quyết ấn trong tay hắn hơi đổi, vận chuyển thần dịch lực, thuận theo chu thiên chạy đi, những nơi đi qua lỗ chân lông đều khép kín lại. Cả người thoáng cái liền trở nên như thùng sắt, không còn nửa phần lực lượng nào tràn ra nữa. Không chỉ có như thế, hắn còn bắt đầu ngồi xuống điều tức, không ngừng khôi phục lấy lực lượng hao tổn trước kia. Mấy canh giờ sau, tựa hồ có một cổ cảm xúc bực bội lan tràn trong lòng. Lý Vân Tiêu vụng trộm mở mắt ra. Chỉ thấy đại lượng cường giả trên trán đều phủ kín mồ hôi, áo lưới ướt đẫm. Song sắc chi quang vẫn còn chuyển động, trong âm dương đỉnh không ngừng có đan hỏa phun ra, đích thật là đang luyện chế đan dược. Toàn bộ trong tràng chỉ có ba người sắc mặt an tường, chính là Lý Vân Tiêu, Trở Cao Nguyên và Đinh Sơn, mà ngay cả Đinh Bằng đầu cũng đầy mồ hôi, thân thể như lúc lạnh lúc nóng, không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cắn răng gắng gượng lấy. Lý Vân Tiêu âm thầm nghĩ ngợi nói. Nhìn màu sắc đan hỏa thì đích thật là đang luyện chế đan dược, hơn nữa bộ dạng Đinh Bằng cũng tuyệt không phải làm bộ, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều sao? Đinh Sơn khuôn mặt an tường, hơn nữa đoan trang uy nghiêm, thỉnh thoảng biến hóa quyết ấn trong tay, đánh vào trong âm dương đỉnh, khu động lấy đan hỏa. Lý Vân Tiêu không ngừng quan sát hắn kết ấn, mày ngày càng nhíu chặt, trong thủ ấn kia tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng hắn cũng không biết, bằng vào lịch duyệt của hắn lại chưa từng thấy quá. Không được, ta không được rồi. Đột nhiên một người kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, thân hình run run. Vạn Nguyên đại nhân, nhất định phải chịu đựng a. Đinh Sơn mở mắt ra, nói. Đã luyện chế được một nửa, ngàn vạn không nên phân tâm, nếu ngươi phạm sai lầm thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả mọi người, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Người nọ cắn răng, nói. Thế nhưng mà... Đinh Sơn ngắt lời nói. Không có nhưng nhị gì hết, ở đây mỗi người đều đang đau khổ trèo trống, chẳng lẽ ngươi có thể tu luyện đến võ đế cửu tinh nhưng chút gian nan đó cũng không nhịn được sao? Người còn lại sắc mặt cũng khó coi, nhưng nhìn xem đan hỏa không ngừng phun ra nuốt vào trong âm dương đỉnh, trong mắt vẫn xẹt qua tinh mang, liếm lấy đầu lưỡi sau nhao nhao nhắm hai mắt lại, tiếp tục chống đỡ lấy. Đinh Sơn cong ngón búng ra, một đạo kim quang bắn xuống, nói. Đây là hồi nguyên đan ta bí chế, rất có lợi với ngươi đấy. Vạn Nguyên thoáng cái bắt lấy, nhìn thoáng qua liền nuốt vào trong bụng, nói.
Đa tạ hội trưởng đại nhân. Chỉ chốc lát, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt một mảnh vui sướng, tựa hồ tác dụng đan dược kia rất mạnh, khiến hắn vô cùng vui sướng. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, dưới nguyệt đồng hắn nhìn qua, sau khi thôn phệ đan dược, nguyên khí tràn ra quanh thần vạn nguyên càng ngày càng đậm, lộ ra trạng thái bồng phát. Trong mắt của hắn xẹt qua kinh hãi, mà giờ khắc một đoạn ánh mắt khác cũng nhìn sang, đúng là Trở Cao Nguyên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lý Vân Tiêu đưa mắt cho hắn, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, không quan tâm tình huống bên ngoài, an tâm tu luyện lấy. Bỗng nhiên, luân hải hắn có chút đau nhói thoáng một phát, sau đó lỗ chân lông trên người bắt đầu mở ra từng cái, thần dịch lực trong cơ thể vận chuyển một chu thiên, vậy mà bắt đầu thu nạp âm dương nhị khí ở bên ngoài. Cái gì, đây là có chuyện gì? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, vốn sợ rằng chân nguyên của mình trôi qua, lúc này mới khép kín tất cả lỗ chân lông, hiện giờ sao lại tự động mở ra, còn thu nạp lấy không chút kiêng nể gì cả. Cổ âm dương nhị khí này sau khi chảy vào trong cơ thể xoay tròn một vòng quanh kinh mạch, cuối cùng bị thân thể hấp thu vào, có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng bản thân lại trở nên mạnh mẽ thêm một chút. Cái này, Lý Vân Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng đa phần là kinh hỉ, lực lượng bành trướng kia ẩn chứa uy năng cực lớn, so thu nạp nguyên khí lúc bình thường phải mạnh hơn nhiều. Hắn nếm được ngon ngọt, lá gan không khỏi lớn thêm, bắt đầu đổi vận tạo hóa nhất mạch, gia tốc hấp thu âm dương nhị khí bốn phía, không ngừng chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mấy canh giờ sau? Không đúng, không đúng, không đúng. Đột nhiên Vạn Nguyên sợ hãi giống một tiếng, kêu to lên. Toàn thân mọi người đều run lên, tất cả đều mở mắt ra nhìn qua hắn. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, Vạn Nguyên trước kia còn thần thái sáng láng, giờ phút này vậy mà hai mắt lún sâu, cả người cơ hồ trở thành da bọc xương. Trên người không có chút huyết sắc, dưới làn da có thể thấy rõ cách mạch máu, cả người giống như bị rút sạch vậy. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, hơn nữa không khỏi nhìn lại mọi nơi, kết quả khiến cho mọi người chấn động, mặt mũi mỗi người đều tràn đầy hắc khí, bộ dạng cực độ hư thoát, làn da trên người đều nhăn nheo lại. Dừng lại, mau dừng lại, ta muốn chết rồi. Vạn Nguyên nhìn xem thân thể của mình, hoảng sợ kêu to lên. Nâng hai tay lên không ngừng quơ quơ về trước, lại rất cảm thấy vô lực. Ninh Sơn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hội trưởng thương hội Lôi Phong Chu Kỳ Thủy chợt hoảng hốt, hắn hoảng sợ phát hiện mình cơ bản cũng đã bị rút sạch chân nguyên, thân thể bắt đầu cảm thấy hết sức yếu ớt. Lúc này ngay cả kẻ đần cũng biết xảy ra vấn đề, tất cả đều kinh hãi nhìn qua, mà Ninh Sơn trên âm dương đỉnh thần thái lại sáng lán, đỏ bừng cả khuôn mặt, tràn đầy vẻ vui mừng vô tận. Ninh Sơn, ngươi! Từ Vạn Sâm cũng hét sầm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tất cả mọi người còn lại cũng ngồi không yên, tất cả đều hoảng sợ. Ninh Sơn chậm rãi mở mắt ra, nói. Mọi người đừng hoảng hốt, đây là hiện tượng bình thường, lập tức phải ngưng đan rồi. Đợi sau khi dùng cửu âm cửu dương phá ách đan, mọi người không chỉ đều khôi phục như thường, hơn nữa thực lực còn có thể lại tiến thêm một tầng nữa. Cảnh Diệu sắc mặt tái nhợt nói. Vì sao mọi người đều bị rút sạch lực lượng, duy chỉ có ngươi và Ý Vân Tiêu không lùi mà tiến tới, tựa hồ càng cường đại rồi. Sắc mặt Đinh Sơn trong nháy mắt biến đổi, thoáng cái nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ và giận dữ, quát. Lý Vân Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ta chỉ là đang làm chuyện giống Đinh Sơn đại nhân thôi mà, ngươi đang làm cái gì thì ta làm cái nấy. Đinh Sơn sắc mặt đại biến. Thoáng cái liền âm trầm xuống, hai mắt phóng hỏa, cả giận nói. Khó trách ta chung quy vẫn cảm thấy không đúng, thì ra là ngươi đang quấy phá. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ta chỉ là làm chuyện giống với đại nhân thôi nha, có cái gì không đúng sao? Ninh Sơn sắc mặt âm độc, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc tính sổ, chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiếp tục hấp thu lấy. Lý Vân Tiêu cũng điên cuồng vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, âm dương nhị khí trong đại điện bắt đầu lấy hình thái mắt thường có thể thấy được điên cuồng tuôn tới trên thân hai người. Lúc này coi như là kẻ đần cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Cảnh Diệu phẫn nộ quát. Dừng lại, Ninh Sơn mau dừng lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình đã bị trận pháp bên dưới ngăn chặn, mà ngay cả âm dương đỉnh cũng đã mất đi liên hệ với mình, hoàn toàn không thể chỉ huy được nữa. Không chỉ có hắn.
Tất cả mọi người cảm nhận được hấp lực từ mặt đất truyền đến và uy áp chi lực từ trên âm dương đỉnh tản mát ra, bản thân đã triệt để mất đi lực lượng phản kháng, như một khối nguyên thạch bị khảm nạm trên mặt đất, tùy ý để trận pháp rút ra lực lượng. Lập tức các loại mắng mỏ tức giận không ngừng, tất cả đều tràn đầy lửa giận. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, điều này cũng không có ích gì, Đinh Sơn và Lý Vân Tiêu vẫn thu nạp vô cùng nhanh, căn bản không rảnh phản ứng đến đám bọn hắn. Tùy tùng của các người giả bên ngoài đại trận cùng với một ít gia đình của Thương hội Thiên Nguyên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn hắn cũng bị kết giới chi lực ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Cảnh Thiếu Nghi kinh hoàng nói. Đinh Sơn, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi dám bất kính đối với ba vị trưởng lão, lửa giận của Lưu Minh phủ ngươi không thể chịu nổi đâu. Lúc này các loại kêu rên và tiếng cầu xin tha thứ cũng vang lên, nhưng vẫn không có ích gì. Lão đại, sao ngươi lại không có việc gì? Cứu, nhanh cứu ta đi. Đệ nhị đao hạng Hòa Phong trong Lăng Vân thập nhị đao toàn thân run rẩy, còn có lão tam Đường Vũ cũng thế, hai người đều cầu khẩn nhìn Trở Cao Nguyên. Trở Cao Nguyên tuy rằng sắc mặt cũng khó coi, nhưng cũng không bị rút ra bọc xương như mọi người. Nhưng trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, Lý Vân Tiêu chỉ nói cho hắn là phải đề phòng, cho nên ban đầu hắn cũng có đề phòng, cũng không bị rút đi bao nhiêu lực lượng, nhưng tổn thất không ít lực lượng. Lúc này lập tức bị trận pháp và âm dương đỉnh ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích. Trở Cao Nguyên cắn răng một cái, bắt đầu chậm rãi hoạt động, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trên trán, hắn muốn cưỡng ép chống tự mình đứng lên ra, thân thể run run lợi hại. Ninh Bằng cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững, run giọng nói. Cha, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác mình cũng sắp bị hấp khô rồi. Ninh Sơn cấp bách nói. Đừng hoảng hốt. Ngươi không có việc gì đâu, ngươi chỉ là truyền môi giới, theo lực lượng mọi người biến mất, ngươi có cảm giác như vậy cũng rất bình thường, lại kiên trì một hồi nữa là được. Ân, Ninh Bằng cắn chặt răng, tiếp tục chống đỡ xuống. Giờ phút này hai tay Đinh Sơn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tựa hồ tăng cường hấp thu lực lượng, mặt ngoài thân thể bốc lên khói nhẹ cuồn cuộn, không ngừng dũng mãnh vào da thịt. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc, không cùng xiềng xích cửu tinh trung giai dần dần buông lỏng. Không ngừng rút ra âm dương nhị khí trùng kích, hắn đã sắp đột phá rồi. Bốn phía thân thể hắn hiện ra dị tượng khủng bố, nhị khí hóa thành cửu long chi tượng, trực tiếp rót vào trong cơ thể. Tất cả võ giả thấy thế đều ngốc trệ, cảnh tượng tu luyện như vậy thật sự chưa từng thấy qua bao giờ. Ninh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, lực lượng mọi người đều bị rút lấy không sai biệt lắm, hai người cũng trực tiếp xé toang mặt, rốt cuộc không cần giả trang nhã nhặn gì nữa. Trực tiếp dốc sức liều mạng hấp lấy, nhưng hắn vẫn phát hiện mình so ra kém xa Lý Vân Tiêu. Cảnh Thiếu Nghi nhìn khí tức ba vị trưởng lão kia càng ngày càng yếu, vội la lên. Ninh Bằng mau dừng tay. Hai nhà chúng ta đã quan hệ thông gia, đã là người một nhà rồi, không thể hãm hại lẫn nhau như thế à. Cái gì? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, trong hai tròng mắt bạo suất tinh mang, lạnh lùng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Thiếu Nghi bị ánh mắt lợi hại của hắn nhìn chằm chằm vào, lập tức lại càng hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước mới nói. Ninh Sơn đã đáp ứng gả Đinh Linh Nhi cho ta rồi. Ninh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Đúng vậy, tiểu nữ và Thiếu Nghi công tử tình đầu ý hợp, vạn phần xứng đôi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, cảm xúc trong nội tâm nháy mắt bất ổn. Nguyên công vận chuyển bị ngăn trở lại. Toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy lên, vậy mà thoáng cái kinh mạch trở nên hỗn loạn. Dị tượng cửu long rót thể bên cạnh lập tức biến mất. Ninh Sơn đại hỉ, một bên điên cuồng thu nạp, một bên nói năng bậy bạ. Tiểu nữ từ mấy tháng trước vừa gặp đã thấy Thương Thiếu Nghi công tử, mấy tháng này đến đều ở trong Lưu Minh Phủ, người không phải không biết đấy chứ. Lý Vân Tiêu tuy biết hắn đang cố ý kích thích mình, nhưng nỗi lòng lo lắng kia vẫn lan tràn trong lòng. Khí tức trong cơ thể càng ngày càng loạn. Hắn vội vàng buông tha tiếp tục hấp thu, mà hai tay biến hóa quyết ấn, bắt đầu quy nguyên đạo khí, khiến bản thân an định lại. Ninh Sơn mừng rỡ không thôi, gia tốc hấp thu đối với lực lượng trong tràng, tất cả mọi người tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ oán độc. Cảnh Thiếu Nghi hoảng sợ nhìn ba vị trưởng lão té trên mặt đất, sinh tử không biết, rung giọng nói. Ninh Sơn đại nhân, nếu hai nhà đã quan hệ hữu nghị, Linh Nhi đối với ta lại ưa thích như vậy thì ba vị trưởng lão cũng là người một nhà a. Ninh Sơn thoáng cái mở mắt ra, theo dõi hắn quát.
Câm miệng, nói thêm câu nữa lão phu lập tức liền giết ngươi. Cảnh Thiếu Nghi bị khí thế kinh khủng kia của hắn dọa sợ, cũng không dám lên tiếng nữa. Sắc mặt Từ Vạn Sâm cũng trắng bệch, toàn thân run run, run rẩy nói. Thì ra là thế, siêu phàm nhập thánh. Ngươi dĩ nhiên là trùng kích siêu phàm nhập thánh. Uy áp không ngừng quay cuồng trên người Đinh Sơn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Loại lực lượng này, đúng là lực lượng mà bọn hắn nằm mơ cũng muốn đạt được, siêu phàm nhập thánh. Khuôn mặt Đinh Sơn càng ngày càng an tường, chậm rãi nói. Nếu không phải như thế, ta không cần phí nhiều tâm kế và cái giá lớn như vậy, sao lại nhẫn tâm hy sinh chư vị được chứ? Kỵ Kinh Niên rung giọng nói. Đinh Sơn đại nhân, nếu ngươi đã tiến nhập siêu phàm nhập thánh, tu vị chúng ta cơ hồ khô kiệt, vậy thì hãy mở lòng từ bi, tha cho chúng ta một mạng đi. Người còn lại đều nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thực lực từ võ đế cửu tinh ngã xuống, tất cả mọi người cơ hồ đều có tâm tư giống nhau, căn bản không định sống nữa rồi, đã mất đi tu vị, sống không bằng chết. Đinh Sơn thở dài. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng chư vị có thể hiểu cho. Hiểu, ta hiểu con bà nó ấy. Mao Anh Ngạn cắn răng quát. Nếu có một đường cơ hội, lão tử muốn giết tổ tông 18 đời nhà ngươi. Đinh Sơn lắc đầu, nói. Chư vị cũng không phải người lương thiện gì, người chết ở trong tay các ngươi còn ít sao. Cường giả tuyệt thế nào mà không phải dẫm trên từng chồng bạch cốt đi lên chứ. Chẳng qua là giờ đến phiên các ngươi bị dẫm mà thôi. Đường Vũ lạnh giọng nói. Chúng ta là quang minh chính đại dùng thực lực dẫm, tên tiểu nhân hèn hạ ngươi lại dùng ra âm mưu hèn hạ như thế. Đinh Sơn nói. Cái này chỉ có thể nói là chiến thắng trên chỉ số thông minh thôi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chư vị không cần nhiều lời nữa, im lặng tiếp nhận hiện thực tàn khốc này không tốt sao. Mọi người trong lòng phát lạnh, trước kia còn là tuyệt thế cường giả, trong chớp mắt nguyên một đám đã là lão giả suy nhược, đừng nói phong vân một cõi, coi như là kéo dài tánh mạng cũng khó khăn rồi. Trở Cao Nguyên sắc mặt trắng bệch, vẫn đau khổ dẫy dụa nói. Ngươi đã bước vào siêu phàm nhập thánh, mọi người cũng cơ bản phế đi, đối với ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, không bằng mở ra trận pháp, thả cho mọi người một con đường sống đi. Đinh Sơn nói, mặc dù đã hóa thành dược cặn, nhưng cũng là một lần khó được, vẫn nên tận khả năng phát huy chút lực lượng còn lại đi. Ta vừa bước vào siêu phàm nhập thánh, cảnh giới bất ổn, đang cần lực lượng còn sót lại của chư vị dược cặn để vững chắc cảnh giới đấy. Dược cặn con mẹ nhà ngươi. Chu Kỳ Thủy toàn thân cũng không có chút máu, cắn răng mắng. Giao tình nhiều năm, ta có mắt không tròng, nhận thức tên xúc sinh ngươi. Đinh Sơn nói. Nghiêm trọng rồi, ta với ngươi đã từng có giao tình gì chứ? Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa. Phù phù. Đột nhiên Đinh Bằng trực tiếp quỳ hai gối xuống, rung giọng nói. Cha, ta cũng không duy trì được rồi, cảm giác đan điền cũng bị rút sạch rồi. Thân thể của hắn run rẩy hơn người khác nhiều, tất cả nguyên lực đều là thông qua thân thể của hắn rót vào trong âm dương đỉnh, lại phát ra cho Đinh Sơn thu nạp. Đinh Sơn đôi mắt hơi khép, nói. Hảo nhi tử, kiên trì thêm chút nữa đi. Kiên trì cái con mẹ ngươi. Trở Cao Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lóe lên ánh đao, một đạo đao ảnh cự đại lăng không chém tới. Vô số phù văn lượn vòng bốn phía thân đao, uy thế vô cùng. Đinh Sơn sắc mặt đột biến, trong con người hiện lên một tia giận dỗi, hai tay hợp lại trực tiếp đánh ra. Ầm ầm, đao hình lập tức nứt vỡ, lực lượng khủng bố chấn khai, toàn bộ trận pháp lập tức phá vỡ, âm dương đỉnh cũng bị chấn bay lên không trung, không ngừng xoay tròn chiến minh. Phốc, Đinh Bằng rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân phảng phất như vỡ ra, vô số kình khí lao ra khỏi cơ thể hắn, bạo xuất ra đạo đạo vết thương, hắn thoáng một cái té trên mặt đất. Toàn thân chảy máu, sinh tử không biết. Hư chuyện ta, chết. Trên đại điện hỗn loạn, thanh âm lạnh như băng của Đinh Sơn vang lên, liền thấy hắn thả người mà xuống, khu chỉ điểm tới Trở Cao Nguyên. Một đạo cực quang khủng bố rơi xuống, khiến người lóa hết cả mắt. Trở Cao Nguyên hoảng hốt, một cổ nguy hiểm tử vong xông lên đầu, vội vàng xoay chuyển hư la đao, ngăn cản trước người. Phanh! Cực quang kia đánh lên thân đao. Trở Cao Nguyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đao chi chiến minh cực lớn không ngừng chấn vang, nhưng thân đao dâng lên hắc mang thôn phệ linh khí bốn phía,
đạo cực quang kia tựa hồ bị hút vào. Ồ, Đinh Sơn nhíu mày, nói. Đao này không tệ, cứu được ngươi một mạng. Long cong. Trở Cao Nguyên mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng thương thế quá nặng, không chống đỡ nổi nữa, một đao cắm trên đất, một gối quỳ xuống. Giờ phút này trận pháp vừa vỡ, tất cả mọi người ngoài trận đều chạy vào, từng người ôm lấy những cường giả kia, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Tô Hồng cũng đỡ Đinh Bằng dậy, hoảng sợ nói. Hội trưởng đại nhân, thiếu gia sắp không được rồi. Đinh Sơn rời ánh mắt qua, nói. Thực là đồ vô dụng, nhanh như vậy đã không được. Không được coi như xong, người đều mệnh, không cưỡng cầu được. Cái gì? Tô Hồng hoảng hốt, khó có thể tin nói. Hội trưởng đại nhân, thiếu gia chính là con của ngươi a. Đinh Sơn thản nhiên nói. Đừng có nói vậy, ta cũng không có nhi tử không chút tác dụng như vậy đâu. Lý Vân Tiêu cũng cả kinh mở mắt ra, nói. Đinh Sơn lão nhân, người tu luyện phát ngu rồi sao? Chết sống của con mình cũng mặc kệ. Đinh Bằng cũng kinh ngạc nhìn Đinh Sơn, trong mắt một mảnh mê mang và ngạc nhiên. Đinh Sơn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Có phải rất giật mình không? Cảm thấy cha ngay cả mạng của ngươi cũng không cần. Ha ha, cha sao có thể nhẫn tâm đến mức ngay cả con mình cũng không cần chứ? Nguyên nhân chính là do ngươi không phải con ta. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, Đinh Bằng càng triệt để choáng váng, trừng to mắt, trong mắt như cá chết vậy. Ha ha! Đinh Sơn tay vuốt chòm râu khẽ cười nói. Ta mặc dù không phải nhân vật tuyệt thế gì, nhưng ít ra cũng là trưởng của một hội, xem như một phương hào hùng, sao lại có nhi tử không chút tác dụng gì như ngươi chứ? Huyết thống này luận thế nào cũng không tới nổi a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mà ngay cả Tô Hồng cũng ngốc trệ, sững sờ ở đó không biết như thế nào cho phải. Ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Đinh Bằng cưỡng ép cố lấy một hơi, khàn giọng kêu to nói, thê lương không thôi. Đinh Sơn thở dài, nói. Cũng thế, ta và ngươi mặc dù không có huyết thống, nhưng ít ra cũng có một hồi phụ tử. Nói cho ngươi biết chân tướng cũng không sao. Năm đó mang ngươi về nuôi, chính là vì ngươi áp âm dương hòa hợp chi thân a. Nếu không tài bồi từ nhỏ thì ngươi sao lại ngoan ngoãn nghe theo ta lời nói, cam nguyện làm chất dẫn được chứ? Tất cả mọi người trong đại điện cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, vì kết quả hôm nay, vậy mà mưu đồ sâu xa như vậy. Tất cả mọi người có cảm giác quái dị, bỗng nhiên có chút bình thường trở lại, cảm giác mình hôm nay bị tính kế cũng không oan. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Vậy Linh Nhi có thân phận thế nào? Đinh Sơn nhìn hắn một cái, cổ quái cười cười, nói. Ngươi đoán xem. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đoán con em ngươi à? Ha ha. Đinh Sơn cười ha hả, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, nói. Phong hào võ đế thật không giống người thường, giờ phút này còn có thể bình tĩnh như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Đinh Sơn hội trưởng chỉ giáo cho. Ta hiện giờ thế nào? Rất tốt nha, vừa mới hấp nhiều linh khí như vậy, toàn thân chân nguyên no đủ, sao lại không bình tĩnh chứ? Ta lại không giống như những người này, nguyên một đám trở thành dược cặn a. Tất cả mọi người xấu hổ và giận dữ tức giận cúi đầu, tràn đầy lửa giận. Một người oán giận. Phi Dương đại nhân, nếu ngươi đã sớm khám phá ra âm mưu của Đinh Sơn, sao lại không nói cho mọi người một tiếng? Uổng cho ngươi thân là phong hào võ đế, không thể tưởng được nhân phẩm lại ti tiện như thế. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Vị này là ai thế, ta có biết ngươi sao? Bản thân ngu xuẩn bị người tính kế, rõ ràng đến oán ta, cũng thật là cực phẩm nha. Chư vị, hoành hành thiên hạ dựa vào không chỉ là thực lực, càng là chỉ số thông minh a. Ngón tay hắn vẽ một vòng. Còn có, vị kỵ kinh niên đại nhân này vẫn chờ sau này tìm ta tính sổ đấy. Ba vị cao thủ Lưu Minh phủ kia lại hận không thể lột ra ta nhắc nhở các ngươi. Ta đầu óc đâu có vấn đề. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ba ba, ba ba. Đinh Sơn vỗ tay cười nói. Chửi giỏi lắm, người trong giang hồ. Bại cũng chỉ có thể trách bản thân, sự thật luôn tàn khốc như thế, thua chính là thua. Chỉ có điều Vân Tiêu công tử, chẳng lẽ ngươi xác định chính mình thắng sao? Lý Vân Tiêu ngưng tụ hai mắt, nói. Ta vốn cũng không đánh bạc, tại sao thắng thua chứ? Đinh Sơn nói. Bước vào đại điện này, liền mang bản thân ra đánh bạc rồi.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhận mệnh? Đinh Sơn Du Du tay giơ lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Cái này phải xem ngươi, mà không phải xem ta. Lý Vân Tiêu sùi cười một tiếng, nói. Trước không nói chuyện này, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi sau lại đổi cửu âm cửu dương phá ách đan thành tà thuật thế này thế. Hơn nữa đan hỏa trong âm dương đỉnh kia lại là chuyện gì xảy ra? Đinh Sơn trong mắt sáng ngời, tựa hồ nổi lên hào hứng, đắc ý nói. Đây là thành quả bổn tọa những năm gần đây dốc lòng nghiên cứu. Hắn đi đến trước âm dương đỉnh, vỗ mạnh vào thân đỉnh. Nắp đỉnh nổ vang bay lên, một mảnh hoa quang lóe ra ra, lập tức đan hương bốn phía. Phá ách đan. Mọi người đều giật mình, kích động nhìn đan dược kia, vài tên cường giả càng muốn đứng lên khỏi mặt đất, giãy giụa lấy đi qua, quát ầm lên. Phá ách đan, cho ta, cho ta. Đinh Sơn thương cảm nhìn bọn hắn, nói. Không cần vùng vẫy, năm viên thuốc này mặc dù các ngòi có nuốt vào hết, cũng không khôi phục lại được đâu. Hắn một cước trực tiếp đá văng một người đang bỏ tới bên người. Người nọ lập tức bị tức khí kình quán thể, đột tử tại chỗ. Lý Vân Tiêu tựa hồ có chút giật mình, nói. Ta đại khái hiểu, quá trình này kỳ thật vẫn là luyện đan. Chỉ có điều ngoại trừ 5 miếng đan này ra tất cả đều bị giải khai, bị ngươi thu nạp vào tại chỗ. Làm như vậy chỗ tốt là không cần lo lắng đan dược cắn trả, còn có thể trùng kích cửa khẩu đỉnh phong. Chậc chậc, thật sự là thiên tài đấy. Đinh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, nói. Không hổ là phá quân võ đế, liếc mắt đã thấy rõ tình huống. Ngoại trừ cái này ra, mấu chốt chính là ta sửa đổi trận pháp, bởi vậy mới có thể rút ra lực lượng bọn hắn với hạn độ lớn nhất. Đáng tiếc đã bỏ sót Vân Tiêu công tử và Trở Cao Nguyên, những dược liệu này cũng không hoàn toàn rút sạch, thật đáng tiếc. Đúng rồi, còn bị Vân Tiêu công tử dùng mất rất nhiều, ngươi lấy không thành quả của ta như vậy, thật sự không hay lắm đâu. Đinh Sơn vẻ mặt trách cứ. Ha ha, coi như hội trưởng đại nhân phát tiền lì xì cho ta là được rồi. Lý Vân Tiêu chắp tay cười nói. Chúc mừng đại nhân bước vào siêu phàm nhập thánh. Từ nay về sau trở thành tuyệt thế cường giả dưới phiến thiên không này. Đại nhân hiện giờ cảnh giới còn bất ổn, nên nghỉ ngơi thật nhiều, ta cũng không tiện quấy rầy nữa, xin đi trước một bước. Hắn quay người liền muốn rời đi. Phá quân võ đế thực ẩn giấu đấy. Khóe miệng Đinh Sơn hiện ra một tia cười lạnh, nói. Khó trách tiểu nữ bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Năm ngón tay thành chảo chộp tới. Thân thể Lý Vân Tiêu nhoáng một cái, liền lui hai bước, một trường hóa thành màu vàng, vỗ vào trên cánh tay Đinh Sơn, ba một tiếng chấn khai hắn. Đinh Sơn một chiêu rơi vào khoảng không, trong nội tâm hơi kinh, vốn cho rằng thực lực mình bước vào siêu phàm nhập thánh, đối phó những người khác dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ bộ dáng của đối phương lại nhẹ nhõm như vậy. Trong lòng của hắn kêu rên một tiếng, lần nữa biến hóa chiêu thức. Mấy đạo quang mang chói mắt nhảy lên nơi đầu ngón tay, trực tiếp điểm tới. Xíu, xíu. Không gian bị đâm rách, tiếng ma sát kia khiến lỗ tai người phải đau nhức. Thân thể Lý Vân Tiêu hóa thành thanh lôi, thoáng cái nổ bung thành 9 đầu lôi long tán đi 4 phía, tránh đi mấy đạo cực quang chi lực kia. Sau một khắc lôi quang lóe lên, tất cả lôi điện hội tụ trên không đại điện, hóa ra chân thân của hắn, khóe miệng mang theo cười lạnh nhìn xuống dưới. Nếp nhăn trên trán Đinh Sơn càng sâu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng khó có thể tin, nói. Ngươi có thể nhẹ nhõm tránh thoát công kích của ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nói hội trưởng đại nhân vừa mới tấn chức, cảnh giới còn bất ổn, cần nghỉ ngơi nhiều mà. Hừ. Đinh Sơn hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm dần dần giãn ra, lộ ra dáng tươi cười nói. Vân Tiêu công tử có thực lực như vậy ta rất vui mừng. Như vậy phó thác Linh Nhi cho người ta cũng thấy an tâm. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, nói. Linh Nhi ở đâu? Đinh Sơn cười nói. Người yên tâm, nàng hiện giờ rất an toàn. Sao hả, mới vài ngày không gặp đã nhớ rồi. Nếu Vân Tiêu công tử cố ý thì không bằng hôm nay liền do ta làm chủ, cho các người hỉ kết lương duyên, vĩnh kết đồng tâm, sao hả? Như vậy chúng ta chính là người một nhà rồi. Hắn nháy mắt, hàm tiếu nói. Lý Vân Tiêu trầm mặt, nói. Linh Nhi đến cùng có phải là con ruột ngươi không? Đinh Sơn cười khổ một tiếng, nói. Tự nhiên là con ruột ta.
Tác dụng của đinh bằng là âm dương hòa hợp, dùng để làm môi giới. Linh Nhi một nữ hài nhi, nếu không phải ta thân sinh, ta nuôi dưỡng để làm gì chứ? Lý Vân Tiêu hoài nghi nhìn hắn, bộ dạng hiển nhiên là không tin. Tỷ tỷ là chị ruột của ta. Đột nhiên thanh âm yếu ớt của đinh bằng vang lên, dãy ruộng lấy nói. Trên lưng tỷ tỷ có một cái bớt giống ta như đúc, cũng không phải là do ác ma này sinh ra. Hắn xé trường bào của mình, ở phần eo quả nhiên có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm, dùng ngón tay chỉ vào nói. Bớt của tỷ tỷ giống hệt của ta. Lý Vân Tiêu thoáng cái thu cái bớt kia vào mắt, trong nội tâm nhẹ nhõm nói không nên lời, nói. Thì ra là thế. Nghịch tử. Đinh Sơn lạnh giọng quát, cả giận nói. Đại nghịch bất đạo, chết. Hắn đánh ra một chưởng, mấy đạo quang mang đan vào giao thoa trong bàn tay, oanh một tiếng, không gian phía trước lập tức bị xé nứt nát bấy, đinh bằng còn chưa kịp kêu thảm thiết đã triệt để phấn thân toái cốt rồi. Hừ, ta nuôi ngươi vài chục năm, ngươi báo đáp ta vây sao? Đây chính là kết cục của bất hiếu. Sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn thịt nát đầy đất kia, vẻ mặt tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu vừa mới cảm giác được nguy hiểm, muốn ra tay ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nghĩ đến đinh bằng dù sao cũng là thân đệ đệ của đinh Linh Nhi, thân thế phát sinh biến cố lớn như vậy, mà thân đệ đệ lại bị dưỡng phụ lợi dụng xong giết chết, đả kích như vậy thật sự quá lớn, trong lòng của hắn âm thầm ảo não không thôi, có chút trách cứ mình không thể cứu được đinh bằng. Đinh Sơn nghiêm mặt nói, Vân Tiêu công tử không cần tin tưởng lời nghịch tử kia, Linh Nhi chính là ái nữ thân sinh của ta không thể nghi ngờ, nếu không ta há có thể yên tâm giao thương hội thiên nguyên cho nó quản lý nhiều năm như vậy chứ. Lý Vân Tiêu ngơ ngác một chút, những lời này ngược lại đột nhiên giải đi chút nghi ngờ trong lòng hắn, khó trách lúc Đinh Linh Nhi cầm quyền thương hội thiên nguyên, toàn bộ lực lượng thương hội lộ ra suy nhược như thế, thì ra Đinh Linh Nhi cũng không phải là thân sinh, cho nên lực lượng hạch tâm thủy chung nắm giữ ở trong tay Đinh Sơn, chưa từng buông tay. Lão nhân gia ngài không phải đã gả Linh Nhi cho đại thiếu gia Lưu Minh Phủ sao? Một nữ không lấy chồng hai phu a. Lý Vân Tiêu ru ru nói. A. Chê cười, đại thiếu gia Lưu Minh Phủ, đó là thứ gì thế? Đinh Sơn thoáng cái cười lạnh nói. Ngươi, Đinh Sơn, ngươi tốt lắm. Cảnh Thiếu Nghi vốn ngồi xổm dưới đất chữa thương cho ba vị trưởng lão, nghe được lời này thoáng cái đứng lên, tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói. Ngươi đã triệt để đắc tội Lưu Minh Phủ chúng ta rồi, chờ đợi ngươi sẽ là. Phanh, một đạo cực quang chúng ta bắn vào đầu hắn. Lời còn chưa dứt đầu đã nổ tung lên như dưa hấu, tại chỗ biến thành một cỗ thi thể không đầu ngã ầm xuống. À! Ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ lập tức mắt choáng váng, rất nhanh đã bi phẫm hét thảm lên. Thiếu gia a, chúng ta vô năng bảo hộ thiếu gia a. Ba người sớm đã dầu hết đèn tắt, đầu đầy tóc trắng xóa, một thân da nhăn nheo, giờ phút này khóc lớn như thế càng lộ ra vô cùng thê lương. Võ giả còn lại trong lòng cũng bi thương, biết rõ lần này chạy trời không khỏi nắng rồi, không khỏi đều đỏ ứng hốc mắt. Ai? Đinh Sơn thở dài, nói. Khó được ba vị trưởng lão trung nghĩa song toàn như thế, ta há có thể phá hư tiết tháo của các ngươi, để ta tiễn đưa các ngươi theo công tử của mình vậy. Ba gã trưởng lão cũng bị cực quang đâm thủng ngực mà qua, phun máu chết tại chỗ. Chu Kỳ Thủy cắn răng giọng căm hận nói. Người làm việc không có hậu như thế. Đinh Sơn ngươi tất nhiên đoạn tử tuyệt tôn. Chậc chậc, đa tạ Kỳ Thủy huynh quan tâm đối với tiểu đệ. Đinh Sơn nở nụ cười ưu nhã, trên mặt tựa hồ còn có thần sắc đắc ý, nói. Tiểu đệ đã sớm có con nối dõi, chỉ là một mực không ở bên người thôi. Yên tâm đi, giờ hắn đã thành tài, tương lai thành tựu tất nhiên không dưới ta. Ngược lại Kỳ Thủy huynh, nói chuyện ác độc như thế, tiểu đệ đã ghi hận trong lòng rồi. Đợi sau này ta sẽ đi điều tra thân bằng tam tộc của lão ca một chút xem sao. Hắn nói không chậm không gấp, không có bất kỳ sắc thái nào cả, giống như đang nói một chuyện vặt vãnh vậy, nhưng lọt vào tai mọi người lại nhìn không được run rẩy, hàn khí không ngừng tuôn ra từ trong đáy lòng. Chu Kỳ Thủy tròn mắt muốn nứt, quát ầm lên. Súc sinh, tội không liên quan đến người nha, ngươi làm như vậy toàn bộ thương minh đều sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Đinh Sơn nói. Đa tạ lão ca nhắc nhở, ta tin tưởng chư vị ở đây đều là loại quân tử thành tín, sẽ không nói lung tung chuyện hôm nay đâu. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái, không dám lên tiếng. Từ Vạn Sâm xanh mặt nói. Đinh Sơn,
nếu ngươi giết hai người chúng ta, Thương hội Mạn Đa và Lôi Phong cũng sẽ không rơi trong tay ngươi đâu. Vạn Bảo Lâu và Kim Tiền Bang vẫn nhìn chằm chằm vào. Nếu ngươi có thể để cho ta hai người sống sót, chúng ta có thể nghe lệnh ngươi, tương đương với ngươi ở sau màn đồng thời khống chế thương hội ba nhà, đủ để trở thành tồn tại chống lại Vạn Bảo Lâu và Kim Tiền Bang rồi. Đinh Sơn ôm quyền nói. Cảm tạ nhị vị lão ca suy nghĩ thay ta, bất quá ta đã coi các ngươi như dược liệu, tự nhiên đã nghĩ qua ứng đối kế tiếp rồi, đợi hai vị lão ca vừa chết, hai đại thương hội tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Ngươi, hai người đều thoáng cái ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy người trước mắt này tính toán không chút sơ hở, quá mức đáng sợ. Từ Vạn Sâm thở thật dài nói. Đinh Sơn đại nhân, chúng ta xem như nhận thua, thua tâm phục khẩu phục. Từ Vạn Sâm ta nói như thế nào cũng là một phương hào kiệt, thanh danh vang vọng, không muốn bị ngươi nhục nhã. Sau chuyện hôm nay, mong ngươi không nên liên lụy đến người nhà ta. Hắn vỗ mạnh một chưởng lên trán mình. Lập tức bắn ra một đạo tơ máu, thân thể ngã trên mặt đất bỏ mình. Chu Kỳ Thủy cũng tự biết không thể may mắn thoát khỏi, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, trực tiếp dập đầu ba lạy với Đinh Sơn, ngậm lấy huyết lệ nói. Mới vừa rồi là ta nói lỡ, có chỗ đắc tội đại nhân mong đại nhân ta thứ, ngàn vạn không nên liên lụy người nhà của ta. Phanh! Chu Kỳ Thủy sau khi nói xong cũng đập mạnh đầu xuống đất một cái, lập tức chấn vỡ nham thạch, cả đầu vỡ nát. Đại lượng máu tươi theo khe hở nham thạch chảy về bốn phía. Hai trong bảy đại thương hội, hai đại hội trưởng tên khắp thiên hạ lại chết thảm như vậy. Càng thật đáng buồn chính là trước khi chết còn phải thấp kém đi cầu địch nhân như vậy. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, bi thương vô hạn lan tràn trong lòng. Quá thảm rồi, quá thảm rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Bản thiếu gia thật sự nhìn không được rồi, cho nên ta định trở về ngủ một giấc. Xua đuổi ác mộng này ra khỏi óc, Đinh Sơn đại nhân, hẹn gặp lại. Hắn thoáng cái hóa thành lôi quang, liền muốn thoát ra đại điện. Vân Tiêu công tử lại tinh nghịch rồi, năm đó Đông Hải giết liền 8.000 dặm hải vực, khắp biển cả đều là một mảnh đỏ tươi chói mắt, cũng không thấy công tử gặp ác mộng mà. Thân ảnh Đinh Sơn lóe lên, cửu sắc cực quang tuôn ra từ trên người hắn, năm ngón tay liên đạn, răng khắp mọi nơi, hóa thành một cái lưới lớn phô thiên cái địa. Toàn bộ đại điện lập tức bị cửu quang bao phủ. Vẫn nên lưu lại làm con rể ta đi thôi. Cách cách, thân ảnh Lý Vân Tiêu vừa chạm vào một đạo tranh quang, liền bắn ra, hóa ra chân thân, trên người tóe ra vô số hồ quang điện, ánh sáng diệu nhân. Trở Cao Nguyên nắm lấy đao đứng lên, lớn tiếng nói. Phi Dương đại nhân, ta và ngươi liên thủ giết chết lão tặc này đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ muốn giết Đinh Sơn, đặc biệt người này cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ hại chết Vũ Văn Bác, nhưng nếu buông tay đánh một trận ở đây, sợ rằng cả nửa thành Tân Duyên đều sẽ bị phá hủy. Giờ phút này trong thành cường giả vô số, sẽ có phản ứng dây chuyền gì khó ai nói rõ ràng, hơn nữa Đinh Linh Nhi còn trong tay hắn, nên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đối phương hiện giờ lại là cường giả siêu phàm nhập thánh, mặc dù liên thủ với Sa Vưu vây công. Hắn cố ý muốn chạy trốn thì sợ rằng rất khó mà bắt được, trong lúc nhất thời có chút do dự. Con rể tốt, chỉ cần ngươi quy thuận ta, cục diện thương minh tất nhiên sẽ bị ta thu vào túi, đối với ngươi mà nói cũng có lợi ích rất lớn, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Đinh Sơn theo dõi hắn, thần thức hoàn toàn tập trung lấy Lý Vân Tiêu, toàn bộ trong tràng dưới một cổ áp chế cường đại trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy một ít tiếng hô hấp trùng trùng điệp điệp. Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn từ trong ánh mắt Đinh Sơn thấy được một loại kiên quyết, một loại quyết tuyệt nhất định phải giải quyết hắn. Ngươi lấy đâu ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bước vào siêu phàm nhập thánh liền vô địch thiên hạ rồi sao? Ha ha, đương nhiên không phải. Nhưng không có lực lượng siêu việt võ đạo như vậy thì không cách nào tranh phách thiên hạ được. Hiện giờ chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Trong mắt Đinh Sơn bắn ra tinh mang, hào khí vượt mây nói. Nếu là có ngươi giúp ta. Không chỉ thương minh, thậm chí thiên hạ này đều có thể tranh giành một phen. Lý Vân Tiêu nói, thật có lỗi, con người ta không có hùng tâm trí lớn gì, im lặng luyện luyện võ, luyện luyện đan, làm mỹ nam tử là tốt rồi. Đinh Sơn lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, thở dài. Tâm ta vốn hướng trắng sáng, bất đắc dĩ trăng sáng lại chiếu mương máng. Tay áo hắn tung bay, cả người chậm rãi bay lên, trên thân thể lộ ra ánh sáng trắng loá. Như một viên minh châu vậy. Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên cảnh giác,
lãnh kiếm băng xương rơi vào trong tay, mũi kiếm chỉ về trước, không ngừng có kiếm âm vòng qua vòng lại lượn lờ. Theo hắn tính thì Đinh Sơn chỉ vừa mới phá tan gông cùm xiềng xích võ đạo đỉnh phong, ở mặt cảnh giới cách siêu phàm nhập thánh chính thức vẫn còn một khoảng cách nhất định, muốn lưu lại hắn rất khó. Tất cả mọi người vội vàng thối lui qua hai bên, đều là vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là nếu Lý Vân Tiêu ra tay thì có lẽ nhiều hơn một tia cơ hội chạy trốn chết, kinh hãi là sợ hai người bọn họ đánh một trận dư âm lan đến sẽ khiến bản thân tan thành mây khói. Đột nhiên trong khí lưu cực kỳ áp lực, chậm rãi xé ra một đường vết rách, có hào quang lưu ly lập lòe mà ra, lại có người cưỡng ép mà vào. Khí tức này, Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, thối lui mấy bước, hơn nữa kiếm thế quay lại, làm ra tư thái phòng ngự. Để hắn đi thôi. Đạo hào quang lưu ly kia hoảng hốt bất định, chỉ sâu kín nói. Nhưng ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng nhìn qua, đã thấy rõ chân thân người nọ, lập tức nghi vấn còn lại trong lòng đều bị quét sạch, có người này ở sau lưng ủng hộ, khó trách Đinh Sơn có lực lượng và phách lực lớn như thế. Đinh Sơn tựa hồ phi thường không muốn, cau mày nói. Thế nhưng mà, người kia nói, dùng lực lượng của ngươi hiện giờ không lưu được hắn, mặc dù tăng thêm ta cũng chưa chắc có thể. Đinh Sơn kinh hãi, khó có thể tin nói. Làm sao có thể, hắn chẳng qua chỉ vừa mới đột phá đến võ đế cửu tinh trung giai mà thôi, cảnh giới kém ta và ngươi quá nhiều. Người kia nói, đừng quên, hắn còn có siêu phẩm huyền khí nơi tay, hơn nữa có một gã cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo, một khi chính thức động thủ, trước khi Lăng Bạch Y đến thành Tân Duyên đã thành phế tích. Đinh Sơn toàn thân run lên, cả kinh nói, cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo. Điều này sao có thể? Người còn lại trong lòng cũng đại chấn, Lý Vân Tiêu có được huyền khí siêu phẩm là chuyện thiên hạ đều biết, nhưng có cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo thì căn bản khó có thể tưởng tượng. Thanh âm người nọ thủy chung bình thản không có gì lạ, nói. Việc này ta có thể xác định, mặc dù ta có thể cuốn lấy người nọ, nhưng người có nắm chắc lưu lại Lý Vân Tiêu sao? Đinh Sơn buồn bực hừ một tiếng, cười khổ nói. Mặc dù có nắm chắc, nhưng dưới loại thời khắc phi thường này cũng không cách nào động thủ. Hắn chậm rãi từ không trung rơi trên mặt đất, hào quang trên người đều tiêu tán. Ánh mắt Lý Vân Tiêu thu lại từ trong lưu ly quang kia, hồ nghi nhìn chằm chằm vào Đinh Sơn, đạo bạch quang vừa rồi cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh, tựa hồ ẩn chứa chiêu thức và khí ẩn rất mạnh, thậm chí có chút hít quen thuộc. Con rể tốt, nhạc phụ thủy chung không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta hôm nay. Đinh Sơn cũng là nhân kiệt, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt khỏi lưu ly quang kia, cười nhạo nói. Thì ra là ngươi, đã đi ra sao? Sao không hiện thân để mọi người xem? Hơn nữa ta cũng nhiều năm không gặp ngươi, là béo hay gầy? Bản thiếu gia rất nhung nhớ đấy. Người nọ nửa ngày không nói chuyện, sau một lúc mới nói. Rất nhanh sẽ gặp mặt thôi, ta và ngươi là bạn không phải địch. Lý Vân Tiêu khóe miệng nhếch lên, cười nói. Hy vọng đi. Hắn cầm kiếm xoay người rời đi, một đạo kiếm quang bổ ra, lập tức chém vỡ kết giới bốn phía. Không gian chung quanh hoảng hốt thoáng một phát, liền trông thấy lôi quang chớp động, cả người không thấy bóng dáng. Kết giới giam cầm mọi người nứt vỡ, lập tức đại loạn, tất cả mọi người vội vàng bay ra ngoài. Đinh Sơn giận dữ, rất muốn khiển trách Lý Vân Tiêu, hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết. Từng đạo cực quang phá không mà đi, lăng không kết lưới, muốn ngăn đám người kia lại. Mà thôi, để bọn hắn đi thôi. Người trong lưu ly quáng nói. Người đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức thiên hạ đều sẽ biết, giết những người đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đinh Sơn trầm ngâm một chút, lúc này mới vung tay lên, lập tức hào quang đầy trời tan hết. Đại điện lúc trước đối chiều với Lý Vân Tiêu đã bị phá hủy hơn phân nửa. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn mấy cổ thi thể và mảng lớn thịt nát, còn có mọi người thương hội Thiên Nguyên, cũng đều câm như hến, run rẩy không dám nói lời nào. Đinh Sơn nói, Tô Hồng, cho người thu thập sạch sẽ nơi này, đồng thời sửa sang lại đại sảnh, ta muốn đãi khách quý. Vâng, Tô Hồng vội vàng đáp, trải qua chuyện này, hiện giờ trong đầu hắn phát mộng, chỉ có thể cứng nhắc làm việc. Không cần, ta vốn không muốn xuất hiện. Nhưng thấy người muốn mạnh mẽ đối phó Lý Vân Tiêu, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngăn cản. Bóng người trong lưu ly quang kia nói. Đồng thời ta cũng muốn cầu đan của ngươi. Ánh mắt Đinh Sơn rơi trên âm dương đỉnh,
bên trong 5 viên thuốc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, linh khí bức người. Lưu ly chi quang lắc lư càng ngày càng mạnh, không gian dần dần bị xé mở, đoàn hào quang kia chậm rãi rơi trên mặt đất, hóa ra 3 đạo nhân ảnh. Người đi đầu trường bào màu xám mộc mạc, sắc mặt bình tĩnh, đúng là một trong các chấp chính giả thánh vực, Thương Ngô Khung. Hai người sau lưng là đệ tử của hắn Chu Sở, còn có một người chính là Tần Xuyên. Đinh Sơn nhìn qua Tần Xuyên, hai con ngươi trở nên có chút cực nóng. Thương Ngô Khung nói, lính tính 5 viên thuốc này cực cao, không biết đã đến trình độ thế nào rồi. Đinh Sơn thu hồi ánh mắt lại, thở dài, nói. Lần này bị Lý Vân Tiêu phá hư, tuy rằng cũng đạt được mục đích trước kia, nhưng lại vạn phần tiếc nuối. 5 miếng phá ách đan chỉ có thất âm thất dương chi lực, hiệu quả bằng 1/10 cửu âm cửu dương chính thức. Thương Ngô Khung nói, cái đó cũng rất tốt rồi. Ta không biết trong đám người ngươi chọn lựa lại có cả Lý Vân Tiêu, nếu không nhất định sẽ ngăn lại rồi. Đinh Sơn vẻ mặt đau khổ nói, đây đều là nha đầu Linh Nhi kia đau khổ cầu khẩn ta mới để cho Lý Vân Tiêu tới. Nói đến hắn thân mang huyền khí siêu phẩm, ta há có thể không động tâm. Ai ngờ hắn có thể khám phá thuật của ta, hơn nữa được chia một chén canh, thật sự khó mà lường được. Sắc mặt Thương Ngô Khung cũng xúc động, trầm giọng nói. Đừng quên hắn chính là Cổ Phi Dương A, về sau ngàn vạn không nên tùy ý đối nghịch với hắn, chuyện liên lụy trên người hắn nhiều lắm, sợ rằng chiếm hết thiên mệnh, không cần phải gây vào. Ninh Sơn chưa bao giờ thấy qua hắn cẩn thận như vậy. Sửng sốt một chút mới nói. Ta đã biết. Thương Ngô Khung nói. Hiện giờ ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh, sợ rằng vạn nhất thiên nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái ngụy đan phương lúc trước hắn cố ý tiết lộ, vậy mà thật sự sáng tạo ra một vị cường giả tuyệt thế. Không lâu nữa hắn sẽ nhận được tin tức, thực không biết sẽ hối hận thành dạng nào nữa. Ninh Sơn lạnh lùng cười nhạo nói. Vạn nhất thiên còn tưởng rằng tất cả đều trong kế hoạch của hắn. Nhưng lại không biết đã sớm có vô số biến số. Hiện giờ ta tay nắm tứ đại thương hội Thiên Nguyên, Lôi Phong, Mạn Đa, Thiên Nhất, hắn đừng nói xưng bá thiên hạ, coi như là nhất thống thương minh cũng đã không có khả năng rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, càng nói càng vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía Tần Xuyên. Thương Ngô Khung nói, không sợ chuyện Lăng Bạch Y xảy ra sự cố sao, đi thêm chiêu này, đột phá đến siêu phàm nhập thánh. Khi đó lực lượng vạn bảo lâu bị suy yếu, ngươi lại thừa thế xông lên, chính là tuyệt diệu. Nhưng ta sợ thực lực ngươi không đủ, nếu trên đường xảy ra biến cố sẽ rất phiền toái. Đinh Sơn nói, trạng thái ta lúc này phi thường tốt, loại cảm giác đứng ở đỉnh phong nhân sinh này quá mỹ diệu, ước gì đến sớm một khắc. Thương Ngô Khung cười nói, cũng chờ hơn 20 năm, còn để ý chút thời gian này sao? Ta cũng chỉ có thể yên lặng ở sau lưng giúp ngươi. Về phần có thể đi được bao xa, đều phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Ninh Sơn khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta tính kế 20 năm, hơn nữa tiềm phục ở vạn bảo lâu hơn 10 năm, tất nhiên không có chút sơ hở. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn qua Tần Xuyên, càng ngày càng cực nóng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Thần sắc Tần Xuyên cũng có chút kích động, rốt cục tiến lên một bước, bái xuống nói. Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Ha ha ha. Ninh Sơn mừng rỡ cười ha hả, vội bước lên trước hai tay nâng hắn dậy, vui vẻ nói. Rốt cục đợi đến ngày hôm nay rồi, hai phụ tử chúng ta rốt cục cũng nhận nhau. Hai người đều lộ ra phi thường kích động, bốn cánh tay chăm chú đan xen cùng một chỗ. Hốc mắt Ninh Sơn càng có chút ửng đỏ, nói. Đi theo bên người Hắc Phú Hộ nhất định ăn hết không ít khổ a. Cha qua nhiều năm như vậy không hảo hảo hoàn thành trách nhiệm, đợi ta nhất thống thương minh. Xưng bá thiên hạ, lại đến hảo hảo đền bù cho ngươi. Tần Xuyên mỉm cười nói. Phụ thân nghiêm trọng rồi, đi theo bên người sư tôn ta rất tốt. Tốt, tốt, ta có lẽ nên hảo hảo cảm ơn Hắc Phú Hộ đại nhân, đã bồi dưỡng con ta ưu tú như thế. Ninh Sơn rất là vui mừng và vui vẻ, nói. Hiện giờ ngươi trở về đến bên cạnh ta đi, mẹ của ngươi họ Tần, cho nên lúc trước liền gọi ngươi là Tần Xuyên, hiện giờ ngươi nên sửa lại dòng họ rồi. Từ nay về sau gọi là Đinh Xuyên đi. Tần Xuyên nói. Họ Tần này ta dùng nhiều năm như vậy, thoáng cái sửa lại có chút không quen, huống hồ ta cũng muốn kỷ niệm mẫu thân chưa bao giờ gặp mặt kia, ta vẫn nên gọi là Đinh Tần Xuyên đi. Đinh Tần Xuyên, Đinh Tần Xuyên. Ninh Sơn thì thầm mấy lần, liên tục trầm trồ khen ngợi, nói. T.
tên rất hay, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Đinh Tần Xuyên. Tần Xuyên mỉm cười, cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thoáng cái ôm lấy Đinh Sơn, thầm kêu. Phụ thân, ân, hảo nhi tử. Phụ tử ôm chặt lấy nhau, đều vô cùng cao hứng. Chu Sở thấy trợn mắt há hốc mồm, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được thân phận chân thật của Tần Xuyên, không khỏi cười nói. Chúc mừng Tần Xuyên huynh nhận tổ quy tông. Tần Xuyên mỉm cười nói tạ, rồi mới lên tiếng. Đinh Bằng đã chết, vậy Linh Nhi đâu rồi? Phụ thân đại nhân định xử trí Linh Nhi muội muội thế nào đây? Đinh Sơn nói. Ta biết rõ quan hệ giữa ngươi và Linh Nhi không tệ, nếu ngươi thích thì cưới nàng đi, làm vợ làm thiếp, hoặc chỉ là tùy tiện chơi đùa, đều do ngươi. Chỉ là cha giết đệ đệ nàng, năm đó lại giết người nhà nàng, ta sợ cừu hận này chôn ở đáy lòng nàng, sẽ có một ngày bùng phát thôi. Tần Xuyên sầu lo giận dữ nói. Thật không nghĩ tới sẽ đi đến trình độ như vậy, ta gần đây đều muốn coi Linh Nhi là muội muội, hơn nữa ta đã có người trong lòng, phụ thân đại nhân suy nghĩ nhiều rồi. A, à, không biết là nữ tử nhà ai may mắn như vậy, có thể lọt vào mắt xanh con ta. Đinh Sơn cảm thấy hứng thú. Tần Xuyên đôi má ửng đỏ, cười nói. Tạm thời không nói. Ha ha, tiểu tử ngươi còn thẹn thùng. Cũng thế, ta an vị nhìn xem, thiên hạ này ai có thể xứng đôi với con ta. Đinh Sơn cười nói, lập tức thu liễm dáng tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói. Nếu ngươi đã không có ý với Linh Nhi, vậy giữ nha đầu kia lại thủy chung vẫn là tai họa. Toàn thân Tần Xuyên run lên, vội vàng cả kinh nói. Không thể, ta tuy không lấy Linh Nhi, nhưng không hy vọng nàng bị thương tổn, hơn nữa sự hiện hữu của nàng cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với chúng ta, mong rằng phụ thân đại nhân không nên làm hại nàng. Đinh Sơn nói. Tốt, nếu ngươi đã cầu tình, vậy ta tạm tha cho nha đầu kia. Hơn nữa nhà đầu kia cũng là một lá bài rất tốt dùng để đối phó Lý Vân Tiêu. Trên mặt Tần Xuyên lo lắng, nói. Hy vọng Linh Nhi muội muội cuối cùng nhất có thể ở cùng một chỗ với Lý Vân Tiêu. Đinh Sơn nhìn qua hắn, lời nói thấm thía nói. Nhi tử A, đàn ông trên đời ngàn vạn không thể nhi nữ tình trường, nếu không anh hùng khí đoàn A. Tần Xuyên ôm quyền nói. Ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Thương Ngô Khung cười nói. Phụ tử các ngươi lần đầu quen biết nhau, vốn nên hưởng niềm vui gia đình, chỉ là hiện giờ không thích hợp, vẫn nên để tương lai đi. Tần Xuyên nói, Thương Ngô Khung đại nhân nói đúng, ta vãn hy vọng đi theo bên người sư tôn học vài năm nữa. Đinh Sơn vỗ bờ vai của hắn, vui mừng nói. Cũng tốt, đi theo bên người Hắc Phú Hộ đại nhân quả thật tốt hơn chỗ ta nhiều lắm. Cố gắng lên, nhi tử, thiên hạ này tương lai tất nhiên là của ngươi. Ta biết rồi. Tần Xuyên kiên định nói. Thương Ngô Khung nói. Thời điểm không còn sớm, sợ rằng vạn nhất rất nhanh sẽ phái người ra, ta dừng lại ở đây không thích hợp. Đan dược này của ngươi có mấy viên? Đinh Sơn cau mày nói. Mấy viên, ngươi cần bao nhiêu, ta vốn định cho con của ta hết. Thương Ngô Khung trầm ngâm nói. Dùng thực lực Tần Xuyên bây giờ, phục dụng 5 viên thật có chút lãng phí. Như vậy đi, ta lấy 2 viên, lưu cho hắn 3 viên là được rồi. Ngươi thấy thế nào? Đinh Sơn hơi hỏi thăm nhìn qua Tần Xuyên vội hỏi. Có 3 viên là đủ rồi. Thương Ngô Khung cười nói. Sau khi ngươi ăn vào 3 viên thuốc này, trong người trẻ tuổi trong thiên hạ, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, sẽ không còn ai à đối thủ nữa rồi. Trong mắt Tần Xuyên chớp động lên hàn quang, nói. Chỉ mong có một ngày, có thể đuổi theo bước tiến của hắn, đánh một trận đỉnh phong. Đinh Sơn cười to nói. Ha ha, có chí khí, ta thích, nhưng ngươi cũng không cần nhụt chí, Lý Vân Tiêu dù sao cũng là cổ phi dương chuyển thế, có kinh nghiệm ở kiếp trước, tăng thêm cơ duyên nghịch thiên, các phương diện cũng không phải ngươi có thể so sánh được. Thương Ngô Khung nói, sẽ có cơ hội, chúng ta đi thôi. Hắn vung cánh tay lên, một đạo hào quang bay ra, trực tiếp xoáy 5 viên thuốc trong âm dương đỉnh lên. Trong đó 3 viên bắn về phía Tần Xuyên. Sau đó xoay người một cái. Ba người lập tức hóa thành lưu ly hào quang, thời gian dần trôi qua biến mất trong đại điện. Chỉ một lát, các loại lời đồn đãi và tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ thành Tân Duyên, toàn bộ Thương Minh Chi Thành đều kinh hãi, hơn nữa ảnh hưởng cực lớn, không ngừng lan tràn khắp thiên võ giới. Nghe nói Đinh Sơn một người đánh chết 18 tên võ đế cửu tinh mà Lăng Bạch Y phái tới, hấp máu của bọn hắn,
trực tiếp vượt qua võ đạo đỉnh phong, trở thành cường giả thiên hạ đều biết. Ngươi ngốc nha, tin tức nghe được ở đâu thế? Ta có tin mật, 18 tên võ đế cửu tinh kia vốn là cao thủ mà Thương hội Thiên Nguyên che giấu, bị Lăng Bạch Y trong vòng một đêm giết sạch. Chậc chậc, Dạ Ảnh võ đế, quả nhiên dọa người a. Không thể nào, Lăng Bạch Y đã tới rồi. Hắn thật sự dám tới sao? Sao lại không, ngươi không biết a, ngay cả thiếu đương gia của Thương hội Thiên Nguyên, con trai Đinh Sơn Đinh Bằng cũng bị Lăng Bạch Y chém bay đầu, đột tử tại chỗ. Đinh Sơn đều cơ hồ điên rồi, trong lúc nổi giận mới đánh lui Lăng Bạch Y. Phong hào võ đế lại cường hãn như vậy, Đinh Sơn người tóc bạc tiến đưa người tóc đen, sản nghiệp lớn như thế lại không người kế tục, thật sự là đáng thương a. Đúng vậy, sợ rằng Thương hội Thiên Nguyên từ nay về sau khó gượng dậy nổi, phải thối lui khỏi thành viên Thương Minh, ai? Chuyện Thương hội Thiên Nguyên liền khiến thành Tân Duyên vốn sắp đón nhận mưa gió trở nên huyên náo xôn xao, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng không thôi. Trong Thiên Nhất Các, một mảnh yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống, lại có vẻ có chút thảm đạm. Tô Liên Y lo lắng, sắc mặt thập phần không tốt. Tin tức nàng đạt được tự nhiên là chính xác nhất, đã biết được tất cả mọi chuyện, hơn nữa Lý Vân Tiêu sau sự kiện này liền trực tiếp biến mất, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào nữa. Sao hả? Nàng dò hỏi một gã đệ tử bên dưới. Tất cả hạch tâm Thiên Nhất Các đều tụ cùng một chỗ, thần thái mọi người không đồng nhất, cẩn thận trò chuyện với nhau. Đệ tử kia vội vàng nói. Hồi bẩm hội trưởng đại nhân, Lý Vân Tiêu vẫn không có tin tức. Thương hội Lôi Phong và Mạn Đa đã bị hội trưởng khác tiếp quản, ngày đó liền ban bố tin tức muốn lấy Thương hội Thiên Nguyên cầm đầu, Thương hội ba nhà đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn kết minh hữu. Hừ, cái gì là vĩnh viễn kết minh hữu? Ý nghĩa thương minh không phải là minh hữu sao? Bọn hắn lại minh hữu gì chứ? Một gã trưởng lão hào khí không thôi. Tô Liên Y chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt, kết quả này sau chuyện kia xảy ra đã là tất nhiên, hơn nữa nàng giờ mới hiểu được vì sao Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm lại đột nhiên bất hòa với mình, thì ra là đi lại với Đinh Sơn, muốn cùng chống lại Vạn Bảo Lâu, lại không nghĩ tới lại chết thảm, hai đại thương hội cứ vậy chắp tay tặng người khác. Nàng không khỏi rét run, chỉ cảm thấy toàn thân đều man mát. Thương minh là đám người thế nào a? Vậy mà mưu đồ sâu xa như thế, đáng sợ như thế. Mình chỉ như dê đợi làm thịt, không phải là bị Vạn Bảo Lâu làm thịt thì là bị Thương hội Thiên Nguyên làm thịt mất. Hội trưởng đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta không bằng chọn một bên để tỏ rõ lập trường, để tránh lâm vào bị động, hai bên đều không yên. Một gã trưởng lão đề nghị nói. Tô Liên Y lạnh lùng nói. Vậy ngươi cảm thấy đứng về bên nào phù hợp hơn? Trưởng lão kia trong mắt sáng ngời, nói. Đinh Sơn tuy rằng bước chân vào siêu phàm nhập thánh, hơn nữa nuốt luôn hai đại thương hội khác, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, còn không có thành tựu, ta đề nghị đầu nhập vào Vạn Bảo Lâu đi. Không thể, Vạn Bảo Lâu tuy rằng vẫn là đứng đầu thương minh, nhưng đang dần dần yếu đi. Theo ta thấy, tình thế mạnh hơn người, sự quật khởi cường thế của Thương hội Thiên Nguyên đã không thể cản. Chúng ta sớm đi đầu nhập vào Đinh Sơn hội trưởng mới có thể mưu lợi lấy lợi ích lớn nhất. Một người trưởng lão khác cẩn thận phân tích nói. Hừ, đầu nhập vào Đinh Sơn, ngươi không phải là gian tế hắn cài vào đấy chứ. Phải biết rằng Đinh Sơn xếp theo bối phận còn ở sau hội trưởng chúng ta đấy. Đừng vội ngậm máu phun người. Hiện giờ cũng không phải thời đại xếp theo bối phận, mà là cường giả vi vương. Câu vừa rồi ngươi có dám nói trước mặt Đinh Sơn không? Đã đủ rồi. Tô Liên Y bị hai người tranh chấp một hồi phiền não, nổi giận nói. Thiên Nhất Các ai cũng không đầu nhập vào, ta xem bọn hắn ai nuốt trôi chúng ta. Ba ba, ba ba. Ngoài điện truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, cùng tiếng cười trêu chọc, nói. Liên Y đại nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hào khí vượt mây, chỉ tiếc như vậy thập phần không sáng suốt a. Tất cả người Thiên Nhất Các sắc mặt đại biến. Tất cả đều đứng dậy nhìn lại ngoài điện. Hơn 10 đạo thân ảnh thoáng cái tràn vào, người cầm đầu đúng là đầu lĩnh Kim Phong Ngân Mang của Thương hội Thiên Nguyên. Sắc mặt Tô Liên Y hết sức khó coi, nổi giận nói. Thiên Nhất Các chúng ta đang nghị sự, ai cho các ngươi xông vào? Lão lại cười nói. Liên Y đại nhân nói nghiêm trọng rồi, cái gì xông hay không xông chứ? Thiên Nhất Các và Thương hội Thiên Nguyên gần đây giao hảo, hỗ trợ lẫn nhau, thân như người một nhà mà. Thân như người một nhà, Tô Liên Y cười lạnh nói.
các ngươi đây là đang bức ta đứng về phía Vạn Bảo Lâu sao? Lão lại nói, Vạn Bảo Lâu cũng sắp trở thành quá khứ, dùng sự thông minh của V sẽ không thấy không rõ tình thế đấy chứ. Sau lưng hơn 10 người thoáng cái vây quanh lại, trên người phát ra sát khí lạnh thấu xương khiến người sợ hãi. Tô Liên Y cảm thấy giật mình không thôi, Kim Ngân Phong Mang này tuy rằng thực lực cũng không quá mạnh, nhưng cổ sát khí khiến lòng người run sợ kia phải là người từng bên bờ sinh tử mới có thể rèn luyện ra được, vừa nhìn đã biết tất cả đều là hảo thủ giết người rồi. Nhưng trên mặt nàng vẫn là thần sắc mỉa mai, cười nhạo nói. Ninh Sơn không khỏi quá tự đại rồi. Dựa vào giờ âm mưu quỷ kế, tai họa vô số cường giả thượng vị, người như vậy sớm muộn cũng bị cường giả thiên hạ chém giết, ta cảm thấy xấu hổ. Lão lại thở dài một tiếng, nói. Hôm nay phải huyết tẩy thiên nhất các sao? Ha ha ha, lão cẩu, người cũng quá cản rỡ rồi. Tô Liên Y giận quá thành cười, khiển trách quát mắng. Chỉ bằng những mặt hàng không nhập lưu các ngươi cũng dám cuồng ngôn huyết tẩy. Còn dám vô lễ thì đừng trách bổn tọa tiễn các ngươi quy thiên. Nàng vận chuyển nguyên công, hai đạo quang mang phun lên, đan vào ngưng hình trên trời cao, hóa thành một đóa tử hắc song sắc hoa, nhan sắc đẹp đẽ không ngừng nhảy lên, khủng bố dị thường. Lão lại biến sắc, hai tay niết quyền, quát. Đại nhân thật muốn nghịch tình thế mà làm sao? Tình thế vốn là người làm ra, hãy bất sàm ngôn đi. Muốn đánh cứ đánh. Muốn ăn thiên nhất các, ta liền muốn cho Đinh Sơn no bể bụng. Tô Liên Y vẻ mặt kiên quyết, không lùi nửa bước. Chúng trưởng lão cũng kinh nghi bất định, một người trầm giọng nói. Tô Liên Y, ý chí một mình người sao có thể đại biểu toàn bộ thiên nhất các. Ta không đồng ý đối kháng với Thương hội Thiên Nguyên, hợp tác cùng có lợi, đối kháng lưỡng hại, chúng ta vốn là thương nhân, chẳng lẽ lại muốn bỏ lợi cầu hại sao? Người này chính là trưởng lão đề nghị quy thuận Thương hội Thiên Nguyên lúc trước, ánh mắt của mọi người nhìn sang, đều có biểu lộ khác nhau, đều có chút suy nghĩ. Tô Liên Y giận dữ, quát. Cung Sảo Trinh, không ngờ ngươi lại bị Thương hội Thiên Nguyên thu mua. Cung Sảo Trinh dưới uy áp cường đại kia có chút hít chột dạ, nhưng vẫn cắn răng kiên quyết nói. Ta chỉ nói đúng, chẳng lẽ ngăn cản ngươi chuyên quyền độc đoán dẫn thiên nhất các dẫn vào vạn kiếp bất phục, chính là bị thu mua sao? Tô Liên Y đảo qua khuôn mặt chúng trưởng lão, thần sắc đều khẽ động, tựa hồ trong lòng đã dao động. Nàng mặt âm trầm cả giận nói. Mặc dù muốn quy thuận cũng là chúng ta sau khi thương nghị mới đưa ra quyết định, mà không phải bị người khác cưỡng chế khuất phục, như vậy còn tôn nghiêm gì nữa. Chư vị cũng đều cường giả danh truyền thiên hạ, chẳng lẽ chút mặt mũi ấy cũng không cần nữa sao? Lời của nàng khiến tất cả mọi người đỏ mặt, sau đó lộ ra vẻ giận dỗi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão lại. Cung Sảo Trinh biến sắc, quát. Chư vị trưởng lão không nên bị lời nàng mê hoặc, Thương hội Thiên Nguyên nhất thống thương minh chính là chiều hướng phát triển, lại đại nhân tự mình đến khuyên nhũ chúng ta, thành tâm thành ý như vậy lại bị nàng gây ra chuyện, ta cảm thấy năng lực Tô Liên Y căn bản không thích hợp làm các chủ thiên nhất các đâu. Sắc mặt mọi người đều biến hóa, có chút xôn xao, đều ngửi được hương vị âm mưu và phá vỡ. Nhưng có thể nghị sự ở đây người nào mà không phải nhân tinh, lúc này sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, tùy ý đứng về bên nào cả, dù sao cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiền độ sau này, thậm chí cả tánh mạng hiện giờ nữa. Lão lại cười nói. Xem ra trong thiên nhất các vẫn có người thông minh a. Liên Y hội trưởng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, những lời này rất nhiều người đều hiểu, vì sao ngươi lại không rõ chứ? Cung Sảo Trinh hai tay ôm quyền. Dáng vóc tiểu tụy, nói ra. Lại đại nhân, Tô Liên Y chấp mê bất ngộ, không chỉ làm hại bản thân, còn muốn kéo thiên nhất các kéo vào vực sâu vạn trượng, ta cùng với rất nhiều trưởng lão tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Mong rằng lại đại nhân xem ở phân thượng cùng là nhất mạch thương minh, thay chúng ta thanh lý môn hộ, bãi miễn chức vị hội trưởng của người này đi. Tô Liên Y và phần đông trưởng lão đều biến sắc, tức giận không thôi, đây chính là trong ngoài kết hợp, cưỡng ép bức vị rồi. Lão lại vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói. Cung trưởng lão nói rất đúng, đều là nhất mạch thương minh, sao ta lại nhẫn tâm nhìn thiên nhất các ngày một xuống dốc được chứ? Cũng thế, ta chỉ vì sự đoán kết gắn bó của thương minh mà làm ra chút cống hiến nhỏ bé thôi. Hắn vung tay lên, hơn 10 người lập tức lấy ra huyền khí, kiếm quang đao mang thoáng cái chiếu sáng đại điện. Những sát khí kia ngưng hợp cùng một chỗ, như tường đồng vách sắt, cuồn cuộn mà đến. Tử hắc song sắc trước người Tô Liên Y phiêu hốt bất địch dưới sát ý,
Nàng nâng một tay lên, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, lạnh giọng nói. Đây chính là lực lượng vẫn giấu kín bên người Đinh Sơn, Kim Ngân Phong mang sao. Bổn tọa hôm nay liền cho các ngươi trở thành lịch sử. Chỉ quyết biến đổi, cặp sắc hoa kia lăng không nở rộ, lực lượng mênh mông liên tục tuôn ra không dứt. Trong khoảnh khắc trong đại điện hóa thành hoa vũ, vô số cánh hoa rơi xuống, bay ra tứ phương. Mỗi một mảnh cánh hoa rơi vào trên kết giới sát ý, như tảng đá rơi xuống mặt hồ, ầm ầm một tiếng chấn lên sóng cả, trong khoảnh khắc vô số gợn sóng đẩy ra bốn phía, toàn bộ đại điện trở nên hoảng hốt, không ngừng nứt vỡ ra. Tô Liên Y, đừng vội càn rỡ, làm hư đại điện tổng bộ, người không yên đâu. Cung Xảo Trinh một tay nâng lên, lập tức một đạo kim quang rơi vào trong trường, hóa thành kim giao tiễn. Hai tay hắn mở kéo ra, phi thân cắt xuống, răng rắc một tiếng, lại có giao long ẩn hiện, phát ra gào thét, lao tới trong mưa hoa. Tô Liên Y biến sắc, khiển trách quát mắng. Phản đồ, trước tiễn ngươi quy thiên. Nàng biến hóa năm ngón tay, từng đạo quyết ấn đánh ra, tay phải hóa thành đen kịt, vỗ vào trên trán giao long kia. Phanh! Bàn tay Tô Liên Y hóa thành một đóa hoa đen kịt, gắt gao đặt trên trán nó, không ngừng có khe hở lan tràn ra. Giao thân không ngừng giãy giụa run rẩy, liên tục gào rú, cực kỳ thống khổ. Đáng chết! Cung Xảo Trinh thoáng cái nhảy lên, hai tay biến quyết, giao long kia lập tức hóa thành một đạo kim quang bay trở về trong tay nàng, biến trở về thành cây kéo vàng, phi thân bổ xuống. Hiện giờ đang là thời khắc phi thường, nàng phải xuất ra đầy đủ thành ý để lấy lòng Thương Hội Thiên Nguyên, mới có thể có nhiều chỗ tốt hơn trong tương lai. Huống hồ đã trở mặt, liền không còn đường nào để quay đầu nữa rồi. Tô Liên Y ánh mắt phát lạnh, sát tâm nổi lên, lập tức phải giải quyết dứt khoát, trước hành quyết Cung Xảo Trinh tại chỗ, mới có thể trấn nhiếp được cảm xúc táo bạo của mọi người, ổn định đầu trận tuyến. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, như một đóa hoa sen nắm trong lòng bàn tay, mi tâm càng hiển hiện bạch quang, như thủy kính hiện ra, trong kính có một đóa hoa đang di động trong đó, chỉ là sắc thái không đồng nhất. Hoa trong kiếng bắn ra một đạo hào quang, rơi vào lòng bàn tay, song hoa hợp nhất, ngũ quang thập sắc. Vô thường lưỡng sinh hoa. Tô Liên Y khẽ quát một tiếng, trong mắt tuôn ra sát ý, hai tay thoáng cái đánh ra, đánh về phía kim giao tiễn kia. Cung Xảo Trinh trong lòng hoảng hốt, biết rõ đây là thần thông chí cường của đối phương, lấy thực lực của nàng căn bản không thể tiếp được, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì, rót toàn bộ nguyên lực vào trong kim giao tiễn. Từng đạo kim quang bồng lên, bên trong có giao long tiềm hành. Leng keng, cặp sắc hoa kia rơi vào trên kéo vàng, lập tức một mảnh xuân sắc, phảng phất như bách hoa tể phóng. Lực lượng kim giao tiễn hoàn toàn bị áp chế xuống. Cung Xảo Trinh trong lòng hoảng hốt, cả kinh kêu lên. Lại đại nhân cứu ta. Nàng bỏ cây kéo kia xuống muốn chạy trốn. Tô Liên Y sắc mặt lạnh như băng, đã hạ quyết tâm tất sát, há có thể để nàng đi. Hai tay biến đổi quyết ấn, lập tức bách hoa ngưng tụ thành hai màu tử hắc, rơi xuống đầu Cung Xảo Trinh, thế tất muốn lấy tánh mạng nàng. Càn rỡ! Lão lại quát vang một tiếng, sau đó là một hồi hôi mang hoảng hốt, một bàn tay lớn đầy vết chai sạn đập xuống. Sất trá trưởng! Ầm ầm! Trưởng thế tiếp được cặp sắc hoa kia, nhưng linh áp chấn khai, Cung Xảo Trinh vẫn phun ra một búng máu, rơi xuống từ trên không trung, sắc mặt trắng bệch. Tô Liên Y sắc mặt đại biến, vô thường lưỡng sinh quyết của nàng bị lão lại sinh sinh kiềm chế lấy, hai cổ lực lượng không ngừng giằng co trên không trung. Toàn bộ đại điện đang không ngừng lung lay, một ít chất liệu đá tương đối cứng rắn thì nổ bung bay ra, đại bộ phận đều hóa thành bột mịn, tiêu tán khắp trời. Bỗng nhiên một mảnh ngân mang lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng đạp kiếm mà đến, hai tay hợp nhất hóa thành kiếm thế, trực tiếp điểm vào mi tâm Tô Liên Y. Đạo kiếm thế kia gạt ra một khe hở trong linh áp do hai người đối trưởng, như một sợi dây rẽ nước, đường nhỏ quanh quẩn bất quy tắc, trực tiếp hướng tới mi tâm Tô Liên Y. Nhìn như có chút cảm giác mỹ diệu, nhưng trong lòng Tô Liên Y lại vô cùng sợ hãi, nếu bị kiếm khí kia đánh vào mi tâm thì cơ hồ nhất định phải bỏ mạng. Mà tất cả trưởng lão đều ở một bên lạnh lùng nhìn xem, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Đột nhiên cảm thấy có lẽ chết cũng không có gì không tốt, mình đi đến hiện giờ cũng đã giết qua không biết bao nhiêu người rồi. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Đang, gờ. Đạo kiếm khí màu đen kia đột nhiên như bị thứ gì đó chặn lại, phát ra thanh âm rung động như kim loại,
hơn nữa nhộn nhạo ra gợn sóng rất nhỏ, lan tràn giữa linh áp của hai người lão lại và Tô Liên Y. Chuyện gì xảy ra? Ba người đều cả kinh, nhìn chằm chằm vào chỗ mũi kiếm, đột nhiên hiện ra một ngón tay màu vàng. Đúng là kim mang tràn ra từ đầu ngón tay đã ngăn kiếm khí lại. Cái gì? Là ai? Nam tử áo trắng sắc mặt đột biến, lão lại và Tô Liên Y cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ có điều tâm tình hoàn toàn trái ngược. Ngón tay kia từ trong hư không vươn ra, chậm rãi biến thành bàn tay, một cánh tay phải, sau đó là nửa thân thể, cho đến khi hoàn toàn lộ ra. Một gương mặt thanh tú tuấn lãng, hai con ngươi như tinh thần biển cả, khóe miệng mang theo nụ cười tà tà nghiền ngẫm. Vân thiếu. Tô Liên Y đại hỉ, kích động kinh hô một tiếng, trong mắt hơi có chút ướt át. Trong lòng lão lại trầm xuống, ngưng trọng nói. Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ngón tay màu vàng kia uốn lượn bắn ra sau, đương một tiếng chấn cho kiếm khí kia tán loạn. Nam tử áo trắng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cơ hồ mất đi chi giác, hoảng hốt lui về phía sau. Sau đó Lý Vân Tiêu năm ngón tay thành chảo, vậy mà bay thẳng đến chộp tới lão lại, linh áp chi lực đầy trời đối với hắn cơ hồ như không có tác dụng, thân ảnh màu vàng lao tới trong không trung, không hề dừng lại. Lão lại toàn thân run lên, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán. Mặc dù là chính diện đối địch cũng tự cho rằng không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, huống chi hiện giờ dưới tình thế này, tâm thần lập tức thất thủ, cả người hoảng hốt. Phô thường lưỡng sinh hoa của Tô Liên Y lập tức chiếm được thượng phong, ép mạnh xuống, không ngừng bước lui trưởng lực của hắn. Linh áp chi lực trên bầu trời lập tức liền thiên về một bên. Lão lại kêu rên một tiếng, khóe miệng ngứa máu, đã bị nội thương, mà càng sợ hãi chính là Lý Vân Tiêu lại cười tà duỗi ra năm ngón tay. Chụp vào cổ họng hắn. Hốc mắt trong tràn đầy sợ hãi, nếu bị năn ngón tay màu vàng cứng rắn kia bóp vào cổ, tất nhiên sẽ lập tức toi đời ngay. Đột nhiên một mảnh kim quang tách ra, vô số kiếm khí đao mang vọt lên, hơn 10 tên cường giả kim phong ngân mang đồng loạt ra tay, kết thành kiếm võng rậm rạp chẳng chịt xoắn giết về phía Lý Vân Tiêu. Nam tử áo trắng thì lại bước tới trước một bước, cầm kiếm mà lên. Vô số bóng kiếm kia cơ hồ ngưng làm một thể với hắn. Hóa thành kiếm ý của hắn, lăng không đâm qua. Ầm ầm, kiếm thế chưa tới, ngược lại linh áp chi lực giữa hai người lão lại và Tô Liên Y đã không ngừng vỡ vụn, khí lãng khủng bố chấn đi bốn phương tám hướng. Hai người bị cắn trả, đều giống như bị búa tạ đập một cái, bay ngược về phía sau. Lý Vân Tiêu thu hồi tay phải, năm ngón tay hư nắm xuống, lãnh kiếm băng xương nắm trong tay, chém ra từng đạo kiếm quỹ thật dài. Bong bong long cong. Hai kiếm chạm nhau, chấn ra vô số kiếm quang bắn ra, hồ quang lợi hai dây kia bắn lên thân hai người. Lý Vân Tiêu toàn thân màu vàng, chẳng qua chỉ xuất hiện vài ngấn cạn, nhưng đánh lên người đối phương thì mỗi một cái đều có máu tươi bắn ra. Áo trắng trong khoảnh khắc nhuộm đỏ, mấy trăm đạo miệng vết thương trong chốc lát hiển hiện, sắc mặt nam tử thoáng cái liền trở nên trắng bệch. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta nhớ ngươi rồi, chính là hung thủ ngày đó giết Vũ Văn Bác. Như thế xem ra, quả nhiên Đinh Sơn là người giật dây rồi. Bạch Y Nhân đúng là Thiên Giác ngày đó đã từng gặp mặt Lý Vân Tiêu một lần. Trong lòng Thiên Giác giờ phút này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, con sâu cái kiến ngày đó mình tiện tay có thể bóp chết, mới mấy năm đã khiến mình có cảm giác phải nhìn lên rồi. Ngày đó bất kể là nguyên nhân nào, người không giết ta. Hôm nay ta cũng thả ngươi một lần. Kiếm thế Lý Vân Tiêu run lên, lập tức một cổ kiếm ý khổng lồ tản ra. Chấn vỡ lực lượng do vô số kiếm thế hội tụ. Phốc, Thiên Giác phun ra một búng máu ra, ngã bay ra xa. Cường giả kim phong ngân mang còn lại cũng bị cắn trả, đều bị thương, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lý Vân Tiêu nói, cũng chỉ là cho ngươi thoi thóp thêm vài ngày thôi, Vũ Văn Bác chết vào tay ngươi, ngày sau ta tất giết ngươi. Còn có Đinh Sơn cũng không thoát được đâu. Tô Liên Y nói, Vân Thiếu, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Ta phái người tìm ngươi mấy lần đều không thấy đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nhờ phúc Đinh Sơn đại nhân, khiến tu vị ta tinh tiến không ít, mấy ngày nay ta bế quan tu luyện ngay ở Tĩnh Nhã Thánh Địa. Tô Liên Y sững sờ nói. Tĩnh Nhã Thánh Địa, ta cũng đi qua, cũng không nhìn thấy tin tức đăng ký của ngươi mà. Lý Vân Tiêu gãi đầu, cười nói. Ta tùy tiện tìm một gian đẹp mắt, đánh ngất xỉu người bên trong sau đó dùng luôn. Tô Liên Y, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Đã ra tay,
tức là đồng ý sao? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt gật đầu, nói. Đồng ý. Tô Liên Y đại hỉ, nói. Ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi đủ thông minh, hợp tác cùng có lợi. Sắc mặt lão lại phi thường khó coi, cố nén thương thế trên người, ôm quyền nói. Vân Tiêu công tử, không biết ngươi đây là có ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là từ nay về sau, Thiên Nhất Các do ta bảo hộ rồi, các ngươi đi đi thôi. Hắn trực tiếp phất tay tiễn khách. Sắc mặt lão lại còn khó coi hơn cả mướp đắng, chúng trưởng lão Thiên Nhất Các càng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhân tâm di động, không biết làm gì cho phải. Cung Sảo Trinh cả giận nói. Ngươi nói bảo hộ là bảo hộ sao? Ngươi xem mình là ai chứ? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn sang thâm thúy như biển, nhất thời khiến lòng nàng lột bột thoáng một phát, sợ tới mức không nhẹ, vội lui lại mấy trượng, cảm thấy có chút hối hận vì đã lên tiếng. Nữ nhân ngu xuẩn. Lý Vân Tiêu nhẹ khiển trách một câu. Cung Sảo Trinh xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể cắn răng, đưa qua ánh mắt oán độc. Tô Liên Y lạnh lùng nói. Chư vị trưởng lão, ta hiện giờ xin nói thẳng, từ nay về sau Thiên Nhất Các liên minh với Lý Vân Tiêu, cùng chung một chiến tuyến, phúc họa tương y, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Nếu có điều không vừa lòng, Liên Y tuyệt không miễn cưỡng, hơn nữa niệm phân thượng công lao khổ lao trong nhiều năm qua, ta sẽ tặng cho chư vị một số nguyên thạch xa xỉ, tiễn đưa mọi người rời đi. Một gã trưởng lão lo lắng nói. Hội trưởng đại nhân sao có thể tin tưởng đánh bạc tương lai Thiên Nhất Các lên trên người hắn chứ? Hắn tuy là cổ phi dương chuyển thế trọng sinh, nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là võ đế cửu tinh mà thôi. Tô Liên Y nói, nhân sinh như quân cờ, mỗi đi một bước ai mà không phải là đang đánh bạc chứ? Người có chí riêng, ta sẽ không cưỡng cầu mọi người đâu. Người trưởng lão kia sau khi trầm tư một lúc liền nói, nhân sinh không có bữa tiệc không tàn. Đa tạ hội trưởng đại nhân nhiều năm qua chiếu cố, Ngọc Văn xin rời đi, nguyên thạch thì không cần đâu. Nàng chắp tay cúi đầu với Tô Liên Y, liền quay người rời đi. Tô Liên Y khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Vừa rồi lúc giao thủ với lão lại, trong lúc sinh tử, những trưởng lão này không có người nào xuất thủ cứu giúp, cũng khiến lòng nàng đã triệt để nguội lạnh, mặc dù đi hết cũng không sao cả. Cung Sảo Trinh vội vàng nói. Ngọc Văn trưởng lão chậm hẳn đi, Thiên Nhất Các này là mọi người dốc sức gây dựng nên, bằng gì mà Tô Liên Y nàng một mình độc chiếm chứ? Ngọc Văn dừng bước, nghiêng thân thể ngừng lại, mặc dù cảm thấy có lý, nhưng không biết làm sao quay lại, nhưng cứ vậy rời đi thì thật sự có chút không cam lòng. Cung Sảo Trinh thấy đã thuyết phục được nàng, lập tức vui mừng lộ rõ trên mặt, nói. Thiên Nhất Các là thuộc về mọi người, mặc dù muốn đi cũng không phải chỉ cần một ít nguyên thạch là đuổi đi được. Phải phân ra công bằng mới có thể phục chúng. À, vậy ngươi ngược lại muốn chia thế nào đây? Trong mắt Tô Liên Y lóe lên hàn tinh, đã sớm nổi lên sát cơ với nàng. Cung Sảo Trinh cảnh giác giữ một khoảng cách với nàng, hừ lạnh một tiếng, nói với các vị trưởng lão. Rất đơn giản, định giá lấy Thiên Nhất Các, sau đó mọi người cùng nhau phân chia là được. Một gã trưởng lão cau mày nói. Nói rất dễ, nhưng trong thương hội có quá nhiều thứ có giá trị. Khó có thể đánh giá phân phối. Còn có cửa hiệu trải rộng thiên hạ, làm sao định giá đây? Người khác cũng vuốt cằm trầm tư nói. Có thể dựa theo đẳng cấp vật phẩm, phân bố địa vực của cửa hiệu mà đánh giá đại khái, cũng không cần quá chính xác. Dùng thân phận của chúng ta, nhiều chút hay ít chút cũng không cần quá mức để ý làm gì. Đúng vậy, biện pháp này rất tốt. Mọi người thoáng cái phụ họa theo, đều gật đầu đồng ý. Lão lại cũng lẳng lặng nhìn. Nghĩ thầm nếu có thể phân chia ra, hắn lại triệu tập những trưởng lão này cũng không tệ, trực tiếp tránh khỏi xung đột chính diện với Lý Vân Tiêu, hơn nữa nếu làm vậy cũng chẳng khác nào đã đuổi cổ Tô Liên Y ra ngoài. Này, lại đây! Lý Vân Tiêu phất phất tay với Cung Sảo Trinh, ý bảo nàng đi qua. Cung Sảo Trinh cau mày nói. Chuyện gì, có việc gì cứ nói trước mặt mọi người, nếu là quang minh chính đại, trong lòng không có quỷ thì cấn gì nói chuyện riêng chứ? Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói. Được rồi, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là bảo ngươi tới để ta đánh ngươi một trận, ta rất muốn đánh chết ngươi đấy. Cái gì? Cung Sảo Trinh cả kinh, lập tức cảm thấy một cổ uy áp lăng không mà đến, sợ tới mức quát to một tiếng, liền lăng không bay lên,
hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy ra xa xa. Chạy được sao? Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, hai con ngươi ngưng tụ, sắc mặt tựa hồ có chút vặn vẹo, miệng hiện ra một tư thái cổ quái. Một cổ chân nguyên đã chuẩn bị từ lâu từ trong phủ lao ra, hắn há to miệng, một đợt sóng âm cổ quái liền lao ra. Giống. Không gian đại chấn, một hồi trời đất quay cuồng, sóng âm kia trong mơ hồ có long hình ngang trời, trực tiếp đánh trúng cung Xảo Trinh. Phanh. Chỉ thấy trên người cung Xảo Trinh tuôn ra một đoàn máu tươi, cả người bị đánh bay hơn 10 trượng, hung hăng ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Long ngâm, dĩ nhiên là long ngâm. Lão lại sắc mặt trắng bệch, dưới một giống vừa rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm thần bất ổn, thương thế trực tiếp mở rộng ra. Rung động trong lòng càng khó nói nên lời. Long ngân chính là loại cường đại nhất trong âm ba công, có thể chấn thẳng cửu thiên vực ngoại. Nhưng bởi vì cấu tạo nhân thể hoàn toàn bất đồng với long tộc cho nên không cách nào bắt chước được phát âm của long tộc, tu luyện chiêu võ kỹ âm công này chỉ có thể lui một bước cầu tiến, tu luyện hổ khiếu chi công. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được lại thật sự có người có thể học được long ngâm. Chúng trưởng lão thiên nhất các mỗi người sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, đón gió mát, du du nói. Con ruồi không còn nữa, thế giới cũng trở nên yên tĩnh hơn rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn đám trưởng lão, nói. Còn có vị nào muốn phân tài sản nữa không, đứng ra đây đi. Tất cả chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đạo long ngâm vừa rồi đã khiến các nàng mất hết can đảm, còn ai dám đứng ra chịu chết nữa chứ. Lý Vân Tiêu chỉ vào một người trong đó, ngoắc ngón tay, nói. Ngươi, đi ra, ta vừa rồi nghe ngươi nói ra phương án phân phối, bộ dạng dường như rất lợi hại, tới đây nói chuyện rõ ràng với ta đi. Không, không. Người trưởng lão kia sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nói. Ta tuyệt không lợi hại, mới vừa rồi là nói năng bậy bạ thôi. À, Lý Vân Tiêu nói. Vậy bây giờ cho ngươi nói lại rõ ràng đi, tài sản này làm sao để phân tốt đây? Trưởng lão kia sắc mặt phi thường khó coi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói. Theo ta thấy, thiên nhất các mặc dù mọi người đều có khổ lao, nhưng được xưng tụng là có công lao chỉ có mình hội trưởng Tô Liên Y. Nếu nàng là hội trưởng, vậy thì thiên nhất các dĩ nhiên là của nàng, chúng ta chỉ là giúp đỡ góp thêm chút sức thôi, nếu thật muốn phân phối thì cho chúng ta hàng năm một chút nguyên thạch cũng đã tốt rồi, không biết mọi người định thế nào. Đúng đúng, nói rất đúng, phương án phân phối này rất tốt. Người còn lại cũng đều phụ họa theo, lộ ra phi thường ưa thích. Hội trưởng đại nhân mới chính là hạch tâm của thương hội, một tay phát triển thương hội đến giờ, nếu người nào muốn đi, lĩnh chút nguyên thạch coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đúng vậy, cho dù không cho nguyên thạch cũng không có gì cả, dù sao ở thương hội nhiều năm như vậy, tài nguyên đạt được cũng không ít, hội trưởng đại nhân cũng không bạc đãi chúng ta bao giờ. Đúng vậy à, nếu còn muốn cầm nguyên thạch đi. Vậy thì thật là xấu hổ đã làm trưởng lão thiên nhất các, ta cho là nên kính dâng một ít tư tàng để đền bù những năm gần đây thiệt thòi cho hội trưởng đại nhân. Đúng vậy, thật là nói ra lời trong tâm khảm ta rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều vỗ tay tán thưởng đối với phương án này. Sắc mặt lão lại thoáng cái liền trở nên khó coi, tính toán trong lòng trong khoảnh khắc liền rơi vào khoảng không, thế giới này vẫn là nhìn thực lực mà nói chuyện a. Tô Liên Y nhìn bộ dáng những trưởng lão này, vốn là một hồi im lặng, sau đó liền cảm thấy bi ai thật sâu. Khó trách trong Liên Minh Thương Minh, mình vốn là một trong hạch tâm tứ minh đứng ở đỉnh, không thể tưởng được lại là nhóm đầu tiên tan thành mây khói, trở thành tồn tại kế cuối. Nàng cũng tự trách và giác tỉnh thật sâu. Lý Vân Tiêu nói, khó trách chư vị có giác ngộ và tình cảm như thế, thật khiến Lý Mỗ cảm động không thôi. Quân tử luôn giúp người hoàn thành ước vọng. Ta sao có thể không thành trung đế chi nghĩa của các ngươi được chứ? Các ngươi lưu lại chữ vật huyền khí và tất cả vật quý trọng trên người liền có thể đi rồi. Cái gì? Mọi người thoáng cái choáng váng, tất cả thanh âm tán thưởng ăn theo thoáng cái đều im bặt, trong tràng một mảnh yên tĩnh. Mà ngay cả Tô Liên Y cũng có chút há hốc mồm, sắc mặt cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, nhìn nhìn lại bộ dáng những trưởng lão kia, nội tâm của nàng nhìn không được muốn cười, nhưng vẫn tận lực nhịn lấy. Vân Tiêu đại nhân, cái này quá khó xử chúng ta đi nha. Một gã trưởng lão sắc mặt thập phần lúng túng. Gương mặt Lý Vân Tiêu lúc này chìm xuống, lạnh giọng nói. Khó xử,
Ý là các người vừa rồi nói đều là lừa gạt sao? Không có không có. Mọi người thấy hắn sắp tức giận, cổ uy áp kia khiến trong lòng mỗi người đều phát lạnh. Chỉ là, chữ vật huyền khí, sau khi chúng ta lấy ra sẽ không còn thứ gì trên người nữa, chỉ còn lại bổn mạng huyền khí rồi. Lý Vân Tiêu phẫn nộ quát. Còn lại bổn mạng huyền khí, nguyên một đám tai điếc không nghe thấy bản thiếu gia nói gì sao? Chữ vật huyền khí và vật quý trọng đều lưu lại, bổn mạng huyền khí không phải vật quý trọng sao? A. À. Tất cả mọi người mắt choáng váng, kinh ngạc nói. Bổn mạng huyền khí, cái này. Lý Vân Tiêu đi tới một bước, uy thế trên người phát ra không chút che giấu, càng có kim sắc quang mang và lôi điện bắn ra lập lòe, khiến tất cả trưởng lão bị áp chế sắc mặt trắng bệch, giận mà không dám nói gì. Coi lời bản thiếu gia là nói suông sao? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Khinh người quá đáng, bọn tỉ muội liều mạng với xúc sinh này. Một gã trưởng lão tức đến phát run, lăng không bắt lấy một thanh liễu diệp đao, phi chém qua, quát. Cùng lắm thì chết, người cuồng cái gì mà cuồng. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua sát cơ, lạnh giọng nói. Vậy ngươi đi chết đi. Hắn đánh ra một quyền, không gian dưới sự áp chế của quyền phong không ngừng thay đổi, lưỡi đao kia chỉ có thể ngừng trước mặt quyền vài tấc, bị một cổ lực lượng cường đại hoàn toàn chế trụ lấy, trưởng lão kia liều mạng nhúc nhích cũng không thể tiến thêm chút nào được nữa. Lôi giới. Trong miệng Lý Vân Tiêu thoáng quát nhẹ, năm ngón tay đột nhiên căng lên, một đạo lôi chi kết giới tản ra từ lòng bàn tay, như cuộn chỉ thiên thể, tản khắp bốn phía. Ầm ầm. Người trưởng lão kia dưới lực trùng kích do lôi giới mở ra, thân thể lập tức liền nổ bung, liễu diệp đao cũng ầm ầm một tiếng đứt gãy. Đao hủy người vong. Lý Vân Tiêu thu lôi giới, bầu trời biến trở về nắng giáo sáng sủa không mây, chỉ là trong thiên nhất các không có bất kỳ nhiệt độ nào nữa. Ngoại trừ Tô Liên Y ra, mỗi người đều cảm thấy trận trận hàn ý đánh úp lại, tự dưng thấy mát lạnh. Xoa bức, chỉ với chút thực lực đó đã dám nói phân tài sản trước mặt bản thiếu gia. Còn nói ra dáng như thế nữa, đầu óc có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu khinh thường nói thầm vài câu, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua mọi người. Lời này nghe vào trong tai những trưởng lão kia, lại bị ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua liền thấy run sợ không thôi, nguyên một đám sợ tới mức không nhẹ. Đúng vậy à, mình không có lực lượng, dựa vào gì lại muốn phân chia thiên nhất các, đây không phải muốn chết sao? Một câu khiến cho các nàng trở lại sự thật lạnh như băng, cường giả vi tôn, kẻ yếu như con kiến. Vân Tiêu công tử nói cực đúng, đúng là trước kia chúng ta hồ đồ rồi. Một gã trưởng lão vội vàng gỡ xuống chữ vật huyền khí và bổn mạng huyền khí của mình, cẩn thận đặt trên mặt đất, ôm quyền nói. Đa tạ hội trưởng đại nhân tất lòng chiếu cố trong nhiều năm qua, núi không chuyển nước chuyển, xin cáo từ. Nàng một khắc cũng không muốn lưu lại thêm nữa, quay người liền hóa thành một đạo quang mang, phi thân mà đi. Chúng trưởng lão thấy nàng bình yên rời đi, cũng đều nhao nhao noi theo. Tuy rằng vô cùng đau lòng, nhưng hiển nhiên tánh mạng quan trọng hơn, mà dùng thực lực của các nàng, vô luận gia nhập bất kỳ môn phái nào cũng đều có thể được trọng dụng, căn bản không cần lo lắng về tài nguyên. Trong khoảnh khắc tất cả trưởng lão đều đi không còn một mảnh, không còn một mống. Trong lòng Tô Liên Y một hồi phiền muộn, thở một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại mình nàng, có loại cảm giác trống trải và cô độc tột độ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Bọn này không có nhân tính, thời khắc mấu chốt mỗi người đều có lòng riêng, cần để làm gì chứ? Bồi dưỡng thủ hạ phải hảo hảo học theo Đinh Sơn, ngươi nhìn xem những người này, người nào cũng trung tâm cả. Gương mặt lão lại run rẩy, ôm quyền nói. Chuyện hôm nay nếu Vân Tiêu công tử đã nhúng ta, ta đây tất nhiên không công mà lui, tính ra hội trưởng đại nhân cũng sẽ không trách tội nhiều. Như vậy cáo từ, mong rằng Vân Tiêu công tử nghĩ lại, không nên đối nghịch với thương hội Thiên Nguyên. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Đừng đi vội vã nha, ta còn muốn lại đại nhân ở lâu mấy ngày đấy. Lão lại biến sắc, nói. Vân Tiêu đại nhân đây là ý gì? Lý Vân Tiêu thở dài. Ta cũng không có cách nào, Linh Nhi còn đang bị Đinh Sơn giam lấy, ta muốn nhìn một chút xem có thể dùng ngươi để đổi về không đây. Lão lại nói. Vân Tiêu công tử nghĩ nhiều rồi. Linh Nhi tiểu thư là con gái hội trưởng đại nhân dứt lòng đẻ ra, chỉ là nàng không nghe lời bị hội trưởng đại nhân nhốt lại, không có việc gì đâu. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy sao, nhưng ta vẫn không yên lòng, không bằng lại đại nhân mang ta đi xem thử đi.
Lão lại cau mày nói. Thứ lỗi, chỗ giam giữ Linh Nhi tiểu thư chính là cơ mật của Thương hội Thiên Nguyên, thứ cho ta không thể tòng mệnh. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì không có cách nào rồi, lại đại nhân vẫn nên lưu lại uống trà đi, những người khác có thể đi nha. Hắn nói tuy rằng ngữ khí bình thản, giống như đang hàn huyên với người vậy, lại bá đạo khiến người khó chịu, đồng thời cũng mang đến cho người cảm giác khó có thể cãi lời. Trên mắt lão lại dâng lên vẻ giận dữ, trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử thật sự muốn đối nghịch với Thương hội Thiên Nguyên sao? Cho tới nay Thương hội Thiên Nguyên đối với công tử cũng trợ giúp không ít, đều là cùng nhau tiến thối, hôm nay lại muốn đối lập như vậy, khiến tại hạ có chút thất vọng đau khổ. Thất vọng đau khổ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Những lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật có chút kỳ quái a. Lời bản thiếu gia vẫn ở đây, nếu ba ngày không cho Linh Nhi hoàn hảo không tổn hao gì tới gặp ta, vậy ta liền giết ngươi để tế kiếm trước, lại giết đến tận Thương hội Thiên Nguyên, khiến mưu đồ trong 20 năm của Đinh Sơn biến thành công dã tràng. Ánh mắt của hắn chuyển tới Thiên Giác, nhàn nhạt nói. Truyền lời ta nói cho Đinh Sơn đi. Thiên Giác trong lòng run lên. Đạo tâm vô cùng lãnh khốc dưới ánh mắt kia vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nhìn về phía lão lại, trưng cầu ý kiến. Lão lại trầm mặt, sau một lúc mới nói. Các ngươi đi về trước đi, nói chuyện nơi này từ đầu tới cuối cho hội trưởng đại nhân. Thiên Giác lúc này mới gật đầu, vung tay lên, mọi người đồng thời hóa thành một đạo ngân quang, từ trong Thiên Nhất Các bắn ra, biến mất ở phía chân trời. Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng cái lách mình tới trước mặt lão lại. Một tay bấm niệm pháp quyết vỗ vào trước ngực hắn. Lão lại hoảng hốt, vội vàng nhanh chóng thối lui, hơn nữa hai tay vẽ vòng, muốn chống đỡ lấy, lại không làm nên chuyện gì. Một chưởng kia đánh vào ngực, như bị khắc dấu vào, đau nhức kêu rên một tiếng, liền không còn cảm giác gì nữa. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực mình nhiều hơn một trận pháp, lại ẩn đi không còn. Sau đó hoảng sợ phát hiện trận pháp kia hiển hiện ở trên đan điền. Vận chuyển lấy không ngừng rót vào tứ chi bách hài, khóa kinh mạch hắn lại. Đây là, tỏa nguyên. Lão lại hoảng sợ kêu lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Phong tỏa nguyên lực chi pháp thiên thiên vạn vạn, nhưng mỗi loại đều có một điểm chung, đó chính là hung hiểm vạn phần. Một khi không khóa tốt, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, phá hủy căn cơ võ đạo, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đột tử tại chỗ. Lý Vân Tiêu xoay người cũng không để ý tới hắn, nói. Liên y đại nhân, ta đã phong tỏa đan điền lão thất phu này rồi, người mang hắn đi nhốt cho kỹ, ngàn vạn đừng để người cứu đi đấy. Tô Liên y nói, yên tâm, ta tự mình trấn thủ người này, hiện giờ ta muốn thanh tẩy toàn bộ Thiên Nhất Các, tổ kiến lại đội ngũ thân tín của mình. Chuyện trưởng lão đoàn tan thành mây khói ảnh hưởng rất lớn với nàng, hiện giờ cơ hồ không tin được ai nữa, hơn nữa các loại cách nghĩ đã hình thành trong lòng, định một lần nữa cải tổ Thiên Nhất Các. Lý Vân Tiêu nói, ân, việc này thập phần trọng yếu, có người tự mình gác ta an tâm. Ninh Sơn hiện giờ tất nhiên còn đang bế quan, vững chắc cảnh giới siêu phàm nhập thánh, ta đi xem tinh nguyệt trai đã. Tô Liên Y ngạc nhiên nói, đi tinh nguyệt trai làm gì? Lý Vân Tiêu nói, tìm cách cứu Linh Nhi. Hắn bước ra một bước, liền biến mất tại chỗ. Tô Liên Y trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão lại. Tràn đầy lạnh như băng và giễu cợt, đang muốn chào phúng vài câu, đột nhiên một đạo lôi quang chớp động, Lý Vân Tiêu lần nữa trở về rồi. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, thật giống như chưa bao giờ rời đi vậy, hơn nữa sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, lộ vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có. Chuyện gì xảy ra? Tô Liên Y cả kinh, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, cũng chưa trả lời, mà ngẩng đầu lên, cảm nhận lấy bầu trời rung động. Tô Liên Y cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại không thấy gì cả, đang định hỏi thăm đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng tử bỗng nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào điểm trắng đang chậm rãi bay múa trên không trung kia, nghẹn ngào kêu lên. Bông tuyết! Tháng 6 tuyệt đối không thế nào có tuyết rơi được. Lão lại cũng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại bốn phía, Lý Vân Tiêu khóa nguyên lực của hắn, linh giác cũng hoàn toàn bị khóa lại, chỉ có thể dựa vào con mắt để nhìn, trên bầu trời bao la không có bất kỳ bóng người. Nhưng hắn cũng nhìn thấy bông tuyết nhàn nhạt, hơn nữa ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là hội trưởng đại nhân tới cứu ta sao? Trong mắt của hắn sáng ngời, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi tha thiết. Bông tuyết tiếp tục rơi xuống, trên người Lý Vân Tiêu phủ một tầng bạch hoa, nhưng hắn vẫn nhã nhặn bất động,
như một bức tượng điêu khắc vậy. Tô Liên Y cũng im im lặng lặng đứng ở một bên, tràn đầy cảnh giác, hai tay sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, đã khẩn trương thành ra như vậy, bình sinh đây chính là lần thứ nhất, loại áp lực vô hình này khiến hô hấp của nàng cũng có chút trầm trọng. Nàng vụng trộm nhìn Lý Vân Tiêu mấy lần, khuôn mặt thanh tú kia đón bông tuyết, không có nửa điểm cảm xúc. Lý Vân Tiêu đột nhiên động, động không phải thân thể, mà là đôi mắt, hai đồng tử thoáng cái hóa thành huyết sắc, trở nên cực kỳ yêu dị. Bỗng nhiên bông tuyết lượn vòng đầy trời, lăng không nhảy múa. Giữa bông tuyết rực rỡ kia, mơ hồ có một bóng người trắng nõn, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ trên không thiên nhất các trở nên vô cùng phong phú, giống như người về đêm gió tuyết vậy. Lòng cảnh giác của Tô Liên Y đột nhiên tan rã, tuyết bay khắp đầy trời, đã triệt để buông tha chống cự, trong lòng dâng lên ý sợ hãi và vô lực thật sâu, thậm chí có chút hít đứng không vững. Sắc mặt lão lại cũng trắng bệch, hắn biết rõ người tới cũng không phải Đinh Sơn. Đinh Sơn mặc dù thực lực gia tăng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thể nào có ý cảnh thâm thúy như thương khung này được. Đầy trời tuyết trắng bay múa, thân ảnh trắng nõn kia rơi xuống, phảng phất một đóa bông tuyết tinh khiết nhất, im im lặng lặng đứng trên trời cao, từ cổ chí kim không thay đổi. Tô Liên Y rốt cục thấy rõ người tới, nội tâm đột nhiên run rẩy, thất thanh nói. Lăng Bạch Y, lần hô này tựa hồ như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng, cả người thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, không còn chút khí lực nào nữa. Thân ảnh Lăng Bạch Y phù hợp với cảnh tượng khắp trời, không có chút khe hở. Tuyết trắng phiêu đãng chung quanh hắn, lưu loát, trời cao vô tận cũng hóa thành cái bóng của hắn, cô lập với ở thiên địa. Gương mặt Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, nguyệt đồng cơ hồ như lồi ra, chiếm cứ nửa bên gương mặt, lộ ra thập phần quái dị đáng sợ, dữ tợn dị thường. Thân thể của hắn rốt cục động, hai tay kháp ra một đạo quyết ấn trước người. Một mảnh kiếm quang tuôn ra quanh thân, hóa thành kiếm trận 36 kiếm, tản ra bốn phía. Vô số kiếm ý kích động, hắn bắt lấy lãnh kiếm băng xương, tay giơ lên, toàn bộ đại địa tựa hồ áp xúc thành một cái bóng, kéo dài lấy ở phía sau hắn. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có tuyết màu trắng và ảnh đen kịt. Đột nhiên một mảnh bông tuyết rơi xuống, vô thanh vô tức, chính thứ động duy nhất trong toàn bộ thế giới. Bản thân bông tuyết cũng không thay đổi, không ngừng phóng lớn trong mắt mọi người, cho đến trông thấy băng tinh óng ánh sáng long lanh kia. Toàn bộ thế giới đều ở trong một bông tuyết này. Chỉ bạch tuyết, ba chữ khẽ vang lên, nương theo áo trắng mà rơi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, toàn bộ thân hình nhìn không được run rẩy thoáng một phát, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bốn phía đều long cong một tiếng chấn minh. Lãnh kiếm băng xương rũ ra một mảnh xương lạnh, sau đó trở nên vô cùng trầm ổn. Rung động trong mắt Lý Vân Tiêu trong chốc lát tiêu tán, một mảnh không hề bận tâm, thâm thúy như tinh không biển cả. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc này đều mất sạch, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại một ngón tay tuyết trắng kia, còn có kiếm trong tay hắn. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm không ngừng chiến minh kịch liệt, vô số kiếm phủ và hàn quang tuôn ra, bay múa trên mặt đất, đều hợp nhập vào yếm trong tay hắn, kiếm ý bành trướng mà lên. Phanh! Trong không gian truyền đến thanh âm kiếm thế đứt đoạn, tất cả Bắc Thiên Hàn tinh kiếm toàn bộ bị một cổ lực lượng chấn bay lên không trung. Lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu cũng theo đó trầm xuống, lập tức trở nên ảm đạm. Trên mũi kiếm nhiều hơn một đóa bông tuyết, óng ánh trong suốt, thật giống như trước giờ vẫn ở đó, như một khối ngọc thô chưa mài rũa, hoàn mỹ không tì vết. Long cong, cánh tay Lý Vân Tiêu rủ xuống xuống, trường kiếm đâm trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm không ngừng run rẩy, bông tuyết tan thành nước, chảy vào mặt đất, vô tung vô ảnh. Cảnh tuyết đầy trời dần dần tản ra. Khôi phục một mảnh bầu trời nắng ráo sáng sủa, tất cả trước kia giống như một hồi mộng ảo vây, cực kỳ không chân thật. Tô Liên Y dụi dụi con mắt, có chút mơ mơ màng màng, thứ vừa thấy ban nãy có phải là thật không? Nàng không xác định, nhưng quay đầu nhìn lại, Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Nguyệt Đồng từ lâu đã không thấy, tay phải cầm lấy lãnh kiếm băng xương run rẩy, vô số trường kiếm sáng loáng mất trật tự tán lạc ở bốn phía. Phốc! Lý Vân Tiêu đột nhiên nhổ ra một búng máu ra, máu tươi đỏ thấm rơi vào trên mặt đất tuyết trắng, hết sức chướng mắt. Giờ khắc này toàn thân của hắn đều đang run rẩy, như sợ hãi cực lớn thâm nhập vào trong lòng, hiện giờ toàn bộ đều phóng xuất ra vậy. Vân Thiếu, ngươi không sao chứ? Tô Liên Y dần dần khôi phục khí lực, vội vàng đi qua đỡ hắn đứng lên.
Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn cực độ trắng bệch, ho ra vài búng máu, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắc hắc, ha ha, ha ha. Không ngừng có máu tràn ra nơi khóe miệng, nhưng hắn vẫn không nhịn được cười lên, cũng nương theo ho khan kịch liệt. Thật mạnh, thật sự rất mạnh đấy. Ngươi là muốn từ trên người của ta tìm về khuất nhục thất bại năm đó sao? Ha ha ha, bất qua tương lai ta sẽ tiến thêm một bước, sẽ dẫm nát trà đạp ngươi dưới chân thôi. Tô Liên Y nghe được toàn thân rét run, vừa rồi dưới cổ khí thế kia, nàng ngay cả nửa điểm lòng phản kháng cũng không có, vậy mà người trước mắt này còn muốn đánh một trận. Sắc mặt lão lại cũng tái nhợt, dưới uy áp vừa rồi hai gối đã quỳ xuống đất, giờ phút này còn đang không ngừng run rẩy lấy. Lý Vân Tiêu nuốt vào một ít đan dược và thiên tài địa bảo, hồi thần lại, thu hồi lấy Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, mới nói. Lăng Bạch Y đã tới rồi, Vạn Bảo Lâu còn đang ngủ sao? Hay là lần này cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng, rất nhanh sẽ chấm dứt thôi. Tô Liên Y cả kinh nói. Vân Thiếu có ý là. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Ai biết được, bất kể như thế nào, rất nhanh sẽ có kết quả. Thế cục càng ngày càng có ý tứ rồi, ta phải nhanh chóng cứu Linh Nhi ra mới được. Lăng Bạch Y chết tiệt. Hắn cắn răng mắng một câu, vốn vừa mới đột phá đến võ đế cửu tinh trung giai, tràn đầy tin tưởng. Mặc dù là cưỡng ép xâm nhập thương hội Thiên Nguyên cứu người cũng không nói chơi, lại không nghĩ đến chính diện đối một chiêu, giờ lại bị trọng thương. Không thể chậm trễ nữa rồi, Lý Vân Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, biến mất trong nội viện Thiên Nhất Các. Tô Liên Y tràn đầy thần sắc phức tạp, cảm xúc chấn động trong lòng cũng khó có thể bình phục, cảm giác giống như đi qua quỷ môn quan một lần, sống sót sau tai nạn vậy. Đây chính là lực lượng đỉnh phong thiên hạ xa à. Nàng nở nụ cười đắng chát, nói. Qua nhiều năm như vậy, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, tại trời cao bên trên nhanh như điện chớp, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tinh Nguyệt Trai mà đi. Lão Long, cổ lực lượng vừa rồi thế nào? Rất mạnh, so với năm đó mạnh hơn nhiều. Thanh âm xa vưu vang lên trong đầu, thập phần ngưng trọng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Thiên phú của Lăng Bạch Y vốn là thiên hạ vô song, 20 năm qua đi, tất nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn, thật muốn đánh với hắn một trận a. Hắn chỉ cảm thấy máu trong người không ngừng nóng lên, chiến ý sục sôi. Sa Vưu cười nhạo nói. Đánh một trận, ngươi quá đề cao bản thân rồi, mặc dù là ta, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Chưa chắc, cát. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bớt xem người khác là bản thân đi. Ngươi căn bản không thể thắng được, không thể trông cậy vào. Còn em ngươi đấy, lão tử là chân long pháp thể, còn có hai thanh thế giới chi kiếm, thần cản sát thần. Sa Vưu gầm lên. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Vi Thanh cũng đánh không lại, bớt thổi ra chân một chút sẽ không chết đâu. Sa Vưu nổi giận nói. Còn em ngươi đấy, có tin ta giết chết ngươi không? Một lát sau, Lý Vân Tiêu liền đến tổng bộ Tinh Nguyệt Trai. Nhưng Hàn Quân Đình lại không trong đó, người quản chuyện nhận ra hắn, vội vàng chiêu đãi. Đại trưởng quỹ đi Vạn Bảo Lâu nghị sự rồi. Vạn Bảo Lâu? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười cười, nói. Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh, thoáng cái nuốt lấy thương hội Mạn Đa và Lôi Phong, Vạn Nhất Thiên rốt cục ngồi không yên sao? Chậc chậc, loạn trong giặc ngoài, có thể bước ra toàn bộ lực lượng của Vạn Bảo Lâu không đây? Hắn khẽ cười một tiếng, lần nữa hóa thành lôi đình. Lóe lên liền lao về hướng Vạn Bảo Lâu. Không trung thỉnh thoảng có võ giả cưỡng ép cưỡi gió mà bay, đều là hướng về phía Vạn Bảo Lâu, thần sắc trên mặt mỗi người thập phần ngưng trọng. Còn có rất nhiều là trực tiếp từ trong Tĩnh Nhã Thánh Địa mà đến. Trong quy định của Thành Tân Duyên, mọi tu luyện giả trong Tĩnh Nhã Thánh Địa, khi thành trì xuất hiện tình thế khẩn cấp thì phải thống nhất tiếp nhận thương minh điều phối. Quy định này tuy rằng khiến người phản cảm chán ghét, nhưng bởi vì tài nguyên tu luyện mà Tĩnh Nhã Thánh Địa đề ra thập phần mê người, nên vẫn hấp dẫn đại lượng võ giả tán tu, tăng thêm thiên hạ có mấy người dám ở Thành Tân Duyên nháo sự chứ, cho nên quy củ này chưa bao giờ có ích cả, mà bây giờ tựa hồ là lần đầu tiên. Không ít võ giả trên mặt đều là lo lắng thật sâu, bởi vì ai cũng biết đại địch hiện giờ Thành Tân Duyên gặp phải là ai. Nhưng nghĩ đến người đông thế mạnh, Thương Minh cũng siêu cấp thực lực cực kỳ khổng lồ. Mặc dù là Lăng Bạch Y hơn phân nửa cũng khó đạt được chỗ tốt, lúc này mới khiến người lưu lại bình tĩnh hơn một chút. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc không thôi,
thầm nghĩ chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu đã nhận ra Lăng Bạch Y, bắt đầu tập kết võ giả quy mô lớn sao? Hắn thoáng cái đuổi theo một võ giả, kêu to nói. Bằng hữu, xin hỏi vội vàng đi Vạn Bảo Lâu là vì sao? Người nọ bị thanh âm lặng yên không một tiếng động, đột nhiên truyền đến kia dọa hoảng sợ, vội vàng đẩy ra mấy trượng, cảnh giác nói. Ngươi là người phương nào? Lý Vân Tiêu hữu hảo cười nói. Ta chỉ là thấy mọi người vội vàng chạy đi, lúc này mới nhịn không được tìm người hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra thôi, chẳng lẽ Lăng Bạch Y đến rồi sao? Người nọ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lý Vân Tiêu, quan sát một hồi, đột nhiên khiếp sợ nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cau mày nói. Ngươi nhận thức ta. Người nọ trở nên hết sức kích động, run rẩy nói. Nhận thức, lúc trước tại Thành Hồng Nguyệt đánh một trận với Bắc Hải Nhuận Tường, danh chấn thiên hạ. Lại bị Thành Hồng Nguyệt truy nã lâu như vậy, thiên hạ này ai mà không biết ngươi chứ? Ách, Lý Vân Tiêu sờ lên cằm thầm nghĩ. Không cẩn thận thành danh nhân rồi, ta có nên sửa lại dung mạo không đây? Người nọ vội vàng nói. Ngàn vạn không nên a, thần tượng, ngươi là thần tượng của ta a. Hắn kích động không thôi, đưa lên một trang giấy ra, nói. Thần tượng đại nhân, xin ký cho ta một chữ đi. Ngày đó Khương gia nhị tiểu thư luận võ chọn rể, vốn ta cũng muốn đi, bất đắc dĩ chênh lệch quá lớn, nhờ có thần tượng đại nhân đả bại vương tử hải tộc, làm vẻ mang cho nhân tộc ta. Lý Vân Tiêu sau khi ký tên cho hắn liền nói. Xin hỏi các người vội vàng đi Vạn Bảo Lâu, chính là vì chuyện Lăng Bạch Y sao? Người kia nói. Đúng vậy, vì diễn luyện thượng cổ đại trận, đến lúc đó dùng để đối phó Lăng Bạch Y. Thượng cổ đại trận. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không nói đến thượng cổ đại trận đa số thất truyền, mặc dù có lưu lại cũng hơn phân nửa đều hư hỏng, tăng thêm thiên địa quy tắc thay đổi, chưa hẳn thích hợp với hiện giờ. Người nọ sững sờ, lắc đầu nói. Những cái này ta cũng không hiểu, nhiều người như vậy cùng đi, tất nhiên là loại uy lực cực lớn rồi. Thần tượng đại nhân, người cũng đi Vạn Bảo Lâu sao? Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, ta cũng đi tham gia náo nhiệt, ta đi trước một bước đây. Không đợi đối phương đáp lại, thân thể của hắn lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vài đạo hồ quang điện đùng tiêu tán. Sau nửa canh giờ, trên không Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu thoáng cái lộ ra chân thân. Lập tức vô số thần thức liền tập trung lấy hắn, hơn nữa các loại uy thế đè xuống như sóng biển. Là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó một hư ảnh hiển hiện trên không trăng, chính là người thủ hộ lúc trước từng xuất hiện. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền sửng sốt, lập tức phung tay lên, uy áp đầy trời và vô số thần thức lập tức tán đi như thủy triều. Trên bầu trời vô cùng yên tĩnh, giống như căn bản không có người vậy. Thì ra là Vân Tiêu đại nhân. Mời vào trong. Người này thập phần dứt khoát, tuyệt không dong dài, trực tiếp làm ra thủ thế mời, sau đó liền biến mất trên không trung. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, lập tức đã nhận ra khí tức của Vạn Nhất Thiên. Liếc nhìn lại, toàn bộ tổng bộ Vạn Bảo Lâu chỉ có giải rác vài người đi đi lại lại mọi nơi, tiến hành giao dịch thông thường. Nhưng dưới thần trí của hắn, chỉ ít có trên trăm đạo khí tức cường giả ẩn nấp ở bốn phía, còn có các loại mai phục nguy hiểm. Mà ngay cả hắn cũng không thể phân rõ. Phòng ngự lần này hiển nhiên mạnh hơn lần trước đến nhiều, sợ rằng một con ruồi bay vào cũng phải chịu giám thị nghiêm nghị. Là Phi Dương, mau tới đây. Thanh âm Vạn Nhất Thiên xa xa truyền ra, lộ ra có chút kích động. Lý Vân Tiêu theo thanh âm kia lăng không đi xuống, không bị bất kỳ trở ngại nào, sau một khắc đã xuất hiện trong đại điện nghị sự. Chỉ thấy Vạn Nhất Thiên vui mừng chạy ra đón chào, trong điện còn có 5 người khác. Đại trưởng lão Trần Trung Hy, Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa Bà, cùng với bang chủ Kim Tiền bang Tiễn Sinh, và Tiễn Vô Địch. Vạn Nhất Thiên cầm lấy tay Lý Vân Tiêu đi vào bên trong, vui vẻ nói. Ha ha, người rốt cục xuất hiện, đến nơi huy, ở đây đều không có người ngoài, mấy vị này chắc hẳn ngươi cũng đều rất quen a. Trong 6 người này duy chỉ có Tiễn Sinh là tương đối lạ lắm, nhưng kiếp trước cũng đã có duyên gặp mặt mấy lần. Tiễn Sinh đứng dậy. Mỉm cười lấy lòng. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người Tiễn Vô Địch, ôm quyền nói. Vô Địch huynh, ngày đó từ biệt, giờ lại gặp mặt rồi. Tiễn Vô Địch luống cuống thoáng một phát, vội vàng hai tay ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói.
Vân Tiêu đại nhân chính là phong hào võ đế, xưng huynh gọi đệ thật là giết ta rồi. Tiễn Sinh cũng cười nói. Vân Tiêu đại nhân gọi hắn vô địch, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, về sau có chỗ đắc tội đại nhân, ta ở chỗ này nhận lỗi với đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ cho. Lý Vân Tiêu ngăn lại nói. Tiễn Sinh huynh khách khí, vô địch công tử cũng không cần tự coi nhẹ mình, thiên hạ hôm nay trong lớp trẻ công tử cũng là nhân tài kiệt xuất, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Còn nữa Cổ Phi Dương đã chết, ta đời này chính là Lý Vân Tiêu. Tiễn Sinh cười nói. Có thể tương giao với Vân Tiêu đại nhân chính là phúc phận của Huyền tử rồi. Vô địch, còn không mau tạ ơn Vân Tiêu đại nhân. Tiễn vô địch vội bước lên trước nói lời cảm tạ. Lý Vân Tiêu trong lòng thầm than một tiếng, biết rõ giữa hai người đã có một đạo khoảng cách cực lớn, trừ phi đối phương ở mặt tu vị đuổi theo mình, nếu không loại cảm giác kính sợ này sẽ không thể tiêu trừ được. Tiễn Sinh tay vuốt chòm râu cười nói. Ta còn có một chuyện muốn cảm tạ Vân Tiêu đại nhân đấy. Chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt, hôm nay rốt cục có thể ở trước mặt nói lời cảm tạ rồi. Lý Vân Tiêu do dự một chút, liền hiểu rõ ý hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi nói là Tiễn Đa Đa sao? Tiễn Sinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn có thể đoán được, lập tức thở dài. Đúng là kẻ này, đa tạ Vân Tiêu đại nhân luôn chiếu cố. Hắn bây giờ còn đang trong thành Viêm Vũ, không biết có mạnh khỏe không? Lý Vân Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn nhắn, nhìn chằm chằm vào khiến trong lòng Tiễn Sinh có chút sợ hãi, ánh mắt càng trốn tránh đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tiễn Sinh hội trưởng sao lại nói lời này, kim tiền bang trải rộng thiên hạ, tổng thành Viêm Vũ há lại không có nhãn tuyến. Đánh chết ta cũng không tin, ngược lại bản thân ta, đối với chuyện trong thành thật sự là không biết gì cả, ta nên hỏi thăm hội trưởng đại nhân một chút mới phải đấy. Ha ha. Tiễn Sinh xấu hổ cười, vuốt chòm râu nói. Ta cũng không rõ lắm. Vạn Nhất Thiên thấy không khí có chút xấu hổ, nói gấp. Mọi người đều là người quen, không cần khách sáo như vậy. Phi Dương, mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu, ta nhiều lần muốn tìm ngươi cũng không tìm được, còn tưởng rằng đã ra khỏi thành rồi chứ. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào sắc mặt Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Ngươi bị thương. Hắc hắc. Không sao, một chút tổn thương nhỏ thôi. Lý Vân Tiêu nói. Mấy ngày trước đạt được chút cơ duyên, tu vị tinh tiến không ít, nên mới tìm một nơi vững chắc cảnh giới thôi. Đồng tử Vạn Nhất Thiên hơi co lại, trong lòng thầm giật mình, hắn nhìn ra được tổn thương trên người Lý Vân Tiêu cũng không phải vết thương nhỏ gì, mà là trực tiếp ảnh hưởng tới tạng phủ, hiển nhiên là do cao thủ V gây nên. Trong thành Tân Duyên có thể khiến hắn bị thương như vậy có thể có mấy người. Chẳng lẽ là... Hắn lập tức nghĩ tới Đinh Sơn, trong lòng không khỏi vui vẻ, nếu hai người trực tiếp kết xuống thù, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Phi Dương A, đại chiến sắp tới, ngàn vạn không thể bị thương thân thể. Mấy ngày nay phải hảo hảo tĩnh dưỡng đấy. Vạn Nhất Thiên thân thiết quan tâm lấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, chút tổn thương ấy không bao lâu nữa liền có thể khỏi hẳn rồi. Vạn Nhất Thiên lúc này mới lộ ra bộ dạng yên tâm. Thần sắc nghiêm nghị nói. Ta lại hỏi ngươi một chuyện, Đinh Sơn hắn thật sự bước vào siêu phàm nhập thánh sao? Năm người còn lại ánh mắt đều co lại, tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn sang. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không giả. Hô. Vạn Nhất Thiên thở ra một hơi thật dài, thần sắc trên mặt phức tạp nói không nên lời, thoáng cái trầm tĩnh lại. Sau khi suy tư lúc tựa hồ có chút bực bội, không ngừng đi qua đi lại trong điện. Năm người còn lại thần sắc ngưng trọng, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Một gã võ giả bước vào siêu phàm nhập thánh, mặc dù đặt ở thiên võ giới cũng là đại sự khó lường, huống chi là trong thương minh, còn là vào thời khắc trọng yếu này nữa. Vạn Nhất Thiên tựa hồ có chút lầm bầm lầu bầu, không ngừng thấp giọng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, không có đạo lý a. Mọi người ở đây tất cả đều nghe được rõ ràng. Hàn Quân Đình vẫn là bộ dáng lão giả, hồ nghi nói. Lâu chủ đại nhân, vì sao không có khả năng? Vạn Nhất Thiên sửng sốt xuống, lập tức lắc đầu nói. Không có gì, bay lên, lúc ấy người có tham dự, có thể nói lại mọi chuyện một cách rõ ràng cho ta biết không? Lý Vân Tiêu liền nói lại kỹ càng, nói rõ ràng chi tiết, mà ngay cả thân phận của Đinh Bằng và Đinh Linh Nhi cũng nói ra. Chỉ có điều giấu đi chuyện thương Ngô Khung.
sắc mặt sáu người đều phủ một tầng hàn băng, trong hai tròng mắt chớp động lên lửa giận, đặc biệt là cái chết của Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm khiến cho sắc mặt sáu người hết sức khó coi. Mặc dù mọi người cạnh tranh lẫn nhau, nhiều khi thậm chí là ngươi chết ta sống, nhưng dù sao tương giao đánh nhau nhiều năm, giờ phút này nghe được chê thảm như vậy cũng có chút cảm giác đau lòng. Vạn Nhất Thiên khẽ gật đầu, điều Lý Vân Tiêu nói giống như lúc hắn thăm dò được, dù sao lúc trước có không ít người trốn ra, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ rất dễ dàng. Hàn Quân Đình nói, nếu lúc ấy thật sự đánh nhau, dùng năng lực của ngươi có thể chiến thắng Đinh Sơn không? Lý Vân Tiêu cười nói, đại trưởng quỹ thật sự là nói đùa, cảnh giới áp chế xuống, ta sao có thể thắng được chứ? Vạn Nhất Thiên đột nhiên nói, lúc ấy Đinh Sơn muốn giết ngươi, tựa hồ có một thần bí nhân xuất hiện ngăn trở, ngươi có biết là ai không? Trong hai mắt hắn bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tin tức thu về khắp nơi hoàn toàn không khác gì với Lý Vân Tiêu nói, chỉ là người thần bí kia lại không ai biết là người phương nào cả. Lý Vân Tiêu giả bộ như trầm tư, nói. Lòng ta có suy đoán, nhưng không thể xác định, cái này quan hệ trọng đại, không thể dễ dàng nói lung tung được. Vạn Nhất Thiên trong lòng một hồi khó chịu, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Đã như vậy ta cũng không thể miễn cưỡng, cẩn thận lời nói là rất đúng. Đã Đinh Sơn đã bước vào siêu phàm nhập thánh, vậy tự nhiên sẽ trở thành lực lượng đỉnh phong đối kháng Lăng Bạch Y lần này. Ta phái người đến thăm mấy lần, đều nói còn đang bế quan. Nếu là bế quan thật tự nhiên không gì đáng trách, nhưng mấy ngày nay Thương hội Thiên Nguyên lại liên tiếp nuốt mất Thương hội Mạn Đa và Lôi Phong, Thiên Nhất Các cũng bị bọn hắn xơi tái mảng lớn. Cho nên ta hoài nghi hắn là mượn tiếng bế quan để đi khuếch trương lực lượng. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng chính đề đã đến, hắn nói. Vậy Nhất Thiên ngươi định thế nào? Vạn Nhất Thiên nghiêm mặt nói. Thương minh vốn là một thể, mọi người cùng tiến thối. Ta phải hỏi cho rõ ràng, Đinh Sơn hắn đến cùng muốn làm cái gì, là muốn phân liệt thương minh hay là sao? Vào thời khắc nguy cơ trước mắt này, ta tuyệt không cho phép có chuyện nội loạn như vậy xảy ra. Sáu người đều thầm nghĩ, thất đại thương minh đã bị nuốt hai, nội loạn đến mức này còn không cho phép. Về phần Đinh Sơn muốn làm gì, đến lúc này coi như là mù lòa cũng nhìn ra được. Nhưng những điều này đều là suy nghĩ trong lòng mọi người, không ai tiện nói ra miệng cả. Tiễn sinh phụ họa nói. Đúng vậy, cho nên mấy người chúng ta tụ tập ở đây, chính là thương lượng đối sách, cũng muốn hỏi Đinh Sơn cho rõ ràng. Lý Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Cũng không thấy mời Tô Liên Y, có thể thấy Thiên Nhất Các trong mắt bọn hắn đích thật đã không còn sức nặng nữa rồi. Vậy chư vị là định đến thăm bức vị sao? Vạn Nhất Thiên gật đầu nói. Đúng, ngày giờ không nhiều, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói. Lúc ta đến thấy rất nhiều võ giả đều hội tụ đến, nghe nói là muốn diễn luyện thượng cổ đại trận. Vạn Nhất Thiên nói. Đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức. Lăng Bạch Y có thể mấy ngày nay sẽ vào thành Tân Duyên, phải tranh thủ thời gian thao luyện đại trận. Đây cũng là nguyên do ta nóng lòng muốn Đinh Sơn tỏ thái độ. Phi Dương, ta cần ngươi giúp ta. Ánh mắt của hắn thập phần thành khẩn. Lý Vân Tiêu nghĩ thầm Lăng Bạch Y cũng đã đến, lại không trực tiếp tìm tới Vạn Bảo Lâu, mà trước đến đùa nghịch với mình một chiêu, có thể thấy căn bản không để Vạn Bảo Lâu vào mắt, hoặc là hắn cũng đang chờ thượng cổ đại trận gì đó. Một phương như lâm đại địch. Một phương lại như chơi vậy, cao thấp vừa nhìn đã rõ. Lý Vân Tiêu thở dài, nói. Tốt, ta giúp ngươi, nhưng ta có hai điều kiện. Ngươi nói, coi như là 200 cái, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Vạn Nhất Thiên đại hỉ, vỗ ngực cam đoan lấy. Lý Vân Tiêu nói. Thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta cứu Đinh Linh Nhi ra. Vạn Nhất Thiên ngưng giọng nói. Chỉ cần Đinh Linh Nhi giờ phút này không có việc gì. Ta sẽ tận lực thương lượng với Đinh Sơn. Nếu hai phái đàm không thành, ta cho dù san bằng Thương hội Thiên Nguyên cũng phải cứu Đinh Linh Nhi ra. Lý Vân Tiêu phi thường hài lòng, nói. Thứ hai, ta một mực đang tìm kiếm hai kiện thiên tài địa bảo, không biết Vạn Bảo Lâu có không? Vạn Nhất Thiên cười nói. Vạn Bảo Lâu ngươi còn không biết sao? Chỉ cần thiên hạ này gian có, chỗ ta hơn phân nửa đều có. Lý Vân Tiêu nói. Địa tâm chi thiết và cực thiên băng tinh. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, có chút hai mặt nhìn nhau, Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh cũng nhíu mày lại, tựa hồ suy tư về hai thứ này. Dùng kiến thức của bọn hắn,
lại chưa bao giờ nghe qua thứ này cả. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trở nên có chút ngưng trọng nói. Thứ cho ta nhiều lời, không biết Phi Dương muốn hai vật này làm gì. Cần dùng đến thứ này đều là luyện phương thượng cổ cả. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Nói không sai, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu thật sự có sao? Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một lát, nói. Địa tâm chi thiết còn có tên là Vĩnh Hằng Chi Mộc, vào thời đại thượng cổ vốn là nguyên liệu thập phần thông thường, về sau cơ bản đã tuyệt tích, chỉ còn lại một ít gốc cường hoành chôn ở sâu trong lòng đất, hóa thành thứ cứng rắn như sắt thép, cho nên tên là địa tâm chi thiết. Lý Vân Tiêu có chút giật mình, nói. Lúc trước khi ta nghe thấy Vĩnh Hằng Chi Mộc, căn bản không biết là vật gì, Nhất Thiên ở Mặc phân biệt thiên tài địa bảo hơn xa ta. Vạn Nhất Thiên cười nói. Phi Dương quá khiêm nhượng. Thân là hội trưởng thương hội đệ nhất thiên hạ, tự nhiên nhận ra nhiều thứ một chút. Vĩnh Hằng Chi Mộc này Vạn Bảo Lâu quả thật còn có một ít đoạn, nhưng cũng không nhiều. Lý Vân Tiêu cuồng hỉ, hai loại nguyên liệu đau đầu nhất khi luyện chế thần luyện cương, không thể tưởng được Vạn Bảo Lâu lại có siêu tầm. Vậy còn cực thiên băng tinh thì sao? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên có chút cổ quái, nửa ngày mới nói. Ngươi nói cực thiên băng tinh chính là băng phách tinh hoa trong cực bắc tiểu băng thiên năm đó sao? Lý Vân Tiêu nói. Đúng là vật ấy. Vạn Nhất Thiên lắc đầu nói. Thứ lỗi, thứ này căn bản không còn hậu thế rồi, mặc dù là Vạn Bảo Lâu cũng không có. Hơn nữa ta dám nói, thiên hạ này đã không còn tồn tại nữa rồi. Trừ phi tìm được cực băng tiểu băng thiên thất lạc năm đó. Lý Vân Tiêu có phần lộ ra có chút thất vọng, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn một đường hy vọng. Lúc ấy đã từng hỏi qua Viên Cao Hàn, mặc dù đối phương cũng ấn định không có. Nhưng lại biết một ít manh mối, chỉ cần có một tia khả năng cũng đáng để đi thử rồi. Có một thứ cũng đã vượt quá dự kiến của ta rồi. Hắn vẫn cảm thấy đủ nói. Vạn Nhất Thiên nói. Tốt, Phi Dương ngươi giúp ta vượt qua khốn cảnh, ta giúp ngươi tìm về Đinh Linh Nhi, cũng dâng lên Vĩnh Hằng Chi Mộc. Hắn thấp giọng nói với Trần Trung Hy, thương lượng chuyện lấy Vĩnh Hằng Chi Mộc. Thiên tài địa bảo hiếm thấy như vậy. Mặc dù là hắn thân là hội trưởng cũng không thể tự mình quyết định được. Hai người trao đổi một hồi, Trần Trung Hy liền cáo lui mà xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang cực nóng, theo Linh Mục Địch nói, mặc dù không có cực thiên băng tinh, dùng tài liệu còn lại cũng có thể luyện chế ra á cấp thần luyện cương. Cuối cùng lại phối hợp với chân linh chi huyết và cực thiên băng tinh, có thể nâng đẳng cấp luyện phẩm lên một bước, cô đọng thành kim loại cứng rắn nhất dưới phiến thiên không này thần luyện cương. Hắn nghĩ tới La Thanh Vân, chân linh chi huyết phải nghĩ cách từ trên người hắn, long huyết của hắn chính là huyết mạch chân quý nhất trên đời hiện giờ rồi. Vạn Nhất Thiên sau khi an bài Tố Tổ Yền nhân tiện nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta giờ liền đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trước khi Lăng Bạch Y đến nếu còn chưa thể giải quyết, tình thế sẽ càng thêm phức tạp hơn. Tất cả mọi người đều là người lưu loát, sau khi ra đại điện rất nhanh liền có rất nhiều cao thủ đi qua. Sau đó hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời, thoáng cái lao về hướng thương hội Thiên Nguyên. Đám người đứng ngoài xem không ít người nhìn thấy mảng lớn quang điểm trên bầu trời, càng cảm nhận được áp khí tuyệt cường kia, đều cả kinh chạy về trong phòng, hoặc là trốn loạn bốn phía, không dám một mình dừng lại trên đường cái nữa. Một đám người hạo hạo đáng đáng, sau nửa canh giờ đã đến tổng bộ thương hội Thiên Nguyên, nhưng tựa hồ bị một cổ lực lượng ngăn trở lại. Vạn Nhất Thiên đi đầu dừng lại, nói. Đều dừng lại a, có kết giới. Mọi người toàn bộ dừng lại trên trời cao, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Tiễn Sinh cười lạnh nói. Kết giới chi lực thật mạnh, Đinh Sơn đây là đang phòng ai thế? Trong thương hội Thiên Nguyên bên dưới đã sớm có người phát hiện thế cục bên ngoài, nhìn xem thân ảnh cường đại đầy trời, đều sợ tới mức chạy thẳng vào trong. Vạn Nhất Thiên nói. Đi xuống đi. Mọi người thoáng cái đáp xuống trước thương hội, Vạn Nhất Thiên cao giọng nói. Đinh Sơn, mau ra đây a, hôm nay ngươi đừng mong trốn tránh. Thanh âm xuyên thấu qua kết giới, trực tiếp truyền vào. Một lát sau, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, đáp lại. Nhiều lão hữu như vậy đến cửa vấn an lão hủ, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Chư vị yên tâm đi, ta chỉ bế quan mấy ngày, thân thể không việc gì, không cần lo lắng. Hừ, lo lắng cái đầu ngươi, đã đến lúc này, còn không mau đi ra. Là muốn chúng ta ra tay phá vỡ kết giới của ngươi, kéo ngươi đi ra sao? Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói,
không có chút khách khí nào cả. Tựa hồ biết rõ không thể tránh khỏi, sau một lúc, trong cửa lớn thương hội Thiên Nguyên chậm rãi đi ra một đám người. Người cầm đầu đầu đội bảo quan, sảng khoái tinh thần, bộ dáng nhất phái tông sư, đúng là Đinh Sơn, hoàn toàn khác với khí chất mộc mạc lúc trước. Nếu nói lúc trước là thao quang mịt mờ, tiềm long tại uyên, vậy thì lúc này đã là phong vân hóa long, kiến long tại điền rồi. Kim Phong Ngân mang đi theo phía sau Đinh Sơn, Thiên Giác vừa bị Lý Vân Tiêu thả ra không lâu thình lình cũng ở trong đó. Mọi người không chút sợ hãi ét, sau khi đi ra, Đinh Sơn và Thiên Giác vậy mà không để ý đến Vạn Nhất Thiên, ngược lại đầu tiên rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, đồng tử đều hơi co lại, lập tức rất nhanh khôi phục thần sắc lạnh nhạt. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói, rốt cục chịu đi ra sao, ta cho rằng Đinh Sơn đại nhân đang tu luyện ô quy công, muốn ngủ đông đến mấy ngàn năm đấy chứ. Ha ha ha, bốn phía lập tức một mảnh cười to, đầy vẻ châm chọc. Bọn người Thiên Giác sắc mặt đột biến, nguyên một đám lộ vẻ giận dữ, sát khí dần dần dâng lên. Đinh Sơn giơ cánh tay lên, ý bảo bọn hắn tỉnh táo, lúc này mới dùng ánh mắt lười nhác đảo qua trên thân mọi người, nói. Hiện giờ đang vào buổi trưa, thời tiết nóng bức, mọi người vất vả chạy đến như vậy, đã ăn gì chưa thế? Vạn Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu cười sờ lên cái bụng, nói. Ăn rồi, ăn no rồi, các ngươi ăn chưa? Khục khục. Đinh Sơn lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, không thể tưởng được lại bị người hỏi lại, có chút lúng túng nói. Vừa ăn xong, tất cả mọi người như muốn té xỉu. Trên mặt Vạn Nhất Thiên mơ hồ có chút nộ khí, huy động nhân lực mà đến lười nhác, hào khí lại bỗng chốc bị phá vỡ hoàn toàn. Vạn Nhất Thiên trên mặt không ánh sáng, quát. Đinh Sơn, người đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thương minh vốn là một thể, người vậy mà thừa lúc nguy cơ nổi lên lòng muông dạ thú, nuốt hai nhà khác, đây là mục đích gì? Hôm nay phải cho mọi người một cái công đạo mới được. Đinh Sơn dương mắt, kinh ngạc nói. Cái gì, nuốt hai nhà khác, là người phương nào vụ oan ta như vậy, thật sự là quá oan uổng a. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói. Không nên làm trò, người làm ra chuyện độc ác gì mọi người đều rõ ràng. Giả tiếng luyện đan, lừa 18 vị cường giả tên khắp thiên hạ, dùng thủ đoạn ti tiện rút sạch chân nguyên người khơ cá, quả nhiên là khiến cho người tức lộn ruột. Ta làm cho người tức lộn ruột, hừ. Phải gánh trách nhiệm cho 18 vị cường giả kia chính là ngươi a, Vạn Nhất Thiên. Đinh Sơn cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi không cố ý động tay chân trên phương thuốc, căn bản không có tình huống luyện chế thất bại xuất hiện, cũng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, tất cả đều nhìn về phía Vạn Nhất Thiên, chẳng lẽ đan phương kia là của hắn, hơn nữa còn động tay động chân. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên thoáng một phát sau đó liền hiểu rõ ra. Khó trách Vạn Nhất Thiên tin chắc luyện đan tất nhiên sẽ thất bại như thế, nhưng sau khi Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh lại thất hồn lạc phách như vậy. Ngươi có ý gì, lại dám ngậm máu phun người ở trước mặt người trong thiên hạ, chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen như thế. Vạn Nhất Thiên giận tím mặt, xích long trường đập lên mặt đất một cái, tức đến toàn thân phát run. Hắc hắc, ta ngậm máu phun người. Đổi trắng thay đen. Đinh Sơn cười lạnh nói. Năm đó là gia hỏa ti tiện nào cố ý khiến ta đạt được, hơn nữa bỏ đi toàn bộ phần mấu chốt trong đó chứ. Ngươi vẫn cho rằng ta không biết sao. Hắc hắc, nếu không phải ta thiên phú cực cao, tự tìm hiểu hơn nữa tu chỉnh thì sợ rằng trong quá trình luyện chế đã sớm đan hủy người vong rồi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên biến hóa, lạnh lùng nói. Buồn cười, cái gì là cố ý để ngươi đạt được? Đan phương kia là ta thật vất vả tìm được, căn bản không thể nào phân biệt rõ thật giả, năm đó sau khi bị trộm sau ta còn giận dữ, tìm khắp toàn thành vẫn không có kết quả, thì ra là bị tiểu nhân ti tiện ngươi trộm đi, còn nói luyện đan là sự cố ngoài ý muốn. Vô sỉ! Đinh Sơn mở hai tay ra nói. Được rồi, mặc cho ngươi nói thế nào, chuyện khiến cho người đau lòng đã xảy ra, ta mặc dù cũng có sai lầm, nhưng ước nguyện ban đầu cũng là muốn tốt cho mọi người. Cục diện này ta cũng không chuẩn bị kịp. Hiện đã như thế, chỉ có thể cho qua chuyện cũ, cố gắng vì người còn sống thôi. Tất cả mọi người một hồi im lặng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là người khởi xướng, lại trở thành như người bị hại vậy. Vạn Nhất Thiên cũng sững sờ không biết nói gì cho phải. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy có chút thúc thủ vô sách,
người như vậy giống như là một khối đường kẹo mềm, người niết hắn thế nào cũng niết không nát, luôn dính dính khiến người khó chịu. Ninh Sơn đại nhân nói không sai, chuyện cũ đã qua, kẻ sống nên động viên. Không biết đại nhân định động viên thế nào đây? Ninh Sơn du du nói. Tự nhiên là dụng tâm kinh doanh thương hội, báo đáp cho mọi người. Về phần Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm đại nhân hy sinh lần này, ta sẽ hảo hảo thay bọn hắn quản lý tốt thương hội, để bọn hắn không có gì lo lắng nữa. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn nơi lồng ngực, phun thế nào cũng không ra được, khó chịu nói không nên lời. Vạn Nhất Thiên lạnh giọng nói. Vậy rất tốt, hiện giờ Thất Đại Thương Minh đã bị ngươi chỉnh hợp hơn phân nửa, ta hy vọng Đinh Sơn hội trưởng nên bỏ ra chút thời gian, dẫn đầu Thương Minh ứng đối nguy cơ kế tiếp. Đinh Sơn nói. Lăng Bạch Y. Vạn Nhất Thiên nói. Đúng vậy. Đinh Sơn mỉm cười, nói. Lăng Bạch Y là Vạn Bảo Lâu các ngươi rước lấy, liên quan gì đến Thương Minh? Nhưng dù sao Thương Minh vốn là một thể, cùng tiến thối, Thương hội Thiên Nguyên ta nguyện ý ra 100 triệu cực phẩm nguyên thạch, cộng thêm 100 kiện các loại huyền khí tài trợ giúp các ngươi, để tỏ tâm ý. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trầm xuống, trong hai tròng mắt bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Quả nhiên là nuôi hổ gây họa, đuôi to khó vẫy, bổn tọa chẳng muốn nói nhảm với ngươi nữa, hiện giờ đường bày ở trước mắt chỉ có hai, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Cãi cọ không thể lại đối phương rồi, Vạn Nhất Thiên rốt cuộc không còn nhẫn nại nữa, trực tiếp ngả bài, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không thức thời vụ, bổn tọa hôm nay liền muốn an nội trước khi bài ngoại. Ninh Sơn khẽ nhướng máy, nói. Nhất Thiên đại nhân đây là muốn tự giết lẫn nhau, hao tổn lực lượng sao? Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói. Nếu không cùng đường, sao lại gọi là tự giết lẫn nhau chứ? Vạn Nhất Thiên trực tiếp ngả bài. Lập tức hào khí trở nên khẩn trương, bộ dáng bất cần của Đinh Sơn cũng thu liễm vài phần, trong mắt không ngừng có hàn ý lập lòe. Tiễn Sinh cũng mở miệng nói. Đinh Sơn, đây là ngươi không đúng. Chúng ta ở chung nhiều năm, gần đây đều rất vui vẻ, ngươi nuốt Mạn Đa, Lôi Phong, Thiên Nhất Tam Đại Thương Minh, chiếm cứ một nửa lực lượng Thương Minh, chúng ta còn chưa tính. Hiện giờ đang lâm đại địch, ngươi vậy mà muốn không đếm xỉa đến, cái này thật sự không nói nổi rồi. Ninh Sơn nói, hai thương hội Mạn Đa, Lôi Phong ta chỉ là giúp bọn hắn quản lý thôi, nói chiếm đoạt thật quá tổn thương cảm tình rồi. Về phần Thiên Nhất Các, đã cự tuyệt hảo ý của ta, đứng về phía Vân Tiêu công tử rồi. Ách, có việc này sao? Tiễn Sinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Bọn người Vạn Nhất Thiên cũng có chút giật mình, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười cười, nói. Từ nói chuyện vừa rồi có thể thấy Đinh Sơn đại nhân suy nghĩ cẩn thận, sao lại phạm phải sai lầm ngôn ngữ sơ cấp vậy chứ? Đứng về phía có nghĩa là đầu nhập vào, tìm nơi nương tựa, ta chỉ là được Thiên Nhất Các Tô Liên Y đại nhân mời, thay bọn hắn ngăn cường địch bên ngoài, bảo toàn bản thân thôi. Đinh Sơn hoảng hốt nói. À, vậy không biết cường địch kia giờ đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói. Hơn phân nửa là ở địa lão của Thiên Nhất Các A, ai biết được chứ? Trong mắt Đinh Sơn xẹt qua một tia hàn ý, nói. Vân Tiêu công tử coi phụ tá đắc lực của lão phu là địch nhân, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Vẫn hy vọng chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, tận lực hướng tới tương lai, nếu không duyên phận sớm tận thì ta sợ tiểu nữ sẽ rất thương tâm đấy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Linh Nhi giờ đang ở đâu? Đinh Sơn nói. Có lẽ ở trong thương hội Thiên Nguyên A, ai biết được chứ? Hai người đối chọi gay gắt, Lý Vân Tiêu càng ngưng tụ sát khí. Hắn cũng mặc kệ cái gì Lăng Bạch Y, cái gì đại sự Thương Minh, đại sự thiên hạ, nếu Đinh Sơn không chịu giao ra Đinh Linh Nhi, hắn tất nhiên sẽ quấy cho thương hội Thiên Nguyên đến long trời lở đất. Vạn Nhất Thiên thấy Lý Vân Tiêu thật sự nổi giận, trong nội tâm vui mừng, nói. Phi Dương, không nên nói nhảm nhiều lời với hắn, hiện giờ chúng ta ra tay chặn lấy hắn, lạ cho người huyết tẩy thương hội Thiên Nguyên. Nhất định có thể cứu Linh Nhi cô nương ra được. Ninh Sơn cả giận nói. Hừ, huyết tẩy, Vạn Nhất Thiên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người dám làm ẩu như vậy sao? Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Ngươi đừng cho rằng ta toàn tâm đối phó Lăng Bạch Y, liền không rảnh đối phó ngươi, có thể mượn cơ hội kiêu ngạo, hơn nữa đoán chừng được ta rồi sao? Bổn tọa nói rõ ràng cho ngươi biết, vốn đã không trông cậy gì đám tạp ngư các ngươi có công dụng.
hiện giờ ngươi đã không kiềm được muốn nhảy ra ngoài trước, vậy thì liền mượn đầu ngươi để an nhân tâm đi. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người xông tới, vây kín lấy Đinh Sơn và cả thương hội Thiên Nguyên. Đinh Sơn giận dữ, khí thế trên người tản ra, lập tức thiên áp mà tuôn, lực lượng khủng bố nhấc lên khí lãng, đám đông đẩy lui, tất cả đều hoảng hốt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Ta đã bước qua gông cùm xiềng xích võ đạo, mấy ngày này ngươi dám nói giết ta thật sự không nhiều lắm đâu. Tự tin của hắn tràn đầy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất Thiên. Rồi sau đó trong hai mắt nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Cổ lực lượng này đích thật là siêu phàm nhập thánh, tuy rằng còn thập phần sơ cấp, nhưng muốn đánh chết hắn đã rất khó làm được. Đinh Sơn cười nhạo nói. Sao hả, không động thủ nữa sao? Nếu không thể ép ta nhập tử địa, thì đừng trách ta liên thủ với Lăng Bạch Y, dẹp sạch Vạn Bảo Lâu ngươi. Gan chó! Vạn Nhất Thiên nổ quát một tiếng, vốn còn do dự. Nhưng sau khi nghe lời ấy tựa hồ đã chạm vào nghịch lân của hắn, quát. Lần này cho dù liều mạng bị Lăng Bạch Y thắng, cũng muốn loại bỏ khối u ác tính như ngươi trước. Xích long trượng trong tay hắn trở nên đỏ bừng, hào quang bao lấy thân thể, từng vòng ánh sáng màu đỏ tản ra, giống như vô số long ảnh phi đãng bốn phía, thoáng cái liền áp chế khí thế Đinh Sơn xuống. Siêu phàm nhập thánh. Trong lòng mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng coi như lạnh nhạt. Dù sao thủ lĩnh cầm lái Thương Minh, tài chủ Phú Khả Địch Quốc, đệ nhất thiên hạ, người nói muốn lấy đầu Lăng Bạch Y, không có thực lực như vậy thật khó mà xứng đôi. Đinh Sơn rốt cục động dung rồi, lạnh lùng nói. Ngươi thập dám động tay, ta không tin. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cực quang đủ mọi màu sắc bay lên, quấn lấy xoay tròn quanh thần. Khí diễm kia lập tức tăng lên, gạt đi xích long viêm lực của Vạn Nhất Thiên. Hai cổ lực lượng kinh khủng đối lập trên không trung, không gian không ngừng hoảng hốt vặn vẹo. Người bốn phía đều hoảng hốt kinh sợ thối lui trăm trượng, không dám đến quá gần. Chỉ riêng linh áp chi uy đã khiến nhân tâm rung động sợ hãi như thế, nếu đánh một trận thì chắc chắc sẽ khiến mọi người tai bay vạ gió. Chỉ có bọn người Lý Vân Tiêu là đứng ở đằng xa, hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn xem. Lý Vân Tiêu cũng khép hai tay lại hóa kiếm, không ngừng có kiếm khí lăng lệ ác liệt tuôn ra. Hắn biết rõ thân phận người sau lưng Đinh Sơn, phải đề phòng lấy Thương Ngô Khung xuất hiện. Nếu Thương Ngô Khung một mực không hiện thân thì hắn cũng không ngại liên thủ với Vạn Nhất Thiên giết chết Đinh Sơn. Trên mặt Vạn Nhất Thiên vô cùng bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nhiên, cười nhạo nói. Đinh Sơn, người quá để ý mình, cũng quá đánh giá cao bản thân rồi. Người gần đây ít xuất hiện, sao giờ lại cao điệu như thế? Xem ra bước vào siêu phàm nhập thánh. Đã khiến người bành trướng không biết mình là ai rồi. Bành trướng có thể khiến một người điên cuồng, cho đến chết. Hắn tay phải bấm niệm pháp quyết điểm tới trước, ánh sáng màu đỏ hiện lên trên tay. Xích long trượng trên tay lập tức hóa rồng mà ra, dọc theo cánh tay xoay quanh trên xuống, thoáng cái gào thét vào tới. Ngao! Một đạo long ngâm bay thẳng đến chân trời, đẩy ra trên không thương hội Thiên Nguyên, toàn bộ không gian dưới tiếng long ngâm kia không ngừng tràn ra gợn sóng. Liên tục không dứt. Người bốn phía nhao nhao che hai lỗ tai, sắc mặt đại biến. Nhưng sóng âm kia tựa hồ không theo tai vào mà trực tiếp vang lên trong linh đài thức hải, rung động linh hồn. Đinh Sơn sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi lui về sau một bước, cũng lộ ra nộ sắc quát. Đã như vậy, mặc dù không thể giết ngươi, cũng muốn ngươi trả giá trầm trọng. Năm ngón tay hắn liên kết với nhau, chín đạo cực quang thoáng cái hợp lại trong lòng bàn tay. Đánh mạnh ra, lập tức một cổ lực lượng xỏ xuyên qua thiên địa phún dũng. Chín đạo vòng xoáy cực quang hiển hiện trước người, không ngừng thôn vệ lấy xích long chi lực kia, mà ngay cả âm thanh long ngâm cũng bị áp chế bên ngoài vòng xoáy, không ngừng truyền tới. Bầu trời trong chốc lát biến thành hai nửa phân biệt rõ ràng, áp lực khủng bố sụp đổ xuống ở trung tuyến, thật giống như bầu trời vỡ đê, ngân hà rơi xuống cửu thiên vậy. Mặc dù là bọn người Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh cũng thấy biến sắc, không tự giác được kinh sợ thối lui một bước. Những võ giả bình thường kia thì càng không phải nói đến, nguyên một đám câm như hến, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Đây chính là lực lượng siêu phàm nhập thánh sao? Hai người này còn như thế, vậy thì Lăng Bạch Y khủng bố đến mức nào chứ? Trong lúc nhất thời mỗi người đều tràn ngập lo lắng đối với chuyện tương lai. Đột nhiên hai đạo thanh âm cực không hài hòa vang lên trên không trung, lại không bị linh áp chi lực kia ảnh hưởng. Tùy ý truyền ra trên không trung, rành mạch lọt vào tai mỗi người.
Ai nha, thật sự đã đánh nhau, người nói ai có thể thắng? Nhất định là Vạn Nhất Thiên. Lão nhân này che giấu cực sâu, qua nhiều năm như vậy vẫn không có ai thấy qua thực lực chân chính của hắn, lại dám tuyên chiến đối với Lăng Bạch Y, thực lực hơn phân nửa không kém gì Lăng Bạch Y. Ân, có đạo lý đấy, nhưng ta vẫn coi trọng Đinh Sơn hơn. Người đừng thấy bộ dạng hắn văn nhược nhược, rút chân nguyên người, hấp cốt tủy người lại không chút nhíu mày. Loại tâm ngoan thủ lạt như thế, không dễ dàng bại đâu. Tâm ngoan thủ lạt thì đã sao? Thực lực không đủ còn không phải sẽ trở thành đồ nhắm cho người sao? Hừ, có bản lĩnh người đi tới ăn đi, người đi người lên, không được đừng có nói bậy. Nói như người rất lợi hại vậy, người lợi hại thì đi thử xem. Người đi người đi. Người đi, đương nhiên là người đi. Bị hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Võ Quyết vốn khẩn trương vạn phần thoáng cái liền nhạt đi. Ở cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người một béo một gầy, đang cãi lộn muốn đánh nhau một trận. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn vừa thấy hai người này, sắc mặt đều biến hóa, đồng thời rút lui khí thế trên người, chỉ có điều vẫn lạnh lùng nhìn đối phương, không phục lẫn nhau. Lý Vân Tiêu thấy hai người kia, cũng thu hồi kiếm thế trong tay, cau mày nói. Là hai đồ ngu xuẩn các ngươi sao? Ngạo trường không đâu rồi. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn lại hai người kia, chẳng lẽ hai người này có liên quan đến vị phong hào võ đế đệ nhất thiên hạ kia sao? Phải biết rằng Ngạo Trường Không người này thập phần thần bí, mấy chục năm trước thanh danh không lộ ra, lại đột nhiên quật khởi như sao chổi, một lần hành động chấn động thiên hạ. Về sau lại biến mất như không khí, không người nào biết tin tức của hắn, chẳng lẽ giờ phút này lại muốn xuất hiện sao? Hai người béo gầy kia lập tức đình chỉ cãi lộn, cùng nhau nhìn sang. Ban đầu đà cổ quái nói. Ngươi thật là cổ phi dương. Kỳ quái, rõ ràng chết rồi, linh hồn sao có thể chuyển thế chứ, đây là có chuyện gì? Xấu đầu đà cười ha hả, vỗ tay nói. Ha ha, không hiểu a. Cái này gọi là đoạt xá tiên thiên chi thai, chính là một môn tà pháp, xác suất thành công cực thấp đấy. Hừ, đoạt xá tiên thiên chi thai ta sao lại không hiểu, nhưng hắn hiển nhiên không phải như thế. Ban đầu đà tức giận lên. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người nhìn ra hắn cũng không phải đơn giản là đoạt xá tiên thiên chi thai, không khỏi xem trọng bàn đầu đà trước mắt này thêm vài phần, tuy rằng hai người này chỉ số thông minh rất đáng ngại, nhưng thực lực và tầm mắt cũng không tệ lắm. Xấu đầu đà cười nhạo nói. Làm sao lại không phải chứ? Rõ ràng là phải, ha ha, thật xấu hổ chết người ta rồi a. Nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi có biết ta đấy. Ta cũng không gánh nổi mặt mũi này đâu. Ban đầu đà trên mặt ửng đỏ, nhưng vẫn sáng ngời nói thầm. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Vạn Nhất Thiên nói. Bàn xấu đầu đà, Ngạo Trường Không đại nhân đâu rồi? Xấu đầu đà hì hì cười nói. Có lẽ ở trong thành này, ai biết được chứ? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên biến hóa, những người khác cũng giật mình không thôi, nhưng hai đồ ngu xuẩn này nói chuyện điên điên khùng khùng. Cũng không biết là thật hay giả nữa. Vạn Nhất Thiên cau mày nói. Nếu hắn không đi ra tương kiến, hai người các ngươi đến làm gì vậy? Xấu đầu đà nói. Chúng ta là thấy các ngươi đã đánh nhau, cho nên mới khuyên can thôi. Tất cả mọi người có chút choáng váng, bản thân hai tên điên này cũng thiếu chút nữa đánh nhau, còn khuyên can cái giam a. Vạn Nhất Thiên cũng cảm thấy buồn cười, nói. Chỉ bằng thực lực cặn bã của các ngươi, cũng muốn khuyên can sao? Ban đầu đà vội kêu lên. Khuyên can cũng không nhất định phải dựa vào thực lực. Hắn chỉ cái ót, nói. Dựa vào là chỉ số thông minh đấy. Vạn Nhất Thiên. Tiễn sinh cũng nhịn không được nữa cười nói. Chỉ số thông minh của hai vị hơn người, không biết nên khuyên can thế nào đây? Ban đầu đà hắc hắc nói. Các ngươi không thấy sao? Hai người chúng ta vừa xuất hiện. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn đã tự nhiên dừng tay, đây chính là chỉ số thông minh. Đoàn người đều thoáng cái yên lặng, suy nghĩ một chút thấy không sai, cũng không biết hai người này là ngu thật hay giả ngu nữa. Vạn Nhất Thiên tức giận nói. Thương minh ta nội đấu, liên quan gì đến hai tên ngu xuẩn các ngươi? Xấu đầu đà nói. Cũng không biết ai ngu xuẩn đấy, Lăng Bạch Y cũng đã vào thành, các ngươi còn ở đây hồ đồ, không khác gì tự chịu diệt vong cả. Cái gì? Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, toàn thân Vạn Nhất Thiên càng run lên, cả kinh nói. Lời ấy là thật sao?
Các ngươi làm sao mà biết được? Ban đầu đã nói. Ta nhìn thấy hắn ở Thiên Nhất Các đánh một trận với Lý Vân Tiêu đấy. Lý Vân Tiêu. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, đa số đều ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu mắng. Tên ngu xuẩn ngươi, lão tử lúc ấy hết sức chăm chú đối phó Lăng Bạch Y, lại không phát hiện ngươi trốn ở chung quanh, nếu không tất nhiên kéo ngươi đi ra đánh một trận rồi. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Phi Dương, chẳng lẽ là thật sao? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Lúc ta ở Thiên Nhất Các thật sự đã gặp phải Lăng Bạch Y, hơn nữa khẽ giao thủ với hắn một chút. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ trách cứ, thập phần không thoải mái hỏi. Kết quả thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Kết quả chính là ta thân chịu trọng thương, hắn nghênh ngang rời đi. Tiễn Sinh nói. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Lý Vân Tiêu ngưng mắt nói. Mạnh, so với năm đó giao thủ mạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người trầm mặc, hào khí phi thường áp lực. Lý Vân Tiêu cười nói. Mọi người không cần lo lắng, con người Nhất Thiên ta rất hiểu, chuyện không có nắm chắc hắn sẽ khôn làm đâu. Chắc hẳn đã sớm có kế sách vạn toàn rồi. Hừ, đối phó Lăng Bạch Y ai dám nói mình có nắm chắc vạn toàn chứ? Vạn Nhất Thiên hiển nhiên rất tức giận, chuyện lớn như thế mà Lý Vân Tiêu rõ ràng không nói cho hắn biết. Bất quá Lăng Bạch Y tự phụ như vậy, đã đến cũng không hiện thân, hiển nhiên là muốn chờ tới trảm thủ đại hội 3 ngày sau mới hiện thân. Trảm thủ đại hội là gì? Lý Vân Tiêu sững sờ nói. Mọi người càng kinh ngạc, Tiễn Sinh im lặng nói. Trảm thủ đại hội ngươi cũng không biết. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Chém đầu ai, Lăng Bạch Y sao? Tiễn Sinh giải thích nói. Sa Đông Viễn bài danh thứ 2 trong tử thần bát tượng, ngày đó xuất hiện trong thành Hồng Nguyệt, hiện đã bị Vạn Bảo Lâu khống chế lại, ý định 3 ngày sau xử trảm. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Nhất Thiên đại nhân vững tin Lăng Bạch Y nhất định sẽ đến. Bởi vì Lăng Bạch Y đủ cuồng, đủ tự phụ. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Hiện giờ xem ra, quả nhiên quá mức tự phụ rồi. Vậy 3 ngày sau bổn tọa sẽ bày trận mà đối đãi, tiễn đưa hắn quy thiên. Xấu đầu đà nói. Đúng vậy nha, đại sự như thế, các ngươi còn ở đây cãi nhau ầm ĩ. Theo tin tức ta cô được. Lăng Bạch Y vì cho các ngươi một giáo huấn nên định dùng một cây gậy trúc xuyên đầu 7 vị thủ lĩnh thương minh các ngươi, cắm ở cửa thành để răn đe đấy. Chi, cái gì? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, nghĩ đến tràng cảnh kia, không khỏi đáy lòng phát lạnh, còn chưa chiến đã cảm thấy e sợ rồi. Sắc mặt Đinh Sơn cũng đại biến, lạnh lùng nói. Xấu đầu đà, tin tức của ngươi là từ đâu đến hả? Ai nha, cái này cũng không thể nói được. Xấu đầu đà dùng hai tay che miệng nói. Tin thì tin, không tin thì cút. Bất quá ngươi cũng ra khỏi thành Tân Duyên được rồi, bởi vì đầu của ngươi cũng là thứ mà Lăng Bạch Y muốn lấy đấy. Ban đầu đà cười to nói. Ha ha, vì sao không thể nói? Nói cho bọn hắn biết, là bản bàn ra nghe ngóng được đấy, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của bản bàn ra. Bất quá theo ta thấy, cách nghĩ của Lăng Bạch Y tuyệt đối không thể thực hiện được đâu. À. Ngươi đối với thương minh có lòng tin vậy sao? Xấu đầu đà trợn trắng mắt khinh bỉ nói. Theo ta thấy, 3 ngày trên cây gây trúc nơi cửa thành, tất nhiên sẽ có 7 cái đầu. Bọn người Vạn Nhất Thiên sắc mặt đại biến, giận ra mặt, hung hăng nhìn chằm chằm vào xấu đầu đà. Ban đầu đà cười nhạo nói. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc đi, người thua phải làm cháu trai, về sau xuất hành thì tứ chi phải nằm dạp trên mặt đất, làm tọa kỵ cho người thắng. Xấu đầu đà run rẩy thoáng một phát, cả kinh nói. Đổ ước thật là ác độc a, ngươi dựa vào cái gì có lòng tin như vậy, ngược lại nói nghe thử xem. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Xấu đầu đà, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Đồ đầu lừa như ngươi có thể nghĩ ra chuyện gì chứ? Vẫn là chỉ số thông minh của bàn đầu đà cao, có kiến giải. Cho tới bây giờ hai người đều như hình với bóng, sao chỉ số thông minh lại khác nhau lớn vậy chứ? Ban đầu đà cười đắc ý nói. Ha ha, Nhất Thiên đại nhân nói rất đúng. Bởi vì Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm đã bị chết, thi thể đều bị Đinh Sơn một mồi lửa thiêu hủy rồi. Lăng Bạch Y cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thể gom đủ 7 cái đầu được. Cho nên ta cho rằng 3 ngày sau trên gậy trúc ở cửa thành, chỉ có thể xuyên 5 cái đầu thôi. Vạn Nhất Thiên. Xấu đầu đà cả kinh, vội hỏi. Thật là vậy sao, chi?
may mắn không có đánh cuộc. Hai tay của hắn đặt ở chỗ cái tim, bộ dáng nghĩ mà sợ. Vạn Nhất Thiên phẫn nộ quát. Hai tên ngu xuẩn, trong ba tức mau cút đi cho bổn tọa, nếu không trước treo đầu các ngươi ở cửa thành đấy. Lực lượng táo bạo trên người hắn trực tiếp biến hóa mà ra, ngưng tụ thành hai thanh đao mang đỏ tươi, không chút lưu tình chém tới đầu hai người. Bàn xấu đầu đà cả kinh, đều ô to một tiếng liền hóa thành một đạo độn quang, trong khoảnh khắc đã trốn vô tung vô ảnh. Ầm ầm, hai đạo đao mang chém vào khoảng không, xốc lên vô số gạch xanh trên đất, hai đạo lỗ hổng khủng bố nứt ra xa xa. Tiễn Sinh nói, đại nhân bất giận, đừng để hai tên ngu xuẩn kia chọc tức, việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian diễn luyện đại trận, bảo đảm có thể đánh chết Lăng Bạch Y. Vạn Nhất Thiên hiển nhiên bị tức không nhẹ, ngực kịch liệt phập phồng một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, xoay người nói. Ninh Sơn, vừa rồi nói như vậy ngươi cũng nghe thấy rồi. Người ta đã cùng một con thuyền, nên làm như thế nào, ngươi là người thông minh mà. Ninh Sơn chậm rãi nói ra. Nếu không phải do bàn xấu đầu đà nói ra, ta tất nhiên sẽ tưởng rằng ngươi cố ý thi kế kích ta. Dùng tính tình Lăng Bạch Y, chuyện như vậy thật sự có thể làm ra được, cũng rất có khả năng làm được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể liên thủ kháng địch với ngươi thôi. Tiễn Sinh đại hỉ nói. Có Đinh Sơn huynh thật tình gia nhập, phần thắng lại lớn vài phần rồi. Vạn Nhất Thiên gật đầu nói. Ân, thực lực Đinh Sơn quả thật có thể phát huy trọng dụng. Điều kiện tiên quyết là phải thành tâm thành ý, nếu đến lúc này còn dở âm mưu quỷ kế vậy thì chẳng khác nào là tự hại bản thân. Ninh Sơn cười lạnh nói. Vạn Nhất Thiên ngươi cứ yên tâm, chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ ta vẫn phân chia rõ ràng. Đối phó ngươi, ta còn có nắm chắc, đối phó Lăng Bạch Y thì không thể hàm hồ được. Vạn Nhất Thiên trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta giờ trở về, bắt đầu bố trí diễn luyện đại trận. Ba ngày sau khiến hắn có đến mà không có về. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên vì hành vi của bàn xấu đầu đà đấy. Bọn hắn tuyệt đối không thể tự dưng chạy tới thành Tân Duyên. Hơn nữa báo tin cho chư vị được. Hơn phân nửa ngạo trường không cũng tới. Như vậy mục đích của hắn làm vậy là gì chứ? Vạn Nhất Thiên nói. Đúng vậy, việc này quả thật đáng giá thương thảo. Nhưng đã không thể nghĩ nhiều nữa rồi. Trước đối phó rồi Lăng Bạch Y rồi nói sau. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Sơn, lạnh lùng nói. Linh Nhi đâu rồi? Hôm nay nếu không phải mang Linh Nhi ra, ta quản ngươi cái cùng một trận tuyến, cái gì Lăng Bạch Y Lăng Hắc Y, tất sẽ xốc thương hội thiên nguyên của ngươi lên. Sắc mặt Đinh Sơn trầm xuống, giận hiện ra mặt. Vạn Nhất Thiên nhớ tới điều kiện đáp ứng Lý Vân Tiêu, lập tức nói. Đinh Sơn, Đinh Linh Nhi kia không phải là con gái của ngươi, lại tình đầu ý hợp với Phi Dương. Người sao không giúp người hoàn thành ước vọng, thành toàn bọn hắn chứ? Ninh Sơn nói. Thành toàn bọn hắn đương nhiên có thể, chỉ là Lý Vân Tiêu một mực không cảm thấy đủ, cửa thương hội thiên nguyên ta thủy chung rộng mở với hắn mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Buồn cười, Linh Nhi không phải là con gái ngươi, ta tự nhiên muốn mang nàng đi, cái này có quan hệ gì với thương hội thiên nguyên ngươi chứ? Ninh Sơn, bản thiếu gia không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi, lời nói đặt ở đây. Hôm nay ta không thể mang Linh Nhi đi, trước hết giết lão lại, sau đó lại san bằng thương hội thiên nguyên thành bình địa. Làm càn. Ninh Sơn giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi thật sự xem mình là phá quân võ đế rồi sao? Có phải hay không ngươi cứ thử một lần? Lý Vân Tiêu không chút nhân nhượng, âm thanh lạnh lùng nói. Trong thiên hạ này có thể ngăn ta có không ít người, nhưng Ninh Sơn ngươi quyết không nằm trong đó. Cuồng vọng vô căn cứ. Vậy bổn tọa cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của phá quân võ đế. Ninh Sơn trở mặt tại chỗ, điểm qua một chỉ, một đạo hoàng quang phá ra nơi đầu ngón tay hắn, đục lỗ không gian. Đang, gờ. Xích Long trưởng của Vạn Nhất Thiên giơ lên, ngăn cản đạo chỉ mang kia, khuyên nhủ. Hiện giờ thời khắc phi thường, cần gì vì một nữ tử không quan trọng mà tự loạn trận cước. Ninh Sơn, ngươi không nên hồ đồ như vậy. Ninh Sơn gương mặt âm trầm. Đạo lý hắn sao lại không biết, chỉ có điều mình đã là cường giả siêu phàm nhập thánh, rõ ràng còn bị một gã võ đế uy hiếp, huống chi còn ở trước mặt đông đảo mọi người, khiến trong lòng của hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn không thể phát tiết. Thiên giác, giao nha đầu kia cho hắn, đổi lão lại về đây. Ninh Sơn phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên rất căm tức. Lý Vân Tiêu thấy hắn thỏa hiệp,
trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải sợ thực làm lớn với Đinh Sơn, chỉ là không biết hạ lạc của Đinh Linh Nhi, sợ chọc tức Đinh Sơn sau khiến Linh Nhi càng thêm nguy hiểm, nhưng hiện giờ xem ra hiển nhiên thành công rồi. Kết quả hiện giờ, xem như tất cả đều vui vẻ. Vạn Nhất Thiên mang theo mọi người rời đi, bắt đầu thao luyện đại trận. Lý Vân Tiêu thì theo Thiên Giác đi đổi người. Đinh Sơn trở lại tổng bộ, trực tiếp đi vào trong một gian mật thất, bên trong cũng không biết là ảo thuật hay là thực thể, không ngờ lại là một rừng cây. Bên trong có tiếng nước chảy, một đầu đường đá thông tới một căn phòng nhỏ, Thương Ngô Khung đang nằm trước phòng cầm sách đọc lấy, hương lượn lờ bay lên. Bàn xấu đầu đà cũng tới thành Tân Duyên. Đinh Sơn ngồi xuống bàn đá, cầm lấy ấm trà rót lấy, nước tà xanh biếc linh khí bốn phía, thấm vào ruột gan. Thương Ngô Khung cũng bất phi sở động, chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách, nói. Chuyện thành Tân Duyên thiên hạ chú mục, mặc kệ ai đến cũng không có gì ngoài ý muốn cả. À, vậy ngươi đối với thế cục bây giờ thấy thế nào? Đinh Sơn cầm lấy một ly trà thơm uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt vui vẻ, không có chút giận dỗi nào lúc trước cả, tưởng như hai người vậy. Thương Ngô Khung buông quyển sách xuống, khẽ cười nói. Ngươi cũng rất có tâm cơ, ở bên ngoài giả bộ như không ai bì nổi, bành trướng tự đại, kỳ thực tâm tư cẩn thận, chú ý cẩn thận, mặc dù bước vào siêu phàm nhập thánh cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quả thực đáng sợ a. Ha ha, ngạo mạn tổn hại, khiêm tốn được lợi, điểm đạo lý ấy chúng ta vẫn hiểu rất rõ. Đinh Sơn nhẹ phẩm lấy trà thơm, cười nói. Thiên hạ này người hơn ta có khối người, không có vốn liếng gì có thể tự ngạo cả. Thương Ngô Khung cũng nâng chén trà lên, thổi nhẹ lấy nhiệt khí trên đó, tản mát ra mùi hương cuồn cuộn đậm đặc, lúc này mới nhẹ hấp một ngụm, nói. Người quý ở tự mình hiểu lấy, đáng tiếc người như vậy lại không nhiều lắm. Đinh Sơn cười khổ nói. Có tự mình hiểu lấy mình mới có thể sống lâu, có thực lực tuyệt cường mới có thể ngật đứng không ngã. Ta vốn định không đếm xỉa đến, bàn xấu đầu đà lại nói Lăng Bạch Y muốn lấy đầu bảy vị hội trưởng Thương Minh, thật sự là tai họa bất ngờ, muốn tránh cũng không được a. Thương Ngô Khung cười nói. Lúc trước không phải ngươi cũng rất đồng ý đối phó Lăng Bạch Y sao? Đinh Sơn nói. Đây là vì che giấu chuyện luyện đan. Khiến Vạn Bảo Lâu toàn lực làm chuẩn bị ứng chiến mà không rảnh băn khoăn ta, nếu không dùng tính cách của ta, sao lại làm ra chuyện liều lĩnh vậy chứ? Thương Ngô Khung gật đầu nói. Đây thật sự là cơ hội rất tốt, nếu không triệu tập 18 tên võ đế cửu tinh luyện đan, thế nào cũng sẽ bị Vạn Nhất Thiên gắt gao giám sát. Nhưng hiện giờ đã không có đường lui, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Đinh Sơn nói. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng Lăng Bạch Y sao? Thương Ngô Khung nói, không phải chúng ta, là các ngươi, nếu đồng tâm hiệp lực tự nhiên cũng được, lực lượng Vạn Nhất Thiên rất lớn, hơn nữa hắn cũng không phải một người. Còn nữa không nói xa, mặc dù là Đinh Sơn ngươi, ta cũng không thể đều nhìn thấu a. Đinh Sơn ha ha cười cười, nói, Thương Ngô Khung đại nhân nói đùa rồi, ta một kẻ thương nhân, không có chỗ dựa gì, toàn bộ bằng bản thân cẩn thận từng ly từng tí đi đến bây giờ. Tăng thêm đại nhân trèo trống và cơ duyên bản thân tốt, lúc này mới bước qua cánh cửa võ đạo, dù vậy, ở trước mặt đại nhân vật hô phong hoán vũ chính thức như đại nhân, cũng chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Trong mắt Thương Ngô Khung lóe tinh quang, theo dõi hắn nói. Chính là vì ngươi không có chỗ dựa gì, bằng vào một mình một người giấu tài đi đến giờ, quả thực không đơn giản. Nếu nói trong Thương Minh có người nào có thể khiến cho ta kiêng kỵ, cũng chỉ có ngươi và Vạn Nhất Thiên thôi. Đinh Sơn kinh ngạc nói. Vạn Nhất Thiên lại cường đại như thế, có thể khiến đại nhân kiêng kỵ sao? Thương Ngô Khung mỉm cười, nói. Địa vị Vạn Nhất Thiên cũng không nhỏ, nếu lúc sau có cơ hội thì ngươi sẽ biết thôi. Đinh Sơn nói. Cũng thế, nếu đại nhân đã không muốn nói, vậy tất nhiên là có ẩn tình. Ta hiện giờ chỉ muốn làm sao sống sót khỏi tràng nguy cơ này thôi. Thương Ngô Khung cười nói. Dùng năng lực của ngươi mặc dù không địch lại, tự bảo vệ mình cũng dư xài. Về phần bàn xấu đầu đà đã đến, ngạo trường không hơn phân nửa cũng đang xem náo nhiệt rồi. Dù sao Vạn Nhất Thiên phát ngôn bừa bãi vây quét Lăng Bạch Y, chính là đại sự chấn động thiên hạ, ai không muốn tới xem chứ? Đinh Sơn thở dài. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đáng tiếc nhà đầu Đinh Linh Nhi, là một con cờ tuyệt hảo khống chế Lý Vân Tiêu nhưng giờ bị Vạn Nhất Thiên náo như vậy. Đã triệt để mất đi tác dụng rồi.
Thần thái Thương Ngô Khung lần đầu trở nên ngưng trọng, nói. Lý Vân Tiêu tạm thời không muốn động đến hắn, người này có thiên mệnh nơi thân, thập phần cổ quái, muốn giết hắn sợ rằng rất khó. Đinh Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, nói. Xem bộ dạng đại nhân, hẳn là cũng có cách nghĩ đúng không? Thương Ngô Khung ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngưng trọng lập tức giãn ra, khôi phục một mảnh cười nhạt, nói. Đinh Sơn, người muốn lôi kéo ta sao? Đinh Sơn cười cười, nói. Đại nhân không nói, vậy chính là thừa giận rồi. Thương Ngô Khung nói. Có một số việc ngươi vẫn nên không biết thì tốt hơn. Chuyện Lăng Bạch Y cũng không cần lo lắng quá nhiều, vạn nhất thiên thủ đoạn thông thiên, mặc dù không địch lại cũng tất có năng lực tự bảo vệ mình. Đinh Sơn ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Thương Ngô Khung khẽ gật đầu, liền không hề nói nữa, cầm lấy sách tiếp tục đọc lấy. Bên ngoài Thiên Nhất Các, Lý Vân Tiêu và Tô Liên Y đè nặng lão lại im im lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, Thiên Giác liền dẫn Đinh Linh Nhi đến đây đổi lấy. Trên mặt Đinh Linh Nhi còn tràn đầy vẻ mờ mịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu trong lòng mới an định lại. Vân Tiêu đại ca, lại lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Linh Nhi thoáng cái trở lại bên người Lý Vân Tiêu, nhìn bộ dáng căm thù của hai bên, nội tâm một hồi khẩn trương. Lý Vân Tiêu thở dài, yêu thương vuốt ve trán của nàng, nói. Vận mệnh cho tới bây giờ nửa điểm không do người, Linh Nhi ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trái tim Đinh Linh Nhi thoáng run rẩy mãnh liệt, nói. Có phải là Vân Tiêu đại ca xảy ra mâu thuẫn với Ích Hà ta không? Không việc gì đâu, có ta ở đây điều giải, vấn đề gì cũng có thể giải quyết thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi đau nhức, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Đinh Linh Nhi xoay người lại bắt lấy lão lại, vội la lên. Lại lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão lại cũng thở thật dài, hai tay ôm quyền nói. Tiểu thư, về sau phải bảo trọng đấy. Hắn quay người liền cùng Thiên Giác sát tay nhau mà đi, lưu lại Đinh Linh Nhi ngốc trệ trong gió, nội tâm một mảnh mất trật tự. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Liên Y cũng thở dài, tiến lên nắm tay của nàng, nói. Đinh Sơn cũng không phải là cha ruột ngươi, mà đệ đệ của ngươi Đinh Bằng cũng đã bị Đinh Sơn giết chết rồi. Toàn thân Đinh Linh Nhi run lên, đầu óc ông thoáng một phát thiếu chút nữa ngất xỉu, cơ hồ đứng không vững. Cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Vân Tiêu có chút trách cứ chừng Tô Liên Y, mặt mũi cũng tràn đầy ảm đạm, chuyện như vậy xảy ra ở trên người ai, sợ rằng nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Hắn yêu thương ôm lấy Đinh Linh Nhi vào ngực, nói khẽ. Tô Liên Y nói đều sự thật. Lồng ngực bị nước mắt thấm ướt, trong ngực truyền đến tiếng khóc lớn bi thảm của Đinh Linh Nhi, đã khóc không thành tiếng, thân hình mảnh mai không ngừng run rẩy. Lý Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích đứng đấy, cũng không an ủi gì, chỉ không ngừng khẽ vuốt mái tóc của nàng, khiến cho nàng cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Vì vậy lúc này dù có nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thời gian trôi qua mới có thể dần dần rửa sạch bi thống thôi. Dần dần ánh trăng treo đầu tường, tiếng khóc của Đinh Linh Nhi đã sớm khàn giọng, bé đến không thể nghe, sau đó rốt cục bất tỉnh ngủ thiếp đi. Tô Liên Y nói khẽ. Vân Tiêu đại nhân, Linh Nhi tiểu thư cứ giao cho ta tới chiếu cố đi. Vạn nhất thiên phái người đưa tin tới, bảo ngươi sớm đi qua đấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng khoát tay, ôm lấy Đinh Linh Nhi nói. Không sao, có ta chiếu cố nàng là được, ngươi đi xuống đi. Tô Liên Y thở dài, cũng không tiện quấy rầy thêm. Quay người liền rời đi. Nơi mi tâm Lý Vân Tiêu chớp động hào quang, ôm Đinh Linh Nhi trực tiếp bước vào trong giới thần bi, thoáng cái đi tới chỗ tu luyện của Thủy Tiên, nói. Thủy Tiên, Linh Nhi liền tạm thời giao cho ngươi rồi. Ta đã lưu trên người nàng một đạo ấn quyết, có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, có lẽ sẽ ngủ tương đối dài đấy. Trước kia Lý Vân Tiêu đã câu thông với Thủy Tiên, toàn bộ giới thần bi cũng chỉ có nàng là nữ tử. Do nàng tới chiếu cố Đinh Linh Nhi là thích hợp nhất. Thủy Tiên đã sớm ngấn lệ, nấc nhẹ nói. Linh Nhi tỷ tỷ thật đáng thương. Lý Vân Tiêu nói. Mỗi người kỳ ngộ bất đồng, đều có vận mệnh của mình, tất cả điều này đều là kiếp nạn đã được chú định sẵn, phải do chính nàng kiên cường đi thừa nhận mới được. Thủy Tiên nhẹ nhàng đáp chăn cho Đinh Linh Nhi nói. Ta sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi tỷ tỷ, Vân Tiêu ca ca xin cứ yên tâm. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Nhìn Đinh Linh Nhi nước mắt giàn giụa, khuôn mặt hao gầy,
trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, lóe lên yển biến mất ở trong giới thần bi. Hắn một mình nhìn qua trời cao trầm ngâm một lát, liền hóa ra một đạo lôi quang hướng Vạn Bảo Lâu mà đi. Đột nhiên bầu trời bị uy áp tầng tầng lớp lớp, như sụp đổ vậy, xoáy lên vô số phong bạo, thôn vệ lấy đạo lôi quang kia vào TNG. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, một đạo kiếm khí bắn ra nơi đầu ngón tay, trực tiếp bổ ra gió nổi mây phun, lực lượng kinh khủng kia bị một phân thành hai. Hắn thả người nhảy lên liền xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng. Vòi rồng chi lực kinh khủng kia còn lan tràn trên không trung, mắt không thể thấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, dưới diệu pháp linh mục của hắn, lập tức nhìn thấy chỗ địch nhân, lãnh kiếm băng xương thoáng cái đâm tới. Kiếm khí như cầu vồng, chảm liệt thiên không. Xuy. Tất cả phong bạo dưới một kiếm này đều bị chôn vùi, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong hư không thoáng hiện mà ra, biến ảo lấy thân pháp muốn chạy trốn đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Thì ra là đồ ngu xuẩn ngươi, lưu lại cho bản thiếu gia. Thân thể của hắn lóe lên, liền chỉ xích thiên nhai, xuất hiện ở trước người người kia, chặn đường lại. Người nọ hoảng hốt, vội thân thể, ngượng ngùng cười nói. Quả nhiên là Cổ Phi Dương, lợi hại, lợi hại. Người kia đúng là bàn đầu đà. Lý Vân Tiêu chỉ trường kiếm vào hắn, sát khí nổi lên, lạnh giọng nói. Còn có lợi hại hơn đấy, dùng đầu ngươi đến thử xem đi. Bàn đầu đà cảm nhận được kiếm phong kia. Sợ tới mức vội vàng nhanh lùi lại, run rẩy nói. Cổ Phi Dương, ngươi đừng sằng bậy a, ta chỉ là muốn đùa với ngươi một chút thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đùa giỡn rất dễ gây chết người đấy. Bàn đầu đà vội hỏi. Ta đã biết, về sau cũng không dám nữa đâu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Xem ra ngươi không ngu a, còn biết sợ chết. Hi hi. Bàn đầu đà thoáng cái cười rộ lên. Bộ dáng kia cả người lẫn vật vô hại, vẻ mặt như ánh mặt trời. Không gian bên cạnh hắn có chút xoay chuyển, xấu đầu đà cũng lộ ra ngoài, nói. Cổ Phi Dương, thật có lỗi a, là ta không có coi chừng hắn, để hắn chạy ra, giờ ta sẽ dẫn hắn về ngay. Hai người thoáng cái hóa thành độn quang mới đi, lại một đạo hàn ý xuyên vào cốt tủy tập kích đến, khiến toàn thân run lên, lần nữa hóa ra chân thân. Kiếm khí bay múa đầy trời. Một mảnh kiếm chi hải dương nhộn nhạo trên trời cao. Xin lỗi Liến có thể đi sao? Vậy bản thiếu gia ở trước chặt bỏ đầu chó các ngươi lại đi xin lỗi nha. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Bàn xấu đầu đà nhìn hắn rút kiếm đến, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Đừng sằng bậy a. Xấu đầu đà vội la lên. Bất quá chỉ đùa một chút thôi, ngươi không biết vui đùa là gì sao? Lòng dạ thật nhỏ a. Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, bản thiếu gia là người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ai dám động đến một sợi tóc của ta, ta liền chém đầu hắn. Hàn quang trên kiếm lạnh thấu xương, chiếu rọi mà đến, lắc lư giữa hai chân hai người sợ tới mức gờ run rẩy, trực tiếp bụng lấy cái chân thứ ba, mồ hôi lạnh ròng ròng. Bàn đầu đà run rẩy nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hả? Lý Vân Tiêu nói, nói cho ta biết ngạo trường không có phải đã đến không, tiếp theo lại nói rõ ý đồng động thủ để ta nghe xem sao. Ý đồ, còn có thể có ý đồ gì chứ, chẳng qua chỉ đùa với ngươi một chút chứ, ai biết ngươi lại không lịch sự như vậy. Ban đầu đạo ủy khuất nói. Sớm biết như thế ta cũng không đùa nghịch với ngươi đâu, thực mất hứng. Xấu đầu đà cũng gật đầu nói. Công tử nhà ta có đến không chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy à. Lý Vân Tiêu dù dù khua lên kiếm hoa, quang ảnh lắc lư, nói. Ý là nói ngạo trường không hơn phân nửa không tới, cho dù giờ ta giết các ngươi cũng không có việc gì đúng không? Trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người. Sát khí kia như thực chất, cơ hồ nhập vào cơ thể mà qua, hai người lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng lắc đầu khoát tay. Không đúng, công tử nhà ta ở ngay trong thành, ngươi giết chúng ta. Công tử tất nhiên sẽ khiến ngươi đền mạng đấy. À, thì ra ngạo trường không đã đến a. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí, thoáng cái khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh giật mình nói. Bàn xấu đầu đà sắc mặt biến hóa, song song che miệng lại. Lý Vân Tiêu nói. Vấn đề thứ hai, ý đồ ra tay với ta là gì? Bàn đầu đà tức giận nói. Không phải đã nói sao,
chỉ đùa giỡn với ngươi thôi. Bọn hắn không cẩn thận tiết lộ bí mật, giờ đang cảm thấy rất căm tức. À, chơi đùa nha, ta đây cũng chơi đùa với hai vị, không cẩn thận chơi rớt đầu hai vị trí giả, vậy thì thật là tổn thất cực lớn của thiên võ giới rồi. Lý Vân Tiêu du du nói, lần nữa uy hiếp, kiếm khí phóng ra ngoài. Hai người cắn chặt răng, xấu đầu đà cả giận nói. Ngươi giết chúng ta đi, giết chúng ta cũng sẽ không nói, công tử nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. À, giết các ngươi cũng sẽ không nói, xem ra quả nhiên không phải chỉ đơn giản là đùa nghịch rồi. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm khí đầy trời thu liếm, nói. Ta đã biết, hai vị có thể đi rồi. Xấu đầu đà. Bàn đầu đà đột nhiên kêu lên, vỗ tay nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, xấu hầu tử, người tiết lộ cơ mật ra ngoài rồi, người nhất định phải chết. Xấu đầu đà cả giận nói. Đừng vội ngậm máu phun người, ta chưa nói gì cả, nếu người dám oan uổng ta thì ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Bàn đầu đà nói. Rõ ràng là người tiết lộ cho Cổ Phi Dương, xem công tử thu thập người thế nào, ha ha. Phụ oan ta, ta giết ngươi. Xấu đầu đà điên cuồng hét lên một tiếng, nói đánh là đánh. Quanh thân hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén, thoáng cái chém qua. Hừ, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Bàn đầu đà cũng kêu to lên, tứ chi mở ra, da thịt như bành trướng vậy, trên đó mơ hồ có kim quang hiển hiện. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, võ kỹ hiện giờ bàn đầu đà thi triển cũng là một loại thể thuật lợi hại, nhưng hiển nhiên không phải bá thiên luyện thể quyết. Phanh, phanh, phanh. Bàn đầu đà hai đấm hiển hách đánh ra, vô cùng cương mãnh. Những lưỡi dao sắc bén kia toàn bộ bị đánh nát, cũng có không ít chém lên người hắn đều nổ bung. Tử hầu tử, đi chết đi. Bàn đầu đà hít một hơi, mấy đại khiếu huyệt trên thân thể mãnh liệt hãm xuống, một cổ cụ phong nổi lên, không gian phạm vi tầm hơn 10 trượng đều dũng mãnh vào trong đó. Người chết là ngươi a. Xấu đầu đà cũng lửa giận ngút trời, trên bầu trời bóng người lắc lư, vô số lưỡi đao bay lên bốn phía, dưới hai cổ lực lượng trùng kích. Lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức mở rộng mấy lần. Lý Vân Tiêu cũng bị trùng kích, bị trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, khóe miệng thủy chung chứa đựng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hai tên ngu xuẩn này rốt cục là ngu thật hay giả ngu đây? Trong nguyệt đồng lóe ra ánh sáng yêu dị, nhìn chằm chằm vào trong gió lốc kia. Phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, nhưng bên trong đã sớm mất đi thân ảnh hai người. Ngạo Trường Không a, người thật sự đến xem náo nhiệt sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Để bàn xấu đầu đà ra tay với ta là vì xem bất diệt kim thân của bản thiếu gia a. Chậc chậc, ta hết lần này tới lần khác không triển lộ ra, xem ngươi có thể làm khó dễ ta không, có bản lĩnh thì tự mình động thủ đi. Thanh âm mang theo cười nhạo vang vọng trên không trung, thân ảnh Lý Vân Tiêu cũng thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Trước Vạn Bảo Lâu. Tất cả kiến trúc đều bị dỡ bỏ, lộ ra một mảnh đất trống cực lớn, mấy trăm nhân ảnh không ngừng qua lại xuyên thẳng qua lại, lực lượng quỷ dị không ngừng hiển hiện giữa mọi người, tầng tầng lớp lớp, lộ ra mất trật tự không thôi. Trần Trung Hy xếp bằng ở trên không, không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, đôi môi càng rung rung rất nhanh, các loại âm phù truyện đãng ra ngoài, chỉ huy từng khâu. Trên một lầu các của Vạn Bảo Lâu, bọn người Vạn Nhất Thiên đang chú mục quan sát, thần sắc trên mặt thập phần bình tĩnh. Hàn Quân Đình nhìn ra ngoài một hồi, nói. Trận này quả thực huyền diệu khó giải thích, thay đổi thất thường, hoàn toàn không thể dòm tận, quả thực lợi hại. Vạn Nhất Thiên nói. Lợi hại thì làm được gì, không biết có thể phát huy ra mấy thành trận lực, có thể có một thành ta đã thấy hài lòng rồi. Một thành. Hàn Quân Đình cả kinh nói. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, chỉ cần có một thành trận lực là đã có thể đánh chết Lăng Bạch Y sao? Vạn Nhất Thiên nói, đại trưởng quỹ có từng nghe qua thượng cổ tam đại hung trận chưa? Hàn Quân Đình nói, tại hạ đối với trận pháp biết rất ít, cũng không biết rõ. Nhưng đã có thể trở thành một trong thượng cổ tam đại hung trận, tất nhiên có năng lực kinh thiên động địa rồi. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, mang theo vẻ khiếp sợ cực độ, nói. Chẳng lẽ là đại vãng sinh cực lạc trận? Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Lý Vân Tiêu cũng theo đó xuất hiện. Trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào Trần Trung Hy diễn biến trận pháp, tựa hồ muốn ghi chép lại trận thế. Đại vãng sinh cực lạc trận.
Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh đều có vẻ mặt mờ mịt, đồng thời nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Vạn Nhất Thiên lại giật mình không thôi, lập tức cười to nói. Ha ha, Phi Dương quả nhiên ý chí kinh thiên vĩ địa, trận pháp đã thất truyền lâu như vậy ngươi cũng có nghiên cứu sao? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn, chỉ là vừa ở đây, nghe nói đàm luận trận pháp, liền thông qua Nguyệt Đồng khắc sâu trận thế trước mắt vào óc, ở trong giới thần bi diễn biến cho Phó Cẩm Sơn xem, tăng thêm danh tiếng thượng cổ tam đại hung trận, dùng thành tựu trận đạo của Phó Cẩm Sơn, tự nhiên không khó nhận ra. Giờ phút này Phó Cẩm Sơn đang kích động đến mức hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu khẩn Lý Vân Tiêu biểu thị trận pháp nguyên vẹn cho hắn xem. Cho nên mới có chuyện Lý Vân Tiêu tập trung tinh thần quan sát, ngược lại khiến Vạn Nhất Thiên cho là hắn tinh thông đạo này, cho nên giật mình không thôi. Chỉ là nghe qua mà thôi, không nghĩ đến có thể nhìn thấy, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ngược lại Nhất Thiên huynh, cất giấu của Vạn Bảo Lâu thật sự vượt quá tưởng tượng a. Hắn có phần có thâm ý nhìn qua Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cười hắc hắc, nói. Nếu là thương hội đệ nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ có chút siêu tầm. Tăng thêm ta đối với mấy vật thượng cổ này cảm thấy hết sức hứng thú, cho nên cất giấu một ít bản thiếu cũng rất bình thường. Bản thiếu, chẳng lẽ đại vãng sinh cực lạc trận này cũng không hoàn chỉnh sao? Hàn Quân Đình kinh ngạc nói. Vạn Nhất Thiên nhẹ nhàng cười cười, đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu, nói. Phi Dương có cách nhìn gì không? Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi Nhất Thiên huynh nói, trận pháp này chỉ cần phát huy ra một thành của cả bộ cũng đủ để đánh chết Lăng Bạch Hy, như vậy rất đúng. Nói thí dụ như trong trận có một vạn loại biến hóa, chỉ cần phát huy trăm loại trong đó là đủ rồi, chuyên tâm tinh nghiên trăm loại biến hóa này, ngược lại tốt hơn tham nhiều rất nhiều. Không sai. Vạn Nhất Thiên khen. Phi Dương Thủy Chung là người mà ta bội phục nhất. Liếc mắt đã thấy mấu chốt trong đó. Tam đại hung trận thượng cổ, bất luận cái nào tái nhập nhân gian cũng đủ để diệt thế. Diệt thế? Tiễn Sinh cả kinh nói. Khó có thể tưởng tượng cái này lợi hại cỡ nào, thiên địa linh khí và quy tắc đều biến hóa cực lớn, sợ rằng thứ kinh khủng như vậy rất khó có thể tái hiện được rồi. Vạn Nhất Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, ta sở dĩ đến sát thời điểm mới xếp trận, cũng là bởi vì bộ phận trận pháp trong tay của ta cũng không nhiều. Có 3 ngày đủ để diễn luyện hoàn thành rồi. Quá sớm ngược lại sẽ đưa đến nhiều chuyện không hay. Hừ, lại không thể tưởng được Lăng Bạch Hy tự đại như thế, thực là đáng đời hắn chết. Trên mặt Vạn Nhất Thiên mơ hồ có nộ khí hiển hiện, Lăng Bạch Hy xuất hiện ở thành Tân Duyên, lại lẳng lặng chờ trảm thủ đại hội, rõ ràng là không để bọn hắn vào mắt. Lý Vân Tiêu nói, tựa hồ Trần Trung Hy đại trưởng lão cũng chưa học được nhiều biến hóa lắm, có lẽ cũng chỉ là lượng sức mà học thôi. Vạn Nhất Thiên nói, đúng vậy, dục tốc bất đạt, tham thì thâm, có thể diễn luyện tốt một thành biến hóa, cũng đã đủ rồi. Hắn lấy ra trong tay áo một túi chữ vật màu lam nhạt, trên đó dùng kim tuyến thêu lên từng vòng trận pháp, phong ở miệng túi, hiển nhiên chân quý dị thường. Phi Dương, đây chính là Vĩnh Hằng Chi Mộc mà ngươi muốn. Ta lật qua một ít sách cổ, Vĩnh Hằng Chi Mộc phối hợp cực bắc băng tinh, còn có chân linh chi huyết, thập phương quy tắc chi khí. Lại phụ dùng 3.600 loại nguyên liệu cực phẩm, hẳn là muốn luyện thần luyện cương a. Mà thứ khó tìm nhất trong đó, cơ hồ đã tuyệt tích chính là 4 loại kia. Lý Vân Tiêu trong lòng thất kinh, đối với năng lực Vạn Bảo Lâu càng ngày càng giật mình, ngay cả thần luyện cương mà hắn cũng biết, còn có thể thuận miệng nói ra nguyên liệu nữa. Thần luyện cương là vật gì? Hàn Quân Đình nhíu mày, nàng coi như kiến thức rộng rãi rồi, nhưng cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa là thứ Lý Vân Tiêu cần, việc này nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ha ha, một loại thập giai chi vật hết sức lợi hại, sợ là kim loại cứng rắn nhất trong thiên hạ này rồi. Vạn Nhất Thiên cười nói. Chỉ là muốn luyện chế ra, khó như lên trời. Phi Dương chỉ hỏi ta Vĩnh Hằng Chi Mộc và Cực Bắc Băng Tinh, sợ rằng hai kiện kỳ vật khác, thập giai chi khí và chân linh chi huyết đều đã tìm được rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Thập giai chi khí tuy ít. Nhưng cũng có không ít vật phẩm còn sót lại. Trong tay của ta đang có thập giai thần thảo lần trước Vạn Bảo Lâu bán đấu giá ra. Về phần chân linh chi huyết, hắc hắc, tình báo Vạn Bảo Lâu thiên hạ vô song, coi như là thánh vực cũng tự than thở không bằng, biết được ta nghĩ gì mà. A, Vạn Nhất Thiên mỉm cười nói. Phi Dương chẳng lẽ là đánh chủ ý vào thành chủ thành Hồng Nguyệt sao? Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh lập tức chấn động, thành chủ mới của thành Hồng Nguyệt La Thanh Vân.
thân mang thập giai long huyết, đã dần dần truyền ra trong thiên hạ rồi. Phản tổ thập giai huyết mạch, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả tuyệt thế danh chấn một phương, cơ hồ không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu cười nói, ta và La Thanh Vân kia có chút giao tình, lần sau đi đòi chút máu, hắn hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt đâu. Tiễn Vô Địch ở sau lưng một hồi cảm khái, mấy người lúc trước cùng nhau xông tu Di Sơn, cùng xuất sinh nhập tử chiến ma chủ, hiện giờ đã bỏ xa hắn sau lưng rồi. Vạn Nhất Thiên nói, vậy cũng chỉ thiếu Cực Bắc Băng Tinh rồi, chỉ mong Phi Dương có thể sớm ngày tìm được, luyện chế ra thần luyện cương để cho ta mở mang tầm mắt. Lý Vân Tiêu cười nói, chuyện như vậy phải xem cơ duyên, hy vọng có một ngày như vậy. Hiện tại đã có Vĩnh Hằng Chi Mộc, Lý Vân Tiêu đã cảm thấy mỹ mãn, đây là chủ tài luyện chế thần luyện thiết, còn thiếu máu chân linh Cực Bắc Băng Tinh, ít nhất có thể luyện ra á cấp thần luyện thiết, giúp linh mục địch chữa trị thân thể. Nếu như không có chuyện của nó, ta đã có thể nắm lấy cấu tạo của Vĩnh Hằng Chi Mộc. Lý Vân Tiêu cáo từ. Vạn Nhất Thiên nói, Phi Dương yên tâm, nếu có chuyện ta sẽ thông chi cho ngươi trước tiên. Giao tình giữa ta và ngươi, ta cũng không cần khách khí làm cái gì. Tốt. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, lúc này trực tiếp biến mất trong lầu các. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất trong nơi bế quan, trực tiếp tiến vào trong giới thần bi. Linh Mục Địch đại nhân, tại hạ có việc cầu kiến. Lý Vân Tiêu đứng ở bên ngoài nơi Linh Mục Địch bế quan ngàn trượng, cất cao giọng kêu to. Chỉ mấy hô hấp sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là chân thân Linh Mục Địch, đều là hồn thể ngưng tụ thành, so sánh với lần gặp trước đó thì cường đại hơn nhiều. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, vui vẻ nói. Chúc mừng đại nhân, dường như tinh quang hồn luyện thuật rất hữu hiệu. Linh Mục Địch nói. Ân, công pháp này rất tốt, nhờ có thứ này cho nên ta đã khôi phục nhanh hơn, không thể ngờ trong giới thần bi của ngươi lại có bảo bối như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một hồi, không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy Linh Mục Địch tiện tay đánh ra một chảo, lập tức có tiếng trẻ sơ sinh vang lên, Côn Ngô thần thụ hóa linh thành tiểu hài tử đã bị hắn cầm trong tay, không ngừng biến hóa bổn tướng, thống khổ không thôi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Là tiểu ngã, đại nhân ngươi thả hắn. Linh Mục Địch nói. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì nó đâu, ta còn phải nhờ vào nó mới khôi phục linh thể hoàn toàn đấy. Đáng tiếc a, đáng tiếc hắn còn quá non, hắn vừa mới dục hỏa trọng sinh không bao lâu. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm nghĩ Côn Ngô thần thụ sau khi gặp được mình rất đáng thương, mỗi lần thật vất vả tích góp được một chút lực lượng thì bị người ta rút đi, hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy áy náy. Tiểu ngã nha, không nên dãy dụa, nên đi theo Mục Địch đại thúc lăn lộn đi, hắn đang cần gấp hồn lực của ngươi, ngươi nên thành thành thật thật cho hắn rút ra đi, ta sau này sẽ báo đáp ngươi. Lý Vân Tiêu bắt đầu an ủi hắn. Rút hồn lực. Linh Mục Địch nhướng mày, lạnh lùng nói. Thật sự là biện pháp cấp thấp lại tục tằng. Bổn tọa làm sao lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế chứ? Ta sẽ hợp tu linh hồn thể Côn Ngô thần thụ, mượn nhờ hồn thể bất diệt trăm triệu năm của hắn để lớn mạnh bản thân mình. Hồn thể song tu. Lý Vân Tiêu ngây ngốc, trên mặt của hắn đầy vẻ cổ quái, hai chân không tự chủ lui ra sau một bước. Linh Mục Địch tức giận. Quát! Nói bậy bạ gì đó, là hợp tu, không phải song tu, đầu óc của ngươi toàn nghĩ về những thứ xấu xa. Lý Vân Tiêu lúc này mới thở ra một hơi, ngượng ngùng cười nói. Thì ra là hợp tu a, hợp tu là như thế nào? Chẳng lẽ là, hắn hiện tại nghĩ tới hồn chiến kỹ pháp của Phệ Hồn Tông, song hồn hợp nhất, phát huy ra lực lượng cực kỳ cường đại. Linh Mục Địch giảng giải đại khái cho hắn nghe, mặc dù có điểm khác biệt. Nhưng quả nhiên không khác bao nhiêu so với hồn chiến kỹ pháp. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt cổ quái nhìn tiểu ngã, thầm nghĩ thứ này có công dụng lớn như thế, lão tử vẫn không biết. Nội tâm của hắn vô cùng ảo não, nếu sớm biết là như vậy, hắn giờ phút này sợ rằng đã trùng kích thuật đạo đỉnh phong, không kém gì Viên Cao Hàn. Toàn thân tiểu ngã run lên, hắn cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua mang theo cái gì đó. Lý Vân Tiêu lúc này cười rất mê người. Hỏa ái nói. Ngoan nghe lời đừng sợ. Tiểu ngã lúc này càng sợ suýt khóc thét lên. Linh Mục Địch kỳ quái nói. Nhìn bộ dáng của hắn dường như rất sợ ngươi đấy. Hẳn là ngươi đã từng rút hồn phách của hắn rồi sao? Ha ha, làm sao có chứ? Lý Vân Tiêu nghe nói thế liền cười hì hì, nói.
tiểu hài này không nghe lời, ta vẫn quản giáo hắn nghiêm khắc lắm, cho nên hắn sợ ta là bình thường. Linh Mục Địch nói, thuật hợp tu này có lợi rất lớn với ta và hắn, đáng tiếc hắn vừa mới niết bàn không lâu, hồn thể không đủ cường đại, đáng tiếc a. Hắn thở dài, nếu không mượn chuyện này khôi phục thuật đạo đỉnh phong, tuy hiện tại cũng khôi phục từ từ, nhưng rất khó trở lại trạng thái của vạn năm trước. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân đừng nản chí, người đang có được cơ duyên đấy. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, vĩnh viễn không buông bỏ, ông trời sẽ chiếu cố chúng ta. Không tệ. Linh Mục Địch đã quét sạch ảo não, thưởng thức nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Khó trách giới thần bi nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không phải là không có đạo lý. Lý Vân Tiêu lấy túi trữ vật ra, còn có rất nhiều tài liệu, đều đưa tới. Đây là... Linh Mục Địch cho thần thức quét qua, hai mắt của hắn nhắm lại, cẩn thận cảm nhận một chút, một lát sau mở mắt ra, bắn ra thần thái kinh hỉ, nói. Thiếu máu chân linh và Bắc Cực băng tinh. Lý Vân Tiêu nói. Đúng thế, những thứ này đủ cho ngươi luyện ra á thần thần luyện thiết rồi. Không sai. Linh Mục Địch đại hỉ nói. Vốn ta không trông cậy vào ngươi có thể tìm ra toàn bộ tài liệu, có thể luyện chế ra á cấp thần luyện thiết cũng đủ đúc tạo thân hình cho bổn tọa. Ngày khác nếu là có cơ duyên tìm được Bắc Cực băng tinh và máu chân linh, lại tấn chức thần cấp chính thức cũng không tệ. Lý Vân Tiêu nói. Ta có yêu cầu quá đáng, lúc luyện chế có thể cho bằng hữu của ta quan sát được hay không? Hắn là người truyền thụ tinh quang hồn thuật cho ta. Cũng được, nói như vậy ta còn phải cảm tạ hắn thật tốt đấy. Linh Mục Địch lúc này đáp ứng. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, chuyện đáp ứng viên cao hàn xem như không có thất bại. Về sau lại có chuyện gì có thể bóc lột hắn cũng dễ nói chuyện hơn. Linh Mục Địch nói. Ta đi chuẩn bị một chút, người bảo bằng hữu kia đi cùng đi, thuận tiện bảo Bắc Quyến Nam cũng tới quan sát. Nói xong kết giới ngàn dặm tản ra, thân ảnh Linh Mục Địch cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu lập tức truyền âm thông chi hai người bọn họ. Kỳ thật Linh Mục Địch bố trí kết giới hắn hoàn toàn có năng lực phá vỡ, trong giới thần bi người thắng được hắn cực nhỏ. Nhưng điều này hiển nhiên là không tôn trọng với tiền bối phong ma 10 vạn năm trước. Một lát sau trong nơi tu luyện của Linh Mục Địch có hào quang phóng lên trời, thỉnh thoảng lại tỏa ra hào quang cửu sắc, biên hóa không ngừng sinh ra, huyễn hóa thành các loại hình thái. Hào quang không ngừng duy trì trên không trung một thời gian ngắn mới chậm rãi tiêu tán, trời cao khôi phục bầu trời sáng sủa. Trên mặt đất không ngừng có hào quang như lưu ly chiếu sáng, tỏa ra hào quang chín màu sáng ngời xinh đẹp. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đều dừng hô hấp, nhìn chằm chằm vào hình thái lưu ly kia, hai mắt nhìn chằm chằm không nháy mắt. Bắc Quyến Nam vẫn nhìn chằm chằm vào, vẫn không có biểu lộ gì cả. Chỉ có thể đạt tới trình độ này. Hồn thê của Linh Mục Địch lúc này lập lòe hoảng hốt, hai ngày này tiêu hao quá lớn, cơ hồ khó mà duy trì hình thái. So với dự đoán của ta thì kém hơn rất nhiều. Một là hoàn cảnh trong giới thần bi chênh lệch lớn với thiên võ giới. Tiếp theo là thực lực bổn tọa không bằng trước kia, có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Bắc Quyến Nam bình tĩnh nói ra. Đại nhân không cần trách móc quá mức đâu, đã làm như vậy là rất khá rồi. Hơn nữa trong thiên võ giới hiện tại có thể luyện ra á thần thần luyện thiết đã là tồn tại phượng mao lân giác. Linh Mục Địch nói. Chỉ mong như thế, dùng thực lực của ta bây giờ, sau khi có được cực bắc băng tinh và máu chân linh cũng không thể thuận lợi luyện nó thành thần luyện thiết chân chính. Lý Vân Tiêu còn có vị bằng hữu kia, hồn lực của các ngươi rất mạnh, hy vọng lần sau có thể giúp ta giúp một tay, không biết có nguyện ý hay không. Toàn thân hai người run lên, bọn họ trong hai ngày qua khẩn trương tới cực điểm đã buông lỏng, khôi phục tinh thần lại. Lý Vân Tiêu nói, tùy thời nguyện ý cống hiến sức lực cho đại nhân. Ngươi thì sao? Linh Mục Địch nhìn về phía Viên Cao Hàn, nói, hồn lực của ngươi còn mạnh hơn Lý Vân Tiêu. Khoảng cách thần luyện sư cũng cách nhau một đường, nếu như có thể giúp ta, ta có thể giao kinh nghiệm trùng kích thần thuật sư cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Trùng kích thần luyện sư. Toàn thân Viên Cao Hàn run rẩy lợi hại, kích động đến rơi nước mắt, nức nở nói. Ta nguyện ý a, đại nhân. Cho dù không có kinh nghiệm trùng kích thần luyện sư hấp dẫn, hắn cũng cực kỳ nguyện ý, lần quan sát luyện thép này chính là thần luyện chi thuật trên đời hiếm thấy. Cũng có dẫn dắt trùng kích thuật đạo của hắn rất lớn.